Mạnh Trác, Chu Quân liếc nhau, vẻ mặt cay đắng. Sắc mặt hai người hơi tái, trán lấm tấm mồ hôi, có thể thấy phá cấm chỉ cung môn này làm Mạnh Trác, Chu Quân tốn nhiều công sức. Khiến trái tim bọn họ chìm xuống đáy cốc là tất cả cường giả trong tháp đều được truyền tống đến đây, Mạnh Trác và Chu Quân hoàn toàn không ngờ chuyện này. Cục diện hiện tại đã vượt tầm kiểm soát. Nguyên Cơ là người lên tiếng đầu tiên. Trông hai vị khá lạ mặt, hay là xoay lại cho lão phu xem thử. Biểu tình của Nguyên Cơ giễu cợt, lạnh băng kèm theo sát khí. Chu Quân cười gằn. Hừ, Nguyên Cơ đại nhân quả nhiên là quý nhân hay quên, mau vậy đã quên lão phu sao? Chu Quân chậm rãi xoay người, mắt lạnh băng. Nguyên Cơ biến sắc mặt nói. Ngươi là, Mạnh Trác. Nguyên Cơ lộ vẻ giật mình, không ngờ người đến chính là Chu Quân, biểu tình của lão hơi trầm trọng. Một người khác khuôn mặt cực kỳ xa lạ, mắt phải nhắm chặt, có vết sẹo như con rết trên mi mắt, hơi dữ trợn, lạ mặt chưa từng gặp qua. Chu Quân lạnh lùng cười, dương mắt nhìn mọi người, quét mắt qua từng người. Con ngươi Lý Vân Tiêu co rút, cảm giác người đó nhìn hắn lâu hơn người khác nhiều, e rằng hắn đã bị chú ý. Chu Quân quét mắt nhìn mọi người một lần rồi mới lên tiếng. Nơi đây đã bị đảo Huyền Ly tiếp quản, mọi người rời đi hết. Bên dưới rộ lên tiếng bàn tán, đa số người không biết đảo Huyền Ly là cái gì, lộ lộ vẻ tò mò. Ha ha ha, nghe mọi người xì xầm, Nguyên Cơ cười to bảo. Đảo Huyền Ly đúng là uy phong, tiếc rằng không mấy người biết tiếng. Chu Quân hơi lúng túng, trước mắt chỉ có mấy lão quái trong giới, còn lại hầu hết là người ngoài giới. Chu Quân hừ mũi. Không biết cũng chẳng sao, biết cái này là được. Chu Quân vung tay lên, lăng không nắm đấm vang tiếng nổ đi đùng. Trong nắm tay dường như có lực lượng long tượng hóa thành uy năng vô biên giáng xuống dưới. Ầm 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 ầm. Uy nhiếp vô biên khuếch tán ngưng kết sóng gợn trong không khí phất qua người mỗi người. Phụt, phụt. Có mấy người hộc máu tại chỗ, bị quyền uy chấn bay ra sau, thoáng chốc bị thương nặng. Lý Vân Tiêu đứng im không nhúc nhích, quyền uy kia tuy mạnh nhưng rất bình thường với hắn. Chỉ là uy lực dương quyền đã có uy năng hùng hồn như vậy, những vũ giả bị đánh thương đều hoảng sợ không kiềm được thụt lùi ra sau. Dù là người đỡ được quyền uy thì mặt cũng trắng bệch. Chu Quân rút tay về, lạnh lùng cười. Không nhận biết đảo Huyền Ly cũng không sao, nhận được nắm đấm này là tốt rồi. Cấm chế bên ngoài đế đan lâu đã mở, bất cứ ai đều có thể ra ngoài. Từ giờ trở đi trong phạm vi trăm dặm ngoài cung điện này đều là cấm khu, ai còn ở lại đây thì... chết! Nhiều người hoàn toàn biến sắc mặt, giật mình xoay người đi. Bọn họ đã được đến khá nhiều thứ, không muốn bỗng nhiên chết tại đây. Nhiều người chưa hiểu tình hình hiện tại nên phi đọn lưu ngay. Rất nhanh chỉ còn rải rác 10 người ở lại. Trừ đám người Lý Vân Tiêu vẫn thong dong nhàn nhã ra nhiều người biểu tình trầm trọng hơn, mặt xanh mét, muốn đi rồi lại rối rắm. Chu Quân hừ lạnh một tiếng. Còn lại đã chuẩn bị sẵn sàng chịu chết phải không? Người Chu Quân toát ra uy nghiêm vô cùng, chuyện này không rét mà run. Rốt cuộc lại có hai người không chịu nổi áp lực tâm lý quay đầu đi mất. Hiện tại trong sân chỉ còn lại 15 người. Lý Vân Tiêu, Ba Cẩn, Nguyên Cơ, Cố Thanh Thanh, Mạch, Mục Tinh, Mục Hạc, 8 người xa lạ khác dường như muốn thử vận may, Mạnh Trác phá vỡ im lặng. Các ngươi có mấy người lấy thần đan trong cửu đan cung? 15 người hơi biến sắc mặt, có trầm ngâm, có kinh ngạc. Mạnh Trác chỉ còn lại mắt trái nhưng con mắt cực kỳ sắc bén, quét mắt thu hết biểu tình của mọi người, đã phỏng đoán ra vài phần. Nguyên Cơ thở hổn hển hỏi. Như thế nào, ngươi hỏi thăm điều này hay vì muốn cướp? Mạnh Trác liếc Nguyên Cơ. Mắt lóe tia khinh thường và lạnh lùng, rất là coi rẻ. Nguyên Cơ bị biểu tình miệt thịt của Mạnh Trác trong giận, mắng. Tiểu tử, hãy báo danh hiệu của ngươi ra, lúc lão tử còn lăn lộn trên đảo Huyền Ly chưa thấy người như ngươi. Mạnh Trác phớt lờ Nguyên Cơ, nhắm mắt lại. Nguyên Cơ tức điện hú hét, người dâng trào sát khí nhưng hiện tại không phải lúc đánh nhau, tuy lão tức giận vẫn cố kiềm chế mình. Chu Quân cũng lờ Nguyên Cơ đi. Nếu các vị đã ở lại vậy hai ta cũng không ngăn cản, muốn vào đế đan cung thì cứ vào. Chu Quân, Mạnh Trác tiến lên trước, hai người bắt ấn vỗ tay rồi đập vào cung môn. Ánh sáng vàng mênh mông hiện ra trên cánh cửa, cấm chế sớm phá vỡ. Cửa két một tiếng từ từ mở ra. Hào quang chiếu rọi vào, bên trong to cỡ vài mẫu đất, trống rỗng chỉ còn một cái bàn,
bên trên đặt một kim lô, tinh xảo xa hoa. Ngoài điện bỗng chốc yên lặng, mọi người nhìn chằm chằm kim lô đó. Một số người đến bây giờ vẫn không biết có báu vật, chỉ muốn ở lại cầu may, giờ thấy thứ bên trong liền hiểu. Vật quý giá nhất trong toàn đế đan lâu đương nhiên nằm trong kim lô đó. Mắt Chu Quân chớp lóe ánh sáng nhưng rồi vụt tắt ngay, gã làm động tác mời. Chu Quân cười nói. Mời các vị vào, hễ ai muốn đi vào thì hai chúng ta tuyệt đối không ngăn cản. Nhưng nên biết chỉ có một viên thiên vận tạo hóa đan mà các người có đến 15 người. Vài tiếng kinh kêu vang lên. Thiên vận tạo hóa đan. Giờ thì ai đều biết bên trong có thứ gì, ai nấy mắt tỏa sáng kích động. Mạnh Trác cười khẩy nói. Tuy đan tốt nhưng phải có mạng lấy mới được. Nguyên Cơ lạnh lùng nói. Tính Ót Na giỏi lắm, các người muốn chúng ta tự tàn sát nhau, chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Trong thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy, chúng ta không ngu. Mạnh Trác nói. Có chuyện tốt thế này hay không, ngu hay không chẳng liên quan gì bổn tọa. Đan ở đó, thích lấy thì lấy, không lấy liền cút đi. Chữ cút với ngữ điệu chói tai hóa thành sóng âm khuếch tán, xới bụi dưới đất, thổi mắt mọi người mông lung. Mọi người đều yên lặng lại, có thể tu luyện đến thực lực hiện tại tuyệt đối không phải loại người chỉ số thông minh thấp. Hơn nữa cảnh tượng cướp báu vật này có ai trong những người có mặt chưa từng trải qua. Đa phần là bên thắng, vì vậy bọn họ hiểu rõ lúc này ai ra tay trước là kẻ xui xẻo nhất. Vì vậy không ai nhúc nhích, yên lặng như nhà ma. Lý Vân Tiêu cười lạnh. Ha ha ha, sao không nhúc nhích, chẳng lẽ mỗi người các vị đều là lôi phong, chẳng chút lợi kỳ, chuyên môn lợi cho người sao? Lý Vân Tiêu đi vào đại điện. Cố Thanh Thanh kinh kêu. Lý Vân Tiêu. Cố Thanh Thanh căng thẳng kêu lên. Đừng đi vào. Một khi bước vào trong sẽ biến thành cái đích mọi người chỉ trích ngay, thành kẻ thù của tất cả. Lý Vân Tiêu chính khí nói. Ta không ôm nhiều chờ đợi với đan dược này. Dù sao thần vật thế này là người có duyên sẽ được. Nhưng mọi người cứ rằng có mất thời gian cũng không tốt, nên có một người đi vào trước, bản thiếu gia sẽ thả con tép, bắt con tôm, để xem ai theo cùng. Lý Vân Tiêu bước vào đại điện trước, đi hướng kim lô. Mỗi bước chân Lý Vân Tiêu đạp xuống là dưới chân sẽ nổi lên gợn sóng, thần dịch lực trải rộng toàn thân, sẵn sàng đề phòng nguy hiểm. Mấy giây sau, Lý Vân Tiêu cách kim lô ngày càng gần. Nhiều cường giả ngoài điên không ca kiềm chế được, tiếng hít thở nặng nề và dồn dập hơn. Rốt cuộc một lão nhân quá to. Dừng lại. Lão nhân hóa thành độn quang bay vào trong, giơ tay vỗ vào Lý Vân Tiêu. Lão nhân hét to. Ngươi là người ngoài giới có tư cách gì lấy thần đan này? Lý Vân Tiêu lắc người liên tục lùi xa mấy chục trượng, né tránh một kích đó. Lý Vân Tiêu cười to bảo. Ha ha ha. Bản thiếu gia vốn chỉ đi đầu tàu, nếu các hạ có bản lĩnh thì cứ lấy đi. Lý Vân Tiêu đã lùi lại một góc đại điện, cười tủm tỉm nhìn, hoàn toàn không để bụng. Lão nhân hừ mạnh. Hừ. Lão nhân quay người lại, mắt bắn ra tia tham lam nhìn kim lô chằm chằm, chợt lắc người như thuấn di lao lên, phất ống tay áo, kim lô biến mất. Người lão nhân phát ra khí thế siêu mạnh, hét lớn một tiếng đất rung núi chuyển. Một lua gòn sáng chói lòa bắn lên cao hướng nóc đại điện muốn phá nóc bay đi. Ngoài điện vang mấy tiếng giống. Quách Dương lão quỷ, ở lại đây. Mấy luồng sáng thuấn di đến, có vài người xuất hiện trên nóc kết ấn đánh vào ánh sáng chói lòa. Ầm 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 ầm. Không gian chấn động, cột sáng bị công kích xoay chuyển gấp khúc. Mấy người hợp sức công kích làm Quách Dương từ hư vô hiện hình biến thành thực thể. Hoảng sợ vội đỡ đòn đánh vào bóng người từ bốn phương tám hướng kéo đến. Ầm, ầm, vang mấy tiếng nổ đinh tai. Quách Dương đánh năm lần ra năm linh áp khủng bố dao động trong điện, cái bàn đặt kim lô thoáng chốc nát vụn như chưa từng xuất hiện. Quách Dương không kiềm được phun ra ngụm máu. Phụt, tuy Quách Dương đỡ được năm người công kích nhưng vẫn bị chấn thương nội phủ. Năm người kia thực lực có mạnh yếu nhưng hợp sức thì không gì địch nổi. Quách Dương phun ngụm máu rồi xoay người lao hướng đại điện. Lão quái lợi hại hầu như đi vào hết, ngoài cửa trừ hai người đảo Huyền Ly ra có một số vũ giả vừa rồi không kịp phản ứng, thực lực yếu một tầng, có lẽ Quách Dương sẽ có một cơ hội. Ngoài cửa cũng vang tiếng cười nhạt. Hừ, ấu trĩ. Mạch xuất hiện, mới rồi gã không ra tay giờ huyết quang dâng lên trên người, linh áp trên bàn tay không ngừng nhấp nháy, uy lực kinh thế bùng nổ. Mạnh Trác,
Chu Quân đứng hai bên cửa cung con người co rút giật mình nhìn Mạch. Hai người liếc nhau, lộ ra vẻ cảnh giác. Mạch phung tay lên, hét lớn một tiếng vỗ ra. Ở lại. Một trường ấn màu đỏ hiện ra trên không trung. Quách Dương hết hồn, cứng ra đầu va chạm. Ầm 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 ầm. Huyết trường nổ tung hóa thành mưa máu rơi đầy trời, Quách Dương bị đánh bay ra ngoài. Toàn thân thị huyết, không biết là Quách Dương tự ói ra hay bị máu đầy trời nhuộm đỏ. Mạch vừa ra tay liền hấp dẫn nheo người liếc nhìn, lòng rung động, hiểu ngay người này là cường địch cướp đan. Lý Vân Tiêu nhíu mày, mơ hồ hơi lo âu, tuy Mạch truy tùy hắn nhưng không có nghĩa vụ cướp đan dùng hắn. Trước thần đan Mạch sẽ không khách sáo với Lý Vân Tiêu. Thiên vận tạo hóa đan liên quan vết thương của Hải Hoàng Ba Long, Nhu Vi, dù không quen biết Thủy Tiên thì vì đối phó Quy Khư, Thiên Tư, Lý Vân Tiêu phải nghĩ cách lấy bằng được. Dừng tay, ta không cần đan này, cho các ngươi này. Đừng giết ta. Quách Dương thấy mấy người kia lại nhào tới thì hết hồn vội phất ống tay áo, kim lô lại hiện ra bay lên nóc. Mấy người tập kích thấy vậy lập tức đổi hướng. Quách Dương thở phào, xoay người lùi sang góc tường, nuốt mấy viên đan dược. Bắt đầu chữa thương. Mấy người ở trên cao đều ra tay công kích đối phương tranh giành kim lô, từng đợt sóng gợn khuếch tán trên bầu trời, đánh túi bụi. Mạnh Trác đứng trước cửa đại điện nhíu mày, cao giọng nói. Các người đánh thế này không sợ kim lô vỡ, thần đan bị hủy sao? Một câu làm mấy người giật nảy mình, động tác tay chậm lại từ từ đáp xuống đất. Kim lô rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng rất êm tai. Nguyên Cơ giữ trợn nói. Đánh không được vậy làm sao giờ? Hay Hoàn Tù Xí quyết định thắng thua? Mạnh Trác lạnh lùng nói. Ta chỉ nhắc nhở các người, làm sao thì tùy các người. Lý Vân Tiêu cười nói. Hay là giao đan lô cho ta bảo quản trước? Nguyên Cơ chửi. Xéo. Nguyên Cơ nhìn chằm chằm đan lô, ngẫm nghĩ nói. Hay là mỗi người bày ra một ấn ký phong ấn kim lô này rồi chúng ta tranh giành sau, làm vậy sẽ không có tổn hại. Một lão nhân khác khí chất bất phàm trầm giọng nói. Cách này tuy không tệ nhưng không thể giải quyết cái gốc của vấn đề. Nơi này có nhiều người, rất khó phân phối. Theo ta thấy trước tiên ra một xuất sắc lược thải. Nếu ta không nhìn lầm thì vị này chắc là anh Thiều đại nhân nổi tiếng xa gần trong giới. Nguyên Cơ chắp tay nói. Không biết cái gì gọi là xuất sắc lược thải. Anh Thiều cười gian. Đơn giản lắm. Trước tiên trừ khử Lâu La rồi đám người chúng ta lại phân phối sau. Nguyên Cơ ngẫm nghĩ nói. Cách này không tệ, nhưng cái gì là Lâu La? Làm sao trừ bỏ? Anh Thiều nói. Ta thấy trong các vị có mấy người là thiên thần cảnh, thế thì dưới trưởng thiên cảnh tất nhiên là Lâu La, hoặc tự động cút đi hoặc chết. Mấy người trong ngoài điện đều biến sắc mặt, lời anh Thiều nói toát ra sát ý khiến bọn họ không rét mà run. Nguyên Cơ cười gian nói. Ta đồng ý cách này, thiên vận tạo hóa đan không phải chó mèo gì cũng lấy được, tính luôn hai người đảo huyền ly, nếu ta không nhìn lầm thì có tổng cộng 9 người trưởng thiên cảnh. Mạch, Cố Thanh Thanh, Lý Vân Tiêu, Anh Thiều, Ba Cẩn, Quách Dương và chính Nguyên Cơ. Mục tinh chỉ là phân thân bám vào khôi lỗi, tu vi chỉ có quy chân cảnh, cũng bị bọn họ bài xích ra ngoài. Ba Cẩn nói, làm vậy là tốt nhất, lão phu cũng đồng ý. Ánh mắt mấy người âm trầm nhìn những vi su giả dưới cảnh giới trưởng thiên, nhóm người hút ngụm khí lạnh, sợ hãi vội vàng tản ra, có mấy người cảm nhận hơi lạnh thấu xương vội vàng lùi ra đại điện. Ánh mắt anh Thiều lạnh lẽo nhìn chằm chằm bên ngoài đại điện, lạnh lùng nói. Trong vòng 200 dặm, kẻ ở lại, chết. Đám người biểu tình cực kỳ khó xem, nhưng nghĩ đến nhiều cường giả có mặt, mình ở lại hơn phân nửa cũng là vật hy sinh, đành không cam lòng bay lên, nhanh chóng chạy trốn không còn bóng dáng. Nguyên Cơ hít sâu, nhe răng cười nói. Ha ha ha, cách của anh Thiều huynh hay nhất, thoáng chốc bớt đi nhiều rác rưởi với chúng ta, cảm giác không khí đều tốt lên rất nhiều. Anh Thiều cười cười, mắt liếc Mục Tinh, đánh giá vài lần. Vị Lâu La này sao còn chưa xéo đi? Sát khí ngưng tụ ập đến, phất qua người Mục Tinh cắt ra nhiều vết chảy nhỏ li ti. Mục Tinh mặt không đổi sắc thụt lùi mấy bước đến ngoài ngưỡng cửa. Ta cũng là người đảo huyền ly, ở lại đây chắc không thành vấn đề. Anh Thiều sửng sốt nhìn sang Mạnh Trác, Chu Quân đứng ở cửa. Chu Quân gật đầu nói. Vị này là người luyện chế và thủ hộ tháp trọng khí, Mục Tinh đại nhân. Thấy Chu Quân thừa nhận, anh Thiều không làm khó dễ Mục Tinh. Nếu vậy thì tạm ở lại đi.
Anh Thiếu quét mắt trong điện, rơi vào người Quách Dương, cười gằn. Người Mạch khẽ run, biến sắc mặt nói. Anh Thiều, người có ý gì? Ha ha ha, không có ý gì. Anh Thiều cười khẽ nói. Tuy Quách Dương đại nhân cũng có tu vi trưởng thiên cảnh nhưng không bốn ca bị thương nặng trong người, chưa chắc địch lại quy chân cảnh bình thường. Ta thấy vì an toàn của đại nhân thì mời đại nhân tạm rời đi đi. Quách Dương tức giận quát. Lúc trước nếu ta không xông vào thì thiên vận tạo hóa đan sớm bị tiểu tử giới ngoài đó cướp đi, làm gì có phần của các ngươi. Bây giờ dám đối xử với ta như vậy. Xì. Anh Thiều cười khẩy nói. Đại nhân đề cao mình hơi quá, đã xem thường chúng ta. Nói như thể không có đại nhân thì không có thiên vận tạo hóa đan vậy. Bây giờ thời gian gấp gáp, ta không nói nhiều với đại nhân, ở lại chết hay sống xéo đi, tự mình chọn. Quách Dương tức điên, cảm giác lửa giận bừng lên đốt cháy nội tạng. Mới rồi người ra tay nặng nhất là anh Thiều. Quách Dương định chửi rùa nhưng thấy đáy mắt anh Thiều lóe tia sát khí thì người run rẩy, mím môi. Quách Dương gượng thân hình bị thương nặng oán hận nói. Được, lão phu đi đây. Mặt Quách Dương xanh mét nhảy lên, hóa thành độn quang bay ra ngoài điện. Đột nhiên một luồng đao quang xé gió bay lên chém hướng độn quang. Rầm. Hai luồng sáng va chạm, nổ tung. Quách Dương phun búng máu rớt xuống đất. Quách Dương trượt ra xa mấy chục trượng đụng vào góc tường, vang tiếng nổ trầm đục. Lại ọc bãi máu. Quách Dương vừa kinh vừa giận ngẩng đầu lên. Căm hận chừng anh Thiều, mắt rực cháy lửa giận. Anh Thiều, ngươi! Biến cố này làm mọi người giật mình nhưng không thấy lạ. Quách Dương dù gì là cường giả trưởng thiên cảnh, anh Thiều đã hoàn toàn đắc tội lão tại đây nên đương nhiên thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi. Anh Thiều lạnh lùng cười. Quách Dương đại nhân, ta thấy đại nhân cực kỳ bất mãn với ta. Ta nghĩ kỹ nếu đã bất mãn vậy chúng ta hãy vũ quyết đi, giữa cường giả với nhau cách giải quyết vấn đề luôn là vũ quyết đúng không? Anh Thiều xách đại đao sáng choang chậm rãi tiến lên. Quách Dương vừa tức vừa nóng ruột, vừa giận vừa kinh, khí huyết hỗn loạn lại hộc bãi máu. Ngươi, vô sỉ! Con ngươi anh Thiều co rút, thừa dịp đó đao quang chợt lóe chém xuống. Anh Thiều lắc người theo đao quang sải bước tiến lên, giơ đao chém xuống. Ầm, ầm! Liên tục hai cuồng đao chém xuống, một góc đại điện nổ tung, người Quách Dương đẫm máu bị hất văng ra ngoài. Anh Thiều lắc người đuổi theo lại chém mấy đao, không gian bị chém vài khúc, người Quách Dương nổ tung, mưa máu tứ tung. Đồng quang chớp mắt, mặt Lý Vân Tiêu không biểu tình. Đây là lần đầu tiên Lý Vân Tiêu thấy cường giả trưởng thiên cảnh bị giết, vốn tới cảnh giới này trong thiên hạ gần như không ai giết được. Nếu không đánh lại mà một lòng muốn tốn thì đối phương khó thể làm gì mình được. Nhưng lúc trước Quách Dương cướp kim lô chạy trốn bị mấy người hợp tác đánh bị thương nặng. Lại bị anh Thiều chọc giận tức ói máu, bị một chiêu đánh lén chúng nên mới hoàn toàn mất năng lực chạy trốn cuối cùng rơi vào kết cuộc chết đi. Quách Dương chết, người trong đại điện đồng cảm, không khí tĩnh lặng. Lý Vân Tiêu chợt cảm giác có người nhìn mình, quay đầu lại thấy là Cố Thanh Thanh, biểu tình của nàng trầm trọng. Ánh mắt hai người giao nhau, phúc linh tâm trí, hiểu ý nhau, hai người tạm thời giả bộ không quen, làm theo điều mình cho là đúng. Vào phút then chốt lại hợp tác với nhau giết mọi người không kịp trở tay. Lý Vân Tiêu nhìn hướng Mạch. Mạch ngước mắt lên nhìn Lý Vân Tiêu, đôi mắt bình tĩnh như nước chứa chút lạnh lẽo. Rõ ràng Mạch không chịu từ bỏ thiên vận tạo hóa đan, ra hiệu mỗi người dựa vào đại điện riêng. Đột nhiên nguyên cơ lắc người thuấn di đến ngoài điện chộp hướng một luồng sáng. Anh Thiều vừa kinh vừa ghê nạ hét to một tiếng. Người đang làm gì? Anh Thiều hơ đao xé gió chém xuống. Ầm 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 ầm. Bầu trời bị chém rách thành hai nửa, nguyên cơ bị chặn lại. Anh Thiều bay xuống chộp hướng một vật, là túi chữ vật trên người Quách Dương bị lão lăng không hút vào tay, suýt nữa bị nguyên cơ cướp mất. Bóp. Anh Thiều chộp túi chữ vật trong tay, vẻ mặt mừng rỡ lắc người trở lại trong điện. Nguyên cơ sắc mặt âm trầm cũng vào điện, ánh mắt nhìn anh Thiều trở nên nham hiểm. Mắt ba cần bắn ra tia tàn nhẫn nhìn chằm chằm túi chữ vật. Tuy là đại nhân ra tay giết Quách Dương nhưng về bản chất là đám người chúng ta hợp tác ép chết Quách Dương. Vật Quách Dương để lại sao có thể bị một mình đại nhân chiếm hữu? Mặt nguyên cơ vặn vẹo dữ trợn, sát khí ập đến. Đúng là đạo lý này. Nếu là bên ngoài đế đan lâu, đại nhân đánh chết Quách Dương, có lấy thứ gì của Quách Dương thì chúng ta cũng không có ý kiến. Nhưng lúc này thì, anh Thiều biến sắc mặt cầm túi chữ vật,
Cảnh Giác lạnh lùng cười. Trên đời này có ai vô sỉ như các ngươi không? Lúc trước Quách Dương cũng bị ta tổn hại nặng, hiện tại là ta đánh chết. Các ngươi còn mặt dày đòi chia trác với ta. Nguyên Cơ nói. Thứ khác có thể cho đại nhân nhưng với thực lực của Quách Dương đương nhiên sẽ được phân vào Cửu Đan Cung, kiên quyết không cho đại nhân độc chiếm viên thần đan kia. Nực cười, có cái gì giá trị sánh bằng thần đan? Anh Thiều lạnh lùng nói. Vậy đi, viên thần đan này thuộc về ta, thứ còn lại cho các ngươi. Đến trình độ như bọn họ trừ phi là thánh khí, nếu không bất cứ thứ gì cũng không hấp dẫn bằng đan dược tăng công lực, tu vi. Cố Thanh Thanh bật cười nói. Ha ha ha, sao các người xác định Quách Dương sẽ có thần đan? Đế đan lâu này tùy cơ truyền tống trừ dựa theo thực lực ra còn có cơ duyên. Chưa chắc thực lực mạnh sẽ được phân đến vật mạnh hơn, nên nhìn xem trước rồi tính. Anh Thiều ngẩn ra một chút, gật đầu nói. Vị đại nhân này nói có lý. Năm ngón tay anh Thiều co lại, túi chữ vật của Quách Dương nổ tung, một không gian hình tròn hiện ra trong lòng bàn tay, có nhiều vật phẩm trong đó. Một tay anh Thiều loay hoay chọn ra mấy hộp ngọc, lần lượt mở ra. Vẻ mặt anh Thiều từ căng thẳng dần biến thành âm trầm và vật phẩm. Bùm! Cuối cùng anh Thiều chọn giữ lại vài thứ rồi không gian hình tròn nổ tung, sau vụ nổ đồ vật rơi đầy đất. Có huyền khí, ngọc giản, đan dược vân vân. Nhưng mấy món quý giá nhất đã bị anh Thiều cất đi, bực bội nói. Các vị cũng thấy rồi, không có thần đan gì, chỉ có một ít đan dược và vật phẩm cửu giai tạm được, lão phu lấy đi không tính quá mức đúng không? Nguyên Cơ khẽ hừ, hơi khó chịu. Ha ha ha, nếu đã không có thần đan thì chúng ta không còn gì để nói. Nhưng đại nhân thu mấy thứ đáng giá đành thôi, còn ném rác đầy đất, muốn chúng ta nhặt sao? Anh Thiều cười khẩy nói. Nếu Nguyên Cơ đại nhân gai mắt thì ta quét sạch là được. Lý Vân Tiêu hét lên. Khoan đã. Vật đầy đất có lẽ là rác với mấy lão quái vật trưởng thiên cảnh này nhưng trong mắt Lý Vân Tiêu thì toàn là bảo bối. Lý Vân Tiêu hóa thành lốc xoáy quét qua nhặt hết, rác cười nói. Nếu các vị không cần rác vậy cho ta hết đi. Anh Thiều nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm. Muốn nổ bỏ cũng được nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là Lâu La dưới trưởng thiên cảnh đều cút xéo, dường như các hạ cũng nằm trong số Lâu La. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm nói. Có nhiều cường giả ở đây thì bản thiếu gia cũng không cướp đan dược được, hay cho ta ở một bên quan sát thần uy của các vị để mở mắt cũng tốt. Anh Thiều lạnh lùng nói. Chỉ sợ không thấy được thần uy đã nhìn mù trong mắt. Lý Vân Tiêu cười nói. Cái này thì không phiền đại nhân quan tâm. Đại nhân hãy lo nghĩ làm sao giành lấy thiên vận tạo hóa đan đi, đừng đặt chú ý vào tiểu Lâu La như ta. Mặt anh Thiều lạnh băng. Cướp đan là chuyện của bản đại nhân, tự có quyết định, nhưng có một Lâu La lởn vởn bên cạnh làm bản đại nhân khó chịu. Anh Thiều đột nhiên tấn công chớp mắt xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, năm ngón tay như móng vuốt chụp lồng ngực hắn. Bùm! Lý Vân Tiêu sớm có phòng bị, giơ trưởng đánh ra. Song trưởng va chạm, đại điện chấn động. Từng đợt ánh sáng vàng 88 trên thân thể hai người, linh áp khủng bố lắc lư không ổn định, lực lượng tương đương. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Đặc biệt là Ba Cẩn, Nguyên Cơ, Mạnh Trác và Chu Quân đứng ở ngoài cửa điện, bốn người hơi biến sắc mặt. Người Lý Vân Tiêu nổi lên từng luồng sáng vàng, tuy lực lượng ngang nhau nhưng hắn rất chói mắt. Chu Quân lạc giọng thì thào. Mục Tinh đại nhân cùng người này vào đế đan lâu. Có biết lai lịch của người này không? Mục Tinh gật đầu nói. Biết chút ít nhưng không kỹ càng, người này, có được giới thần bi. Mục Tinh vốn muốn tạm giấu giếm việc này, chờ quay về đảo Huyền Ly sẽ trực tiếp bẩm báo cho đảo chủ Diệp Kình Vũ, nhưng ngẫm nghĩ rồi cuối cùng cũng nói ra. Mạnh Trác, Chu Quân giật mình kêu lên. Cái gì? Hai người khó thể kiềm chế thất thố tại chỗ hấp dẫn mọi người trong điện chú ý. Mạnh Trác. Chu Quân biết mình mất kiểm soát, khẽ hừ mím chặt môi. Ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu tràn ngập giật mình, biểu tình cực kỳ phức tạp. Giờ phút này, trong điện, anh Thiều cũng kinh hoàng, giận dữ và giật mình. Tuy đối phương chỉ có tu vi quy chân thần cảnh lại ngay mắt đỡ được một kích của lão, không hề yếu thế. Anh Thiều nhìn Lý Vân Tiêu thật lâu, dần lấy lại tinh thần, sắc mặt âm trầm chậm rãi nói. Ngươi là bát môn đều mở, thân thể thành thánh. Lý Vân Tiêu cười nói. May mắn thân thể thành thánh, trong mắt cũng được rèn luyện, nếu không thì đã bị thần uy của đại nhân chọc mù mắt. Hừ. Anh Thiều bực bội hừ lạnh một tiếng.
nếu là thân thể thành thánh thì có tư cách ở lại. Bùm! Giữa bàn tay hai người bỗng một linh áp nổ tung, tự thụt lùi ra sau. Nguyên Cơ thế mới hiểu tại sao lúc trước Ba Cẩn không chịu hợp tác đánh chết người này, thì ra là thần thể đại thành, thân thể thành thánh. Nguyên Cơ thầm thở dài. Hiện tại những người còn lại trong đây đều có tư cách cướp đan, tiếp theo nên phân phối như thế nào? Mấy người cùng nhìn hướng kim lô dưới đất, không ai dám đi lên chạm một cái nếu không sẽ trở thành mục tiêu của mọi người ngay. Kết cuộc của Quách Dương ngay trước mắt. Anh Thiều xoay tròn tròng mắt nhìn hướng Mạch, lạnh lùng nói. Thiên vận tạo hóa đan này là do tiền bối đại sư của nhân tộc ta luyện, sao có thể bị dị tộc lấy đi? Các vị có đồng ý hợp tác với ta khu trục người yêu tộc này không? Mạch biến sắc mặt, lửa giận bừng bừng chừng anh Thiều, quát to. Ngươi muốn chết. Anh Thiều bị sát khí của Mạch làm sợ, phản xạ lùi nửa bước. Anh Thiều nhìn quanh, vội nói. Chẳng lẽ các người vui khi có yêu tộc xen lẫn vào cướp đan sao? Ba Cẩn, Nguyên Cơ thầm giật mình. Thực lực của người yêu tộc này dường như trên bọn họ, sát khí rất nặng. Lúc trước thấy yêu tộc gia trưởng vỗ bay Quách Dương dường như có thần thông không nhỏ, ngay từ đầu đã là người bọn họ e ngại. Nguyên Cơ đứng bên anh Thiều ngay. Ta cảm thấy lời của anh Thiều huynh có lý. Khí thế hùng dũng đẩy uy nhiếp của Mạch lại. Ba Cẩn bước lên trước một bước đứng chung với hai người. Còn hai vị thì sao? Anh Thiều nhìn Cố Thanh Thanh và Lý Vân Tiêu, hỏi. Chẳng lẽ hai vị nhẫn tâm nhìn thần vật tiền bối để lại bị ngoại tộc lấy đi sao? Cố Thanh Thanh cười khúc khích nhìn Lý Vân Tiêu. Ngươi nói xem chúng ta làm sao mới tốt. Lý Vân Tiêu cười nói. Tuy công nhận quan điểm của đại nhân bất đắc dĩ thực lực có hạn, nên thôi không tham gia. Mấy vị đại nhân tự mình chơi với yêu tộc này đi. Tuy Mạch Biểu Minh sẽ truy tùy Lý Vân Tiêu 10 năm nhưng cũng tỏ rõ thái độ muốn tranh giành thiên vận tạo hóa đan, hắn sẽ không giúp gã cướp đan. Cũng không thể tham gia vào trận doanh anh Thiều đối phó Mạch, trung lập là thái độ tốt nhất. Cố Thanh Thanh cười nói. Nói đúng, ta công nhận quan điểm của Lý Vân Tiêu, tuy có lòng nhưng không có sức. Ba người anh Thiều cực kỳ bất mãn. Nguyên Cơ trách mắng. Hai người muốn nhìn chúng ta tranh chấp do đó chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lý Vân Tiêu nhướng mày nói. Tùy lão nói sao, chẳng lẽ chúng ta không có quyền làm chủ chính mình sao? Nguyên Cơ đại nhân đừng quên lúc trước tổn thương nội tâm của ta đến bây giờ vẫn chưa bồi thường, ta sẽ không quên chuyện này. Nét mặt Nguyên Cơ xa sầm, cực kỳ bực bội và không biết nên nói cái gì, câm nín. Anh Thiều nhìn ngoài điện, cao giọng quát. Ba vị đại nhân, chẳng lẽ mắt thấy người yêu tộc hoành hành mà các người mặc kệ sao? Chu Quân cười khẩy nói. Nực cười, 67 cướp đan liên quan gì chúng ta? Ba người anh Thiều rất khó chịu. Không phải vì họ hợp tác với nhau không đủ sức bắt Mạch mà do thực lực của Mạch cường đại, thêm một người là mình bớt một phần sức, giữ lại một cơ hội cướp đan. Hiện tại ba người Đảo Huyền Ly, Lý Vân Tiêu, Cố Thanh Thanh đều đứng một bên vây xem. Nếu anh Thiều, Ba Cẩn, Nguyên Cơ đánh tới kiệt sức thì rắc rối to. Anh Thiều ngẫm nghĩ, vẫn không chịu ra tay với Mạch, phất tay ngừng chiến sự. Hừ, nếu các người mặc kệ thì Lão Phu cũng chẳng thèm lo. Mạch hừ lạnh rút về khí thế, gã không ngốc chủ động khiêu khích ba cường giả trưởng thiên cảnh. Nguyên Cơ nói, nếu các vị không muốn khu trục yêu tộc này thì cũng không sao. Giờ phút này còn lại 9 người đều có cơ duyên cướp đan, nhưng theo ý kiến của ta thì kẻ địch lớn nhất của mọi người e rằng là. Đảo Huyền Ly giả bộ đứng ngoài lề, ta dám bảo đảm ba người này chặn ở cửa đại điện, ai trong chúng ta thành công cướp đan là chắc chắn bọn họ sẽ ra tay ngay. Mạnh Trác. Chu Quân trước cửa điện cùng biến sắc mặt. Chu Quân quát to. Nguyên Cơ, người muốn mượn sức mọi người giải quyết chúng ta sao? Nguyên Cơ cười khẩy nói. Nếu ba vị không có ý đó thì Nguyên Cơ ta có lợi hại đến mấy cũng không thuyết phục mọi người được. Nơi này không ai ngốc, ai không biết ba vị muốn làm chim sẻ chờ phục hồi sau, ngư ông đắc lợi, có ai không hiểu? Anh Thiều cũng mở miệng nói. Đúng vậy, ba vị Đảo Huyền Ly đứng ở cửa. Chúng ta rất không yên tâm. Mời ba vị đại nhân nhanh chóng rời đi. Mạnh Trác lạnh lùng nói. Cấm chế đế đan cung là hai chúng ta tốn công sức mới mở ra, dựa vào cái gì kêu chúng ta đi. Bàn về thực lực, tư cách thì các ngươi là gì? Mạnh Trác, Chu Quân cực kỳ bực bội, thầm tức giận. Đúng là bọn họ muốn giai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi,
nhưng không ngờ nhanh vậy đã thành đối tượng bị bài trừ. Ngẫm lại cũng đúng, có mặt ở đây ai không phải cáo giả, sao có thể cho bọn họ nhặt của rơi. Ha ha ha, Nguyên Cơ cười to bảo. Chúng ta có thực lực, có tư cách hay không chẳng làm phiền ba vị đại nhân lo. Các người nhanh chóng cút đi là được. Nguyên Cơ chuyển sang nhìn Lý Vân Tiêu, Cố Thanh Thanh, hỏi. Chắc lần này hai vị sẽ không khoanh tay bàng quan đi. Lý Vân Tiêu híp mắt cười tươi như hoa. Ừm, lần này ta đồng ý, hết sức ủng hộ. Nếu đuổi ba người đảo Huyền Ly đi thì còn lại ba người anh Thiều, không đáng sợ. Lý Vân Tiêu có nắm chắc rất lớn sẽ lấy được đan dược. Khi đó Cố Thanh Thanh, Mạch trở thành biến số. Mạch tỏ rõ muốn cướp đan. Tuy lúc này Cố Thanh Thanh kết minh với Lý Vân Tiêu nhưng trong lòng nàng nghĩ gì, thiên vận tạo hóa đan hấp dẫn sẽ khiến nàng sinh ra ý tưởng gì thì thật khó đoán. Mạnh Trác, Chu Quân biểu tình cực kỳ khó xem. Nếu sáu người trong điện đều nhằm vào họ thì không cách nào ở lại đây nữa. Cộng thêm Lý Vân Tiêu có giới thần bi, thân phận trở nên cực kỳ đặc biệt, Mạnh Trác và Chu Quân không muốn đối địch với hắn. Chu Quân trầm giọng nói. Dù đuổi ba người chúng ta đi thì các ngươi có bao nhiêu nắm chắc có thể cướp đan. Cuối cùng vẫn là đa số người chết. Theo ta thấy hãy dùng cách công bằng nhất, rút thăm vũ quyết, người thắng được đan. Làm vậy sẽ tránh cho mọi người chết, cũng khiến ai nấy tâm hục khẩu phục. Nguyên Cơ nói. Cách này tốt, nhưng người vũ quyết càng ít càng tốt. Nguyên Cơ cười nhìn đám người trong điện. Chờ chúng ta khụ tục người đảo Huyền Ly rồi lại dùng vũ quyết định ra được không? Anh Thiều, ba Cẩn cười to đồng ý. Ha ha ha, cách này rất tốt. Chu Quân tức giận quát. Nguyên Cơ, ngươi muốn chết. Hôm nay dù có cướp đan hay không đều sẽ xử ngươi. Mặt Chu Quân đen như lọ nồi. Ầm 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 ầm. Không khí nổ tung, một dòng khí lưu xuyên qua, lực lượng cường đại kích thích khí xoáy bắn hướng Nguyên Cơ. Nguyên Cơ giật nảy mình lắc người thụt lùi, nhưng khí xoáy như giòi trên xương bàn chân không trốn thoát được. Nguyên Cơ vận chuyển nguyên công vỗ ra một chưởng. Ground, xích toàn chưởng. Ầm 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 ầm. Hai kình đạo nổ tung cuốn hai người vào. Hai bóng người thấp thoáng trong gió bão, khoảnh khắc đã đánh nhau túi bụi, các loại kình khí hóa thành từng vòng năng lực khuếch tán. Người trong điện tản ra hai bên, vừa xem cuộc chiến vừa nhìn chằm chằm kim lô trên mặt đất tránh cho bị chấn vỡ. Kim lô nằm dưới đất bị nguyên lực kích thích rung bần bật, cực kỳ nguy hiểm nhưng không ai dám tiến lên nhặt. Chu Quân thật sự quyết tâm muốn giết Nguyên Cơ, không lo cướp đan nữa, dốc sức ra chiến đấu chẳng chút nương nay. Nguyên Cơ vừa kinh vừa giận vội la lên. Mau đến giúp ta. Chu Quân điên cuồng tấn công, Nguyên Cơ chỉ có lực lượng phòng ngự đã bị buộc vào thế yếu. Trong mắt anh Thiều xoay tròn cười to bảo. Nguyên Cơ đại nhân yên tâm, có chúng ta ở đây hai người đảo Huyền Ly khác tuyệt đối không dám nhúng tay vào, chúng ta sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nguyên Cơ. Chấm. Mấy lời này tương đương với các ngươi cứ yên tâm đấu tay đôi, đối phương sẽ không có hai nhúng tay vào, chúng ta cũng vậy. Người trong điện chung một ý tưởng. Ước gì hai người này đánh nhau đồng quy vu tận. Đám tiểu nhân tồi tệ các ngươi, đã quên minh ước vừa rồi sao? Nguyên Cơ chửi lên. Đã nói là cùng nhau khu tục đảo Huyền Ly vậy mà để một mình ta đánh, tín dụng đâu? Anh Thiều, ba Cần mất mặt, lúng túng cúi đầu vờ như tai điếc. Lý Vân Tiêu, Cố Thanh Thanh cười tủm tỉm nhắm mắt làm ngơ, vui vẻ nhìn đánh nhau. Chu Quân châm chọc nói. Hiện tại là việc riêng giữa đảo Huyền Ly và ngươi, không liên quan gì cướp đan, dĩ nhiên người khác sẽ không ra tay. Hay là kết minh ước rồi bọn họ phải giúp ngươi chắn thủ riêng sao? Ai ra, thì ra là thủ riêng. Vẻ mặt anh Thiều trách móc la lên. Nguyên Cơ đại nhân thật là không nhân hậu, muốn lấy chúng ta làm lá chắn. Vì sao ta quen tiểu nhân tệ hại như Nguyên Cơ đại nhân? Ba Cần ngửa đầu cười to bảo. Ha ha ha, Nguyên Cơ. Không ngờ ngươi cũng có hôm nay đúng không? Ngày xưa ngươi đánh lén ta, suýt lấy mạng ta. Nhưng quá khứ là dĩ vãng rồi, ba Cần ta không phải loại người ghi hận. Hôm nay ta lấy ơn báo oán, không so đo với ngươi, nhưng muốn ta ngăn thủ riêng cho ngươi. Nằm mơ đi. Nguyên Cơ tức ói máu, nhưng với thế công cường đại của Chu Quân làm lão không có thời gian chửi người, vất vả chống đỡ. Nguyên Cơ vốn cho rằng thực lực hai người ngang ngửa. Nếu thật sự đánh nhau thì trong thời gian ngắn khó thể phân ra thắng thua nhưng nếu dốc hết sức đánh tất nhiên cả hai cùng bị thương, không tổng mong gì cướp thiên vận tạo hóa đan nữa.
vì vậy Nguyên Cơ không muốn đánh nhau chút nào, liên tục né tránh. Nhưng Chu Quân cắn chặt không nhả, chiêu sau ác hơn chiêu trước. Nguyên Cơ muốn dẫn họa đông lưu chạy bốn phía, nhưng người xung quanh toàn là cáo, xì cười tránh ra xa từ lâu. Nguyên Cơ gầm lên. Chết tiệt. Nguyên Cơ lao hướng Kim Lô đặt ở giữa. Mọi người con người có rút thoáng chốc cảnh giác lên, đều rõ ràng ý đồ của Nguyên Cơ là muốn họa dẫn hướng thiên vận tạo hóa đan. Mạch xì cười. Càn rỡ, đan này là thần vật sao có thể bị ngươi tính toán. Huyết quang chợt lóe, mạch xuất hiện bên trên Kim Lô, ngưng tụ một chưởng đánh vào mặt Nguyên Cơ. Mạch đánh ra tất cả sức mạnh muốn đập chết Nguyên Cơ. Mắt Chu Quân lộ tia mừng rỡ, thấy có người ở phía trước công kích thì hai tay khép vào nhau rồi vỗ ra. Lửa cháy hừng hực bốc lên biến thành mấy chục hồng quang như bão táp mưa sa bắn ra bao bọc toàn thân Nguyên Cơ. Trước sau gặp địch làm Nguyên Cơ xoe tròn mắt, không kịp trở tay, đã rơi vào hiểm cảnh. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nguyên Cơ bỗng há mồm hét lớn một tiếng, đất rung núi chuyển. Sóng âm biến thành thực chất như một tầng sáng trắng lơ lửng bốn phía, rậm rạp sóng gợn. Người Nguyên Cơ xảy ra biến đổi, làn da mọc lông tơ, khuôn mặt dữ tợn như thú, trong tay cầm lang nha bổng màu vàng. Nguyên Cơ giơ hai tay lên vung mạnh. Yêu hóa. Mọi người giật mình, lộ vẻ ngạc nhiên. Vũ giả có huyết mạch yêu tộc, hiện ra trạng thái yêu hóa thì càng có thiên phú lực lượng hơn vũ giả nhân loại bình thường. Nhưng thiên đạo cân đối, mỗi chủng tộc có mạnh có yếu. Nhân loại được máu yêu tộc chiếm ưu thế về lực lượng nhưng cũng bị yêu khí xâm nhiễm, lĩnh ngộ thiên đạo kém cỏi rất nhiều. Cho nên tổng thể yêu tộc có lực lượng cực mạnh nhưng hiếm vũ giả đỉnh cao. Hiện tại toàn thân Nguyên Cơ lông tơ, khuôn mặt quái dị, hai tay cầm gậy uy phong lẫm lẫm. Người Nguyên Cơ phát ra hơi thở là nguyên lực đơn thuần, dường như đã tẩy sạch yêu khí. Ầm 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 ầm. Lực lượng khủng bố va chạm nhau, phòng ngự sóng âm biến ánh sáng vỡ ra trước. Máu và lửa tùn kích, trên bầu trời hiện ra thái cực ngư đơn giản đè lên người Nguyên Cơ. Nguyên Cơ một lần nữa giơ lang nha bổng lên, trên bầu trời biến ra một ảo ảnh gậy to gấp chục lần đụng nóc đập mạnh xuống. Ầm. Máu và lửa ngưng tụ thành thái cực ngư đồ bị đánh nát. Một độn quang từ bên trong bắn ra cách mấy chục trượng biến thành hình người. Nguyên Cơ ngoái đầu nhìn dư âm lực lượng khủng bố, lòng thầm sợ hãi, mặt trắng bệch, lòng tràn đầy giận và hận. Mạch Thu trưởng về, lạnh lùng nói. Ta không cần biết ngươi chơi thế nào nhưng muốn nhúng chàm thiên vận tạo hóa đan thì đừng trách ta không khách sáo. Trong lòng Mạch khao khát thần đan mãnh liệt hơn bất cứ ai. Mặt Nguyên Cơ tái nhợt như tờ giấy, mím môi không lên tiếng. Đôi mắt tràn ngập độc ác. Người Nguyên Cơ run rẩy, cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng như chết chóc buông xuống. Không biết đã bao nhiêu năm Nguyên Cơ không có cảm giác này, lão sợ hãi run rẩy, lỗ chân lông mở ra hết. Dao động nguyên lực vốn có của Nguyên Cơ cũng thay đổi, không quay đầu lại hơ lang nha bỗng đánh ra sau. Hơi thở nguy hiểm chết chóc truyền đến từ phía sau. Bùm! Lang nha bỗng đập vào chiến đao màu vàng, hai binh khí phát ra tiếng đối kháng mãnh liệt. Từng đợt sóng vàng khuếch tán. Người Nguyên Cơ không nhúc nhích cái nào, ngược lại kẻ cầm đao bị đánh bay ra ngoài trượt xa trăm trượng trên không trung, đập vào tường cung điện, rầm một tiếng dừng lại. Ngươi, ngươi, lực lượng của ngươi. Người cầm đao chính là Ba Cẩn, biểu tình hãi hùng hét thất thanh. Hư cực thần cảnh. Mới rồi vào phút sinh tử Nguyên Cơ bộc phát lực lượng hư cực thần cảnh, tuy chỉ một giây nhưng cũng đủ chấn thương Ba Cẩn. Mặt Nguyên Cơ tái n hợt thở hổn hển nhìn Ba Cẩn chằm chằm, lạnh lùng nói. Chẳng phải ngươi vừa bảo là chuyện trước kia đã qua không truy xét sao? Tại sao còn muốn đánh lén ta? Ba Cẩn biến sắc mặt, hơi sợ hãi khẽ hừ một tiếng. Vừa rồi là vừa rồi, hiện tại là hiện tại, trên đời này nào có chuyện vĩnh hằng. Bất cứ chuyện gì đều chỉ có thời hạn hiệu lực, vừa rồi đã qua đi, ta muốn truy cứu quá khứ. Bà nội nó. Đồ xúc sinh nhà ngươi. Nguyên Cơ tức điên phun ngụm máu, oán hận chừng Ba Cẩn như muốn lột da rút gân đối phương ra. Ba Cẩn giơ chiến đao che trước mặt, cảnh giác nói. Tuy rằng ngươi xông vào hư cực thần cảnh nhưng hơn phân nửa chỉ có thể giữ vài giây. Hiện tại ngươi bị thương, muốn giết ta không khác nào người điên nói mộng, tốt nhất tìm cách làm sao giữ mạng đi. Ba Cẩn sợ Nguyên Cơ phát cuồng rượt theo lão đánh. Chu Quân ngừng lại. Chậc chậc chậc. Thật là một cảnh tượng bi thảm. Chu Quân lộ vẻ đồng tình nói. Tuy ta căm hận ngươi nhưng đời ta hận nhất là tiểu nhân đánh lén sau lưng.
nếu ngươi muốn giết người này thì ta sẽ tạm thời không ra tay, cho ngươi cơ hội. Ba Cẩn giật mình kêu lên. Cái gì? Ba Cẩn trợn to mắt nói. Chu Quân đại nhân, nói câu đó quá chu tâm rồi. Chu Quân cười nhạt, khoanh tay trước ngực nói, thứ đánh lén là không thể tha thứ. Nguyên Cơ chợt cười phá lên. Ha ha ha. Mắt Nguyên Cơ quét qua mấy người, khuôn mặt vặn vẹo, lão hung trợn nói. Đừng tưởng rằng ta không biết trong bụng các ngươi nghĩ gì. Những người có mặt ở đây ai không mong ta chết cho rồi, vậy là sẽ thiếu bớt một kẻ thù lớn. Còn Chu Quân nhà ngươi nói thật là vớ vẩn. Thật ra ngươi muốn ta lưỡng bại câu thương với xúc sinh Ba Cẩn rồi mới xử ta, mưu kế ấu trĩ như vậy lừa được ta sao? Mặt Chu Quân đỏ lên, xấu hổ và tức giận hừ mạnh. Tùy ngươi, muốn sớm bị ta chém chết cũng được. Khóe môi Nguyên Cơ cong lên châm chọc. Hừ, ấu trĩ, là người đảo Huyền Ly lại nói ra mấy câu con nít như thế, ta nghe còn thấy xấu hổ dùm. Nguyên Cơ cười khẩy nói. Giết ta, những người ở đây ai có bản lĩnh này? Đứng ra cho ta xem. Tuy bổn tọa chỉ giữ được mấy giây ở hư cực thần cảnh nhưng nếu liều mạng dốc sức đánh ra một kích vẫn có thể chém đầu chó các ngươi. Nếu không tin thì cứ thử xem. Bộ dạng Nguyên Cơ hơi khùng điên, cảm xúc đã phát cuồng, và lực lượng hư cực thần cảnh vừa phô bày ra khiến mọi người e ngại, không ai dám tiến lên phía trước. Bốp, 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 bốp. Anh Thiều chợt vỗ tay, nghiêm nghị nói. Nguyên Cơ huynh quả nhiên hào khí vạn trượng, không uổng là người trong lớp chúng ta. Lão phu nguyện cùng tiến lùi với huynh. Nghe những lời vừa rồi, anh Thiều ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Trừ phi có người chịu tự hy sinh mình nếu không muốn giết Nguyên Cơ càng khó khăn hơn, thế là anh Thiều quyết định ngay. Nguyên Cơ phun nước miếng chửi sùm. Ta phi, cùng tiến lùi khỉ mốc, vô sỉ. Ý tưởng đối phó đảo Huyền Ly là anh Thiều nêu ra, kết quả thành Nguyên Cơ một mình anh dũng chiến đấu, nghĩ thôi đã bi đát muốn khóc. Khó thể tính toán diện tích bóng ma tâm lý trong lòng Nguyên Cơ. Sắc mặt anh Thiều hơi lúng túng, khuê quá hóa giận phất tay áo hử nói. Đủ rồi, lão phu nói muốn cùng tiến lùi với ngươi là xem trọng ngươi, nếu ngươi không biết điều thì tự lo đi. Lý Vân Tiêu cười chào phúng. Ha ha ha, hiện nay mọi người đều đắc tội Nguyên Cơ đại nhân, mà Nguyên Cơ đại nhân là cường giả hư cực thần cảnh, nếu rời khỏi đây ngày sau gặp lại ở bên ngoài thì... Ha ha, ý nghĩa trong câu nói đã quá rõ ràng. Anh Thiều, Ba Cẩn hoàn toàn biến sắc mặt, mắt lộ tia hung ác, thần thức tỏa định Nguyên Cơ. Chu Quân cũng biến sắc mặt nhìn Nguyên Cơ chằm chằm, sợ lão chạy trốn. Nguyên Cơ trừng Lý Vân Tiêu, nghiến răng nói. Tiểu xúc sinh lòng đáng chu, dám có ý giết ta. Lý Vân Tiêu cười lạnh, không e ngại ánh mắt của Nguyên Cơ, trực diện với lão. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Đại nhân đã quên trong cửu đan cung cũng lòng đáng chu muốn giết ta. Nguyên Cơ thốt ra ba chữ tốt. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Nguyên Cơ chỉ vào Lý Vân Tiêu, ngoắc ngón tay cười khẩy nói. Nếu ngươi đã có bản lĩnh vậy thì đến thử đi, nhìn xem lực lượng hư cực của bổn tọa có thể phá bất tử bất diệt thân của ngươi không. Quanh mắt Lý Vân Tiêu sáng lấp lánh, bình tĩnh nói. Hiện tại ngươi bị thương trong người cộng thêm vừa rồi khoảnh khắc trùng kích hư cực thần cảnh, dù có thể trùng kích thêm một lần thì cũng là nỏ mạnh hết đà, chết chắc. Cơ hội bùng nổ cuối cùng này ngươi dám dễ dàng sử dụng hết không? Nguyên Cơ bị con ngươi quái dị của Lý Vân Tiêu nhìn làm lòng run sợ, mồ hôi lạnh toát ra từ lòng bàn tay. Lý Vân Tiêu nói không sai chút nào, trạng thái hiện tại của Nguyên Cơ cùng lắm còn một lần trùng kích hư cực thần cảnh, thời gian kéo dài không hơn 3 giây. Từng là Nguyên Cơ chỉ có một lần bùng nổ công kích kinh thiên. Với trạng thái hiện tại Nguyên Cơ bị cường giả trưởng thiên cảnh bao vi ớ, sau một kích là kết cuộc bị đánh hội đồng đến chết. Nguyên Cơ sắc mặt âm trầm hỏi ngược lại. Người trúng một kích của ta không chết cũng bị thương, sẽ rơi vào kết cuộc giống như ta. Trong các người có ai dám tiến lên thử một lần? Thấy không người nào dám lên tiếng, Nguyên Cơ thầm thở phào. Nguyên Cơ cười gằn. Ai không phải hạng người ham sống sợ chết, ai không quý trọng mạng sống của mình. Ai muốn làm kẻ quên mình vì người, hy sinh bản thân thành toàn người khác. Ha ha ha, đây chính là nhân tính. Tuy lão phu chỉ còn lực lượng một kích nhưng cũng có thể bình an rời đi. Các ngươi không người dám chắn. Ha ha ha. Nguyên Cơ ngửa đầu cười dài, định nghênh ngang rời đi. Lý Vân Tiêu chợt quát to. Khoan đã. Lý Vân Tiêu hóa thành lôi điện chợt lóe ngăn trước mặt Nguyên Cơ,
khóe môi cong lên cười quái dị nói. Nguyên cơ đại nhân quá xem thường quyết tâm của chúng ta. Bản thiếu gia chính là loại người cam nguyện quên mình vì người. Các vị không cần cảm ơn, xin cứ gọi ta là Lôi Phong. Mọi người giật mình, không ngờ Lý Vân Tiêu sẽ đứng ra. Tất cả đều không hiểu, lộ vẻ ngạc nhiên. Nguyên cơ nạt. Nhà ngươi, ngươi nổi khùng gì vậy? Nguyên cơ không tin Lý Vân Tiêu sẽ quên mình vì người. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm không trả lời, một tay bắt ấn biến ra ba đầu sáu tay pháp tướng kim thân. Sáu tay bắt ấn, một mảnh kiếm trận khuếch tán trước mặt. Trong người Lý Vân Tiêu tuôn ra ma nguyên, ngưng tụ thành một tầng áo giáp phủ lên 88 hắn. Lý Vân Tiêu giơ tay điểm, một mảnh lôi giới mở ra biến thành lĩnh vực to cỡ mấy chục trượng trước mặt. Nguyên cơ đại nhân cảm thấy thần thông của bản thiếu gia đỡ một kích của đại nhân thì thế nào? Lý Vân Tiêu một tay cầm kiếm chỉ xuống dưới, kiếm sáng rực ánh sáng lạnh, có băng sát tâm diễm rực cháy cho người cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Sắc mặt Nguyên cơ khó xem cắn răng hỏi. Ngươi chơi thật. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Đương nhiên. Nguyên cơ tức giận quát. Ta không tin, chắc chắn có âm mưu gì đó, ta không tin ngươi sẽ quên mình vì người. Anh Thiều hưng phấn nói. Ha ha ha, Vân Tiêu nghĩa bạc Vân Thiên, hy sinh vì nghĩa, can đảm cao hơn núi, kẻ ích kỷ như ngươi làm sao hiểu. Đao quang chợt lóe, anh Thiều xuất hiện sau lưng Nguyên cơ chặn đường lui, chờ đợi ra một kích. Ba cần, chủ quân lặng lẽ nhúc nhích, chuẩn bị ra tay. Nguyên cơ biểu tình cực kỳ khó xem hơn gan heo, rít gào. Lý Vân Tiêu, ta cùng ngươi không oán không thù, tại sao cứ ép sát gắt gao? Thà chết cũng quyết ngăn cản lão phu. Lý Vân Tiêu cười khẽ. Đại nhân nói sai rồi, hư cực thần cảnh chỉ có một đợt công kích, hiện tại đại nhân bị thương nặng dù chớp mắt bước vào hư cực thì có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Ta đỡ một kích của đại nhân có lẽ bị thương nhưng nói đến chết thì quá vớ vẩn. Về thù hận, chẳng lẽ đại nhân đã quên chuyện trong Cửu Đan Cung? Nguyên cơ kinh ngạc hỏi. Chỉ vì ta vô tình nói một câu khiêu khích. Lý Vân Tiêu xì cười. Vẻ mặt châm chọc nói. Hừ, vô tình, nếu ba cần đại nhân không từ chối hợp ô cùng làm chuyện xấu với ngươi thì bản thiếu gia có lẽ đã chết trong tay ngươi. Còn bảo là vô tình khiêu cơ chi. Đây là thù sinh tử, bản thiếu gia nói rồi, thù này sẽ không quên. Nguyên cơ ngây ngẩn nửa ngày, lặng thinh thật lâu sau lên tiếng. Cuối cùng ta đã hiểu, ngươi vẫn nhớ mãi không quên muốn bắt chẹt ta. Ha ha ha, đừng nói khó nghe như vậy. Lý Vân Tiêu híp mắt cười nói. Bản thiếu gia thẳng tính, làm việc không có suy nghĩ, đã nhận định chuyện gì thì sẽ làm đến cùng, chỉ chờ xem lựa chọn của đại nhân. Dù sao ta không trông chờ vào việc chiếm thiên vận tạo hóa đan, đỡ một kích của đại nhân rồi bản thiếu gia sẽ quay đầu đi ngay, dù bọn họ muốn đối phó ta thì cũng sẽ bằng thay đại nhân trước, bản thiếu gia có đủ thời gian chạy. Anh Thiều vội nói. Vân Tiêu công tử nói gì kỳ vậy? Công tử xả thân thủ nghĩa. Chúng ta vô cùng kính nể, sẽ không làm chuyện bất lợi cho công tử. Lý Vân Tiêu hừ lạnh xem anh Thiều như không khí, lờ lớ lơ. Nguyên cơ bình tĩnh lại, lựa chọn ngay trước mắt. Nguyên cơ liều lĩnh xông vào hư cực thần cảnh chém ra một kích cũng không nắm chắc giết được bất tử bất diệt thân của Lý Vân Tiêu. Sau khi liều mạng ra một kích thì kết cuộc của Nguyên cơ đã quá rõ ràng. Chết rồi mọi thứ thành không, chẳng còn mạng thì muốn thần đan làm gì. Nguyên cơ là người thông minh, cân nhắc hai khía cạnh liền ra lựa chọn. Nguyên cơ lấy một hộp ngọc đặt trong lòng bàn tay, mở ra. Hoa quang dâng lên, linh khí ngút trời. Đây là... Tim mọi người đập nhanh, xoay tròn mắt nhìn hộp ngọc, lập tức hiểu ngay. Anh Thiều biến sắc mặt quá to. Nguyên cơ, mau đưa hộp ngọc đến đây, ta không làm khó dễ ngươi. Nguyên cơ lạnh lùng cười, nâng hộp ngọc khoe bốn phía rồi nhẹ nhàng ném lên. Hộp ngọc bị lực lượng nâng chậm rãi bay tới trước mặt Lý Vân Tiêu. Khóe môi Nguyên cơ cong lên âm hiểm. Vân Tiêu công tử muốn thập giai thần đan đây, bây giờ để bổn tọa đi được chưa? Nguyên cơ cố ý khoe thần đan ra để Lý Vân Tiêu dẫn lửa thiêu thân. Viên bảo đan trong hộp ngọc có màu đỏ sậm, tỏa ánh sáng như mỹ tử, nhìn là thèm, khiến người mê say. Lý Vân Tiêu mừng rỡ nhận lấy hộp ngọc cất đi, cười to bảo. Ha ha ha! Nguyên cơ đại nhân quả nhiên là người thông tuệ, hiểu xem xét thời thế. Bản thiếu gia rất thưởng thức người đại tài đại đức như vậy. Lý Vân Tiêu thu về ba đầu sáu tay, lập tức lùi sang góc nhường đường, cười nói.
mời Nguyên Cơ đại nhân. Hừ, Nguyên Cơ tức muốn bể phổi, chắp tay hăm dọa. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, ngày sau sẽ gặp lại. Bổn tọa hy vọng ngày đó sẽ đến sớm chút. Nguyên Cơ phất ống tay áo dài, sắc mặt âm trầm cất bước đi ra ngoài điện. Anh Thiều hoàn toàn biến sắc mặt, không cam lòng hỏi. Cứ thả hắn đi vậy sao? Nguyên Cơ vụt xoay người, khí thế sắc bén ập đến. Như thế nào, anh Thiều đại nhân muốn đánh một trận với bổn tọa sao? Đến đây đi. Yêu hóa lại nổi lên làm khuôn mặt Nguyên Cơ giữ trợn. Anh Thiều giật mình thụt lùi nửa bước, sợ Nguyên Cơ nổi nóng liều mạng với mình. Hừ, Nguyên Cơ khinh thường mắng. Một đám phế vật, còn không bằng một vị thiếu niên, mất mặt. Nguyên Cơ nói xong nghênh ngang rời đi, không ai dám ngăn lại. Lý Vân Tiêu lấy được thần đan, hưng phấn giây lát sau tỉnh táo lại, biết dẫn lửa thiêu người. Lý Vân Tiêu chửi thầm trong bụng, con cáo giả Nguyên Cơ không chỉ cố ý bày ra lực lượng thần đan còn dẫn dắt mọi người nổi lòng ghen tị với Lý Vân Tiêu, trước khi đi cố ý khiêu khích một phen kích thích mọi người thù hận hắn. Nhưng có được thì có mất, sở hữu một viên thập giai thần đan thì Lý Vân Tiêu vui vẻ gánh vác phiêu lưu, hơn nữa cũng không uổng phí hắn diễn kịch một phen. Sau khi Nguyên Cơ rời đi, anh Thiều sắc mặt khó xem, ánh mắt hung trợn trừng Lý Vân Tiêu. Hừ, Vân Tiêu công tử đúng là người tâm kế thâm sâu, giả bộ hiên ngang lẫm liệt nhưng mưu tư cho mình, khiến lão phu vô cùng thất vọng. Lý Vân Tiêu xì cười đáp trả ngay. Xì, anh Thiều đại nhân xem mình cao quá rồi, làm đại nhân thất vọng. Thất vọng thì sao, ngươi là thứ gì? Chỉ còn lại vài người, dù không có chuyện Nguyên Cơ thì anh Thiều hơn phân nửa cũng định đối phó Lý Vân Tiêu. Huống chi có chuyện Nguyên Cơ, dù Lý Vân Tiêu tiếp tục giả ngu làm tượng đất cũng khó tránh khỏi thế cục bị đối địch. Chẳng bằng dứt khoát, trực tiếp trở mặt, anh Thiều tinh minh sẽ ném chuột sợ vỡ đồ, không dám dồn ép Lý Vân Tiêu quá đáng. Quả nhiên anh Thiều sửng sốt, không ngờ Lý Vân Tiêu nói câu đó. Anh Thiều ngây ra một lúc tức giận quát. Muốn chết, dám chửi rủa lão phu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Mắng thì mắng, lão còn muốn gì? Anh Thiều lại ngây ra. Đúng rồi, mắng thì mắng, lão còn muốn sao? Chẳng lẽ xông lên liều mạng với hắn? Anh Thiều liếc mắt qua thấy người xung quanh đều đang nhìn lão, bộ dáng vui sướng khi người gặp họa, đều mong chờ lão đi lên liều mạng. Ha ha ha! Cố Thanh Thanh cười cong lưng. Anh Thiều đại nhân, nhục thế này nhịn gì nữa, một thiếu niên mắng đại nhân như thế mà đại nhân vẫn làm rùa rút đầu cố nhịn sao? Anh Thiều cứng ra mặt cười khùng khục. Ha ha ha, lão phu sống nhiều năm như vậy làm sao sẽ so đo với một hậu bối trẻ tuổi được. Anh Thiều giả vờ không tức giận nhưng mấy sợi tóc đã dựng đứng bán đứng nội tâm của lão. Lý Vân Tiêu lườm anh Thiều. Vậy được rồi, còn nói nhảm làm gì? Tuy nhiều người mạnh thắng yếu bị đào thải nhưng vẫn còn khá nhiều. Anh Thiều đại nhân nên nghĩ cách giảm bớt thêm mấy người. Anh Thiều cáu kỉnh nói. Trừ ngươi ra được không? Ha ha ha. Nếu đại nhân giảm bớt ta thì bây giờ ta lao qua đánh nát thiên vận tạo hóa đan ngay, ai cũng đừng hòng có được. Lý Vân Tiêu làm bộ dáng ta là lưu manh ta sợ ai. Anh Thiều đành bó tay, đầu bốc khói. Cố Thanh Thanh che miệng cười nói. Hi hi, theo ta thấy kẻ địch lớn nhất vẫn là người đảo Huyền Ly. Câu này thốt ra trong đại điện tĩnh lặng lại. Chu Quân, Mạnh Trác biến sắc mặt trừng Cố Thanh Thanh. Anh Thiều lắc đầu nói. Khụ khụ. Tuy nói vậy nhưng mọi người không đồng lòng. Anh Thiều làm bộ dáng đoàn người không nghe lời chỉ huy. Chu Quân vươn tay chỉ vào Cố Thanh Thanh, lạnh lùng nói. Tiểu nha đầu, người muốn chết. Mục Tinh đứng ngoài điện mắt lóe tia sáng kinh sợ. Mục Tinh biết thực lực của Cố Thanh Thanh là cường giả hư cực thần cảnh, e rằng nàng mạnh nhất chỗ này. Nếu Chu Quân chính diện xung đột với Cố Thanh Thanh thì hơn phân nửa sẽ xui xẻo. Cố Thanh Thanh thè lưỡi nhăn mặt với Chu Quân. Hi hi, ta đã btự tìm chết rất nhiều lần nhưng sao chưa chết được. Muốn giết ta sao? Đến đây, đại quái vật tới đây đi. Chu Quân. Chấm. Lý Vân Tiêu nói. Ta có ý này, chúng ta phân phối nhiệm vụ đi. Anh Thiều và ba cẩn đại nhân đối phó Chu Quân, còn lại hai người kia do ba chúng ta xử, vậy là không ai có thể khoanh tay đứng ngoài. Chu Quân hoàn toàn biến sắc mặt, vừa kinh vừa giận, nhận ra tình huống không tốt. Anh Thiều liếc ba cần. Làm vậy cũng tốt. Hai người đều thấy cách tạm ổn, mắt nhìn Chu Quân. Lý Vân Tiêu, Cố Thanh Thanh,
Mạch thì nhìn Mục Tinh, Mạnh Trác bên ngoài điện. Không khí thoáng chốc căng thẳng. Lý Vân Tiêu thở dài. Mục Tinh đại nhân, người muốn ra tay sao? Mục Tinh lắc đầu nói. Ta không có thực lực cướp đan nên không có ý tưởng gì. Mục Tinh lên tiếng. Hai vị đại nhân Chu Quân, Mạnh Trác, ta không biết đảo chủ ra mệnh lệnh nào nhưng nếu không vi phạm thì ta hy vọng hai vị hãy rút khỏi tranh cướp thần đan đi. Dù sao thần vật như vậy tất nhiên có chủ, nếu hai vị tham gia vào e rằng mất nhiều hơn được. Mạnh Trác, Chu Quân nhíu mày, liếc nhau, băn khoăn do dự. Chu Quân chậm rãi nói. Lệnh của đảo chủ là kêu chúng ta mang đan này về, chỉ e hy vọng của Mục Tinh đại nhân không thực hiện được. Mục Tinh gật đầu, không nói nhiều. Thế thì chúc hai vị đại nhân may mắn. Mục Tinh nói xong xoay người đi, để lại thanh âm truyền vào đại điện, văng vẳng. Lý Vân Tiêu, sau này còn gặp lại. Luồng sáng vàng xẹt qua, Mục Tinh biến mất ngoài đại điện. Lý Vân Tiêu chắp tay hành lễ từ xa, hắn cực kỳ cảm kích Mục Tinh. Mục Tinh rời y đê, không khí trở nên kỳ diệu. Anh Thiếu có ý kiến trước tiên. Hai chúng ta đối phó một người, ba người đối phó một người, phân thế này thật bất công. Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi. Mục Tinh rời đi vì lời của ta, nói thẳng ra là ta khuyên lùi, lấy đâu ra bất công. Anh Thiếu cười nói. Tuy vậy nhưng các ngươi lấy ba địch một thì rất nhẹ nhàng, hai chúng ta không phục. Lý Vân Tiêu tức giận quát. Đại nhân còn có thể vô sỉ hơn được không? Vậy theo ý kiến của đại nhân thì nên phân phối thế nào? Anh Thiều nói. Vân Tiêu công tử thân thể đại thành, bất tử bất diệt, nên là một chọi hai. Vị bằng hữu yêu tộc kia có thể chung tổ với chúng ta. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Ha ha ha, lòng tham quá đáng coi chừng gặp hạo. Lòng tham này sẽ khiến hành tình cướp đan của đại nhân kéo màn trước thời gian. Lý Vân Tiêu chỉ vào anh Thiều, nói. Các vị, người này rất đáng ghét, theo ta thấy hay cho lão xuống sân khấu trước đi. Anh Thiều biến sắc mặt quá to. Lý Vân Tiêu, người bị điên sao? Lý Vân Tiêu chậm rãi nói. Điên, bản thiếu gia cực kỳ tỉnh táo. Hai vị đảo huyền ly đại nhân, có hứng thú hợp tác không? Thế cục hiện tại là Lý Vân Tiêu nắm chắc phần thắng, biến số lớn nhất nằm ở Cố Thanh Thanh. Nếu Cố Thanh Thanh hỗ trợ Lý Vân Tiêu thì vạn sự vô ưu. Giờ quét bớt một người là phần thắng của Lý Vân Tiêu tăng thêm mấy phần. Chu Quân phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu. Anh Thiều đúng là đáng ghét, bổn tỏa cũng muốn Chu mới thỏa lòng. Nhưng Vân Tiêu công tử đem đến uy hiếp cũng không nhỏ. Công tử có thể suy xét lại nhường thiên vận tạo hóa đan cho chúng ta không? Ta và Mạnh Trác sẽ bồi thường cái khác cho công tử. Sau khi biết Lý Vân Tiêu là chủ giới thần bi thì Mạnh Trác, Chu Quân không muốn xảy ra mâu thuẫn với hắn. Lý Vân Tiêu thầm lấy làm lạ, hắn cảm giác Chu Quân quá khách sáo với mình. À, ta rất tò mò có bồi thường gì sánh bằng thiên vận tạo hóa đan. Chu Quân nói, chúng ta biết giá trị của thiên vận tạo hóa đan, tạm thời không nghĩ ra cách bồi thường gì nhưng tương lai sẽ có báo đáp. Lý Vân Tiêu phất tay nói, đừng đưa phiếu trắng qua lao với ta. Một lời hứa bồi thường hư vô mờ mịt đã muốn đổi đi thiên vận tạo hóa đan. Đúng là mơ giữa ban ngày. Chu Quân cũng cảm thấy mình nói hơi khờ ngốc, cười khổ nói. Vậy thì không còn cách nào, dù sao đan này quý giá hiếm thứ gì sánh bằng. Trở về chủ đề chính, ta cũng đồng ý loại anh Thiều ra trước. Anh Thiều hoàn toàn biến sắc mặt vội lùi lại bên Ba Cẩn. Ba Cẩn đại nhân, bây giờ hai ta là châu chấu chung sợi dây. Nếu ta bị bọn họ đuổi đi thì mục tiêu tiếp theo sẽ đến lượt đại nhân. Ba Cẩn cũng hơi căng thẳng. Chu Quân và Mạnh Trác một nhóm. Lý Vân Tiêu và Cố Thanh Thanh dường như có nhiều mối liên quan. Chỉ còn người yêu tộc và Ba Cẩn, anh Thiều là đơn độc. Nếu anh Thiều bị đuổi đi thì Ba Cẩn chỉ có thể ôm đoàn sưởi ấm với yêu tộc kia. Nhưng thoạt trông yêu tộc rất lạnh lùng kiêu ngạo, chưa chắc sẽ để ý tới lão. Đầu óc xoay chuyển nhanh. Ba Cẩn hiểu ngay tầm quan trọng sự tồn tại của anh Thiều. Ba Cẩn hừ mạnh. Anh Thiều đại nhân yên tâm, ta sẽ cùng tiến lùi với đại nhân. Ha ha ha, hay, nói hay. Lý Vân Tiêu vỗ tay cười to, nói. Lần này một hơi giải quyết cả hai. Chu Quân gật đầu cười nói. Đúng rồi, đỡ rắc rối. Mạnh Trác từ ngoài đại điện đi vào, đứng cạnh Chu Quân, một con mắt lạnh lùng nhìn anh Thiều, Ba Cẩn làm hai người rét run. Chu Quân nói, chúng ta chịu thiệt chút, hai người đối phó anh Thiều,
một tám cơ khác thì do ba các ngươi giải quyết đi. Mạnh Trác cười gằn. Ta vui vẻ chịu thiệt thế này. Anh Thiều, ba Cẩn luống cuống. Ba Cẩn choáng váng, cứ nghĩ đứng chung với anh Thiều sẽ làm đối phương e ngại, lại chơi trò cân bằng, không ngờ sự tồn tại của lão không đáng tiền. Ba Cẩn vội nói. Các vị là nhằm vào anh Thiều, không liên quan gì lão phu. Lão phu nguyện cùng các vị thảo phạt anh Thiều. Ba Cẩn nói xong tránh ra, phân biệt rõ giới hạn của anh Thiều. Anh Thiều tức suýt hộc máu, tức giận quát. Ba Cẩn, làm người không thể quá tồi tệ như vậy. Ba Cẩn cười khẩy nói. Về tồi tệ thì ai hơn được ngươi? Hiện tại ngươi bị mọi người xem là địch, đừng hòng lừa ta bán mạng thay ngươi. Nếu thông minh thì mau cút đi. Anh Thiều lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ ta đi rồi thì ngươi có thể ở lại sao? Sắc mặt của Ba Cẩn khó xem, biết khả năng ở lại rất thấp nhưng nếu chung trận tuyến với anh Thiều thì thua chắc. Anh Thiều ngoác mạch đứng phía xa, lớn tiếng nói. Vị bằng hữu yêu tộc này có đồng ý chung trận tuyến với chúng ta không? Nếu bị Lý Vân Tiêu và Đảo Huyền Ly thành công thì các hạ cũng sẽ gặp nguy hiểm, quy. Vẻ mặt mạch phức tạp, gã biết Lý Vân Tiêu có giới thần bi, có đám cường giả khúc hồng nhan, phi nghê, có thần thông nghịch thiên như thập nhị đô thiên thần sát trận. Người Đảo Huyền Ly không biết nhưng mạch thì rõ ràng hễ anh Thiều, Ba Cẩn ra sân là 8, 9 phần 10 thiên vận tạo hóa đan rơi vào tay Lý Vân Tiêu. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh lùng liếc qua. Mạch, người thật sự muốn đối địch với ta sao? Người mạch run lên, lắc đầu nói. Đây không phải đối địch, nó không trái với hứa hẹn của ta. Trước báu vật thì ai đều có cơ hội, tại sao phải nhường cho ngươi? Mạch bước vào vòng chiến, nói. Hai vị Đảo Huyền Ly xin đừng bị Lý Vân Tiêu lừa bịp, trong tay hắn khống chế thánh khí, bên trong có nhiều cường giả. Nếu hai người anh Thiều bị buộc rời đi thì không còn ai ức chế Lý Vân Tiêu được nữa. Mọi người hoàn toàn biến sắc mặt, Mạnh Trác, Chu Quân giật nảy mình, bọn họ biết Lý Vân Tiêu nắm giữ giới thần bi nhưng chưa tính đến bên trong có cường giả. Lý Vân Tiêu thoáng chốc thành mục tiêu của mọi người. Mạnh Trác, Chu Quân, Ba Cẩn, anh Thiều, bốn ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Ha ha ha, tiểu tử này thật là nghịch thiên, lại còn mang thánh khí. Từ 10 năm vạn năm trước thánh khí đã rất hiếm thấy. Anh Thiều cười khẩy nói. Giờ ta chờ xem ngươi làm sao khiến ta ra sân trước. Ba Cẩn mở miệng nói. Cộng thêm thần đan của Nguyên Cơ, trên người hắn có hai viên thần đan, còn có thánh khí. Ha ha, bắt giữ ngươi, báu vật đủ cho nhóm chúng ta chia. Dù không có được thiên vận tạo hóa đan cũng có thể bù đắp một chút tiếc nuối. Mắt anh Thiều bắn ra tia sáng, nhe răng cười. Nói gì vậy, giá trị của thánh khí cao không thua gì thiên vận tạo hóa đan, Cố Thanh Thanh ra vẻ sợ hãi núp sau lưng Lý Vân Tiêu, thò đầu ra. Ui ra, làm sao giờ? Bọn họ muốn đánh chúng ta. Lý Vân Tiêu lạnh băng nhìn Mạch. Tốt, Mạch đại nhân hã ẩn hớ kỹ cục hôm nay, hôm khác sẽ tính sổ với đại nhân. Mạch nhíu mày nói. Bằng vào thủ đoạn cướp đan mà thôi. Anh Thiều nổi sát tâm, quát to. Nói nhảm với hắn làm gì? Nữ nhân kia cũng chẳng phải thứ tốt gì, có lẽ trên người cũng có thần đan. Giết hai người là chúng ta lời to. Chu Quân khẽ thở dài. Chỉ cần hai vị rời đi ngay bây giờ, không tham gia việc cướp đan thì ta và Mạnh Trác sẽ không ra tay. Anh Thiều giật mình vội khuyên. Đại nhân nói gì vậy, bọn họ có. Anh Thiều nói một nửa thì nghẹn lại, ánh mắt Chu Quân lạnh băng khinh thường liếc qua, quăng bơ vào mặt lão. Lý Vân Tiêu đoán hơn phân nửa là Mục Tinh đã nói gì với hai người, hắn lắc đầu nói. Xin lỗi, con người ta có cái tính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, các vị hãy cho ta thấy quan tài đi. Biết không có còn đường thương lượng, Lý Vân Tiêu không rông dài, ánh sáng màu lục bay lên từ bàn tay phải, hắn chộp đầu xuất thiên phong ném đi. Bùm! Không khí bị đánh nổ, hướng ngọn núi kia bị ném bay không phải kẻ thù mà là đập sang bên cạnh. Dưới bóng núi chính là Kim Lô. Anh Thiều hét to. Ui, khốn nạn, người muốn hủy thần đan. Mấy người khác run rẩy, trợn to mắt. Mạch, Cố Thanh Thanh tim rớt cái bịch, hiểu chiến lược của Lý Vân Tiêu. Dùng đâu xuất thiên phong đập Kim Lô thì bọn họ sẽ đi cứu. Kim Lô là khoai lang phỏng tay, không ai dám cầm nên đành công kích đâu xuất thiên phong. Mạch, Cố Thanh Thanh chán toát mồ hôi lạnh, bị sự khôn lanh của Lý Vân Tiêu hù hết hồn. Chiêu này độc quá. Đâu xuất thiên phong là thứ trực tiếp đối kháng với phiên thiên phúc địa ấn, dù Mạch,
Cố Thanh Thanh xông vào tu vi hư cực cũng không dám đón đỡ. Hai luồng sáng bay xuống, là anh Thiều và ba Cẩn. Hai người thuấn di tới bên trên kim lô, giơ tay đánh vào đầu xuất thiên phong. Hai người tràn đầy tự tin hợp sức có thể đánh nát ngọn núi kia. Nhưng chuyện đời khó theo ý người. Bùm, bùm, vang hai tiếng nổ đinh tai, linh áp bị ức chế dưới ngọn núi không thể tán đi, hóa thành trùng kích phản chấn ngược về. Đầu xuất thiên phong ngừng lại vài giây vì đòn công kích nhưng rồi biến to gấp đôi, tiếp tục theo quỹ tích ban đầu giáng xuống. Cái gì? Anh Thiều, ba Cẩn, Mạnh Trác, Chu Quân chừng muốn lồi tròng mắt. Ngọn núi ầm ầm giáng xuống nghiền hai người và kim lô. Ực ực, đầu óc ba Cẩn, anh Thiều trống rỗng. Giờ mà trốn thì kim lô tiêu tùng, nếu không trốn thì đời mình tàn. Hai người chưa từng nghĩ sẽ ôm kim lô chạy. Dù sao đụng vào kim lô sẽ trở thành mục tiêu tấn công của mọi người, Quách Dương là bằng chứng sống. Chu Quân hét to một tiếng. Mau ra tay. Chu Quân cũng thuấn di xuống, hai tay khép vào nhau vỗ vào ngọn núi, hét to. Dốc sức ra tay, không thì kim lô sẽ tiêu tùng. Mạnh Trác bay xuống, vỗ trưởng. Anh Thiều, ba Cẩn phản ứng lại ngay, tin tưởng tăng vọt, không dám giữ sức nữa, dốc sức đánh ra một kích. Bốn đòn công kích như cầu vồng bắn lên cao. Khóe môi Lý Vân Tiêu treo nụ cười lạnh băng, mắt lóe sát khí. Lý Vân Tiêu thuấn di xuống xuất hiện sau lưng anh Thiều, đâm nhát kiếm. Anh Thiều trực giác cực kỳ nguy hiểm, đó là phản ứng bản năng của vũ giả. Anh Thiều kinh sợ vội quay lại rút đao ra. Keng! Tiếng đao vừa vang lên, đao quang chợt lóe, thanh âm dồn dập chói tai rồi ngừng bặt. Kiếm thương chạm hồng đâm vào ngực anh Thiều, miệng vết thương rực cháy hỏa hoa màu trắng nung khô cơ thể lão. Anh Thiều hét sầm lên. A! À, thanh âm cực kỳ thê lương xuyên thấu bốn lực lượng dưới đầu xuất thiên phong nổ vang, trở thành tiếng hét to nhất đại điện. Lý Vân Tiêu đâm ra một kiếm rồi thuấn di lùi về. Lắc người cách xa mấy trượng, cười nhạt nhìn. Ầm 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 ầm. Bốn đòn công kích nổ tung dưới đầu xuất thiên phong, rốt cuộc đánh bay núi này nhưng bốn người bị lực chấn mạnh mẽ. Ba người khác rên rỉ, mơ hồ có tơ máu tràn lên họng. Anh Thiều thì đầu xù tóc rối phun bãi máu, có vụn nội tạng xen lẫn trong đó. Sao có thể như vậy? Anh Thiều kinh khủng nhìn kiếm thương trước ngực mình, ngọn lửa không ngừng đốt lồng ngực lão. Anh Thiều dốc hết sức mới dập tắt lửa được nhưng trước ngực thêm một cái lỗ to cỡ nắm dấm, có thể từ đằng trước thấy phía sau lưng. Lực lượng và sức sống nhanh chóng xói mòn, cơ thể anh Thiều dần cứng ngắc, lạnh lẽo, ý thức mơ hồ. Ba người ba Cẩn giật mình nhìn tình trạng thê thảm của anh Thiều, người đổ mồ hôi như tắm. Bọn họ thầm nghĩ nếu vừa rồi Lý Vân Tiêu đánh lén mình thì có thể tránh thoát không? Mặt ba người không chút máu, khó khăn quá lớn. Ba người run rẩy. Cảm giác như mới đi một vòng quy môn quan. Không, không muốn chết, ta không muốn chết. Người anh Thiều ướt đẫm mồ hôi lạnh, lỗ thủng trước ngực tuy kiếm thương chảm hồng bị dập tắt nhưng thịt không khép lại, máu và sự sống nhanh chóng xói mòn ồ ạt. Cũng do đầu xuất thiên phong hai lần va chạm làm anh Thiều bất ngờ không kịp đề phòng, lại chấn tổn thương nguyên khí. Không thì dù Lý Vân Tiêu tập kích một kiếm cũng không đến mức đốt vết thương lớn vậy được. Lý Vân Tiêu run rẩy lấy một hộp ngọc ra khỏi túi trữ vật, run giọng nói. Không, không chết, ta còn có thần đan. Hộp ngọc đó chứa thần đan, giống y như ba cái trong tay Lý Vân Tiêu. Anh Thiều đột nhiên hét thảm. A, à, ba Cẩn lướt qua trước mặt anh Thiều, chộp lấy hộp ngọc. Mắt ba Cẩn lộ vui mừng lật tay cất đi. Ba Cẩn lộ vẻ thương hại than dài. Anh Thiều đại nhân. Dù gì cũng không sống được thì cần chi lãng phí một viên thần đan. Có thần đan này thì lão phu sẽ có hy vọng lại đột phá tiến lên trước, tương lai chắc chắn sẽ báo thù thay cho đại nhân. Vẻ mặt anh Thiều cầu xin. A, à, không, đừng, trả, lại cho ta. Anh Thiều run rẩy đi trên không trung, nhưng bước chân run ngày càng dữ hơn, cuối cùng lảo đảo rớt xuống. Anh Thiều té dưới đất, vùng vẫy vài cái rồi tắt thở. Một cường giả trưởng thiên cảnh đã uất ức chết như vậy. Trong đại điện tràn ngập cảm giác thỏ chết cáo khóc, mỗi người sắc mặt âm trầm, tâm tình khó tả. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Anh Thiều mà mọi người căm hận đã chết, mọi người nên vui vẻ mới đúng. Đầu xuất thiên phong trở lại lòng bàn tay Lý Vân Tiêu, từng vầng sáng khuếch tán. Nhưng mới chết một người, bản thiếu gia chưa hứng, phải đập ba, bốn cái mới vui. Mạch giật mình kêu lên.
Không được. Mạch Sợ Lý Vân Tiêu lại ném đầu xuất thiên phong ra, lần này không ai dám đỡ nữa, thế thì thiên vận tạo hóa đan sẽ nguy hiểm. Mạch đột nhiên tấn công, một thanh trường thương xé gió đâm tới. Đinh! Lý Vân Tiêu một đấm đánh vào thân thương. Chiến thương run lên đẩy Lý Vân Tiêu lùi hơn 10 bước. Ba người Chu Quân nhảy lên bao vây Lý Vân Tiêu, Cố Thanh Thanh vào giữa. Cố Thanh Thanh dựa vào sau lưng Lý Vân Tiêu, trầm giọng nói. Lấy hai chọi bốn, có phần thắng không? Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười. Không phải hai chọi bốn mà là bảy chọi bốn. Giới thần bi chậm rãi bay ra, Khúc Hồng Nhan, Lạc Vân Thường, Phi Nghê xuất hiện ngay, còn có Bắc Quyến Nam, Tuần Thiên Đấu Ngưu. Và đây, đúng ra là tám chọi bốn. Cơn gió cuối cùng lượn vòng dâng lên biến thành cá sấu nằm sấp trên vai Lý Vân Tiêu. Trận dung bày ra, bốn người Chu Quân giật mình trợn mắt há hốc mồm, ngây ra một lúc mới nhận ra tình hình không ổn. Ba cẩn thầm kinh sợ, thoáng chốc nhớ đến lúc ở Cửu Đan Cung còn muốn trước tiên đánh chết người này, giờ nghĩ lại thật là nhặt về cái mạng. Đầu óc xoay chuyển nhanh, ba cẩn quyết định ngay, lao nhanh ra ngoài đại điện. Chuyến đi đế đan lâu này ba cẩn được hai viên thập giai thần đan, dù không có thiên vận tạo hóa đan cũng không tiếc nuối. Nhưng mấy chục kiếm quang xé gió bay tới chặn đường đi của ba cẩn, xếp hàng trước mặt lão. Ánh sáng lạnh lẫm liệt, kết thành kiếm trận. Giọng cười của Lý Vân Tiêu vang lên. Muốn đi cũng được, để lại hai viên thần đan đây. Ba cẩn tức giận quát. Hai viên, ngươi quá tham lam, nếu cho ngươi hết thì chuyến này lão phu đi không rồi. Lý Vân Tiêu cười nói. Không để đan lại thì để mạng lại, tự chọn đi. Ba cẩn sắc mặt âm trầm. Mấy người bên cạnh Lý Vân Tiêu tuy chỉ có tu vi quy cân thần cảnh nhưng đông người, dễ dàng ức chế bọn họ. Nếu ba cẩn không muốn cứng rắn chống lại bọn họ, một lòng muốn đi thì chưa chắc bọn họ sẽ ngăn được lão. Ba cẩn quát mắng. Muốn lấy mạng ta, vậy phải xem ngươi có thực lực đó hay không. Ba cẩn xoay người, song trưởng vỗ ra đánh vào kiếm trận, muốn phá trận chạy trốn. Bùm 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 bùm. Hơn 10 thanh kiếm không ngăn được trưởng uy bị hất bay lên. Mấy bảo kiếm khác cũng rung bần bật phát ra tiếng vù vù. Lý Vân Tiêu xì cười. Ha ha ha, muốn đi, nằm mơ. Lý Vân Tiêu quát to. Lên. Cá sấu trên vai Lý Vân Tiêu biến thành cơn gió xoay tròn đi, tựa như áng mây đen kịt cắt vô số khe nứt nhỏ bên trên đại điện, như nòng nọc lượn lờ. Ba cẩn vội ngoái đầu lại, thả tay ném ra mấy luồng sáng bắn ra. Bùm 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 bùm. Ánh sáng bắn xuyên qua lốc xoáy. Như trứng vỡ, bão tố khủng bố giáng xuống. Ba cẩn kinh hoàng, bản năng cường giả thể hiện ra vào phút này, lão lấy lại bình tĩnh ngay, gặp nguy không loan. Một dây lưng màu trắng từ khi nào nằm trong tay ba cẩn, đón gió biến to ra. Vù 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 vù. Dây lưng bay lên biến thành một tầng sáng trắng chấp lóe tựa như kết giới. Ầm, cơn gió đụng vào dây lưng, lún vào. Dây trói chặt xiết cơn gió hiện hình cá sấu, trói chặt. Lý Vân Tiêu kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Lý Vân Tiêu không ngờ ba cẩn có bản lĩnh như vậy, hắn đang định ra tay thì cá sấu tức giận há mồm phun ra một mảnh ngọn lửa. Là Phượng Hoàng chân hỏa ban đầu hấp thu, nó không ngừng cắn nuốt cương phong cường đại lên, hai loại thuộc tính mất đi cân bằng thế là Phượng Hoàng chân hỏa bị ức chế trong người nó. Vù 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 vù. Thần hỏa phun ra rơi vào dây lưng, cộng thêm cương phong thổi qua làm lửa cháy bừng bừng gần như đốt nguyên đại điện. Dây lưng bị đốt, linh quang tứ tán, cá sấu lao ra biến thân bán yêu nhào lên trước. Ba cẩn thấy nó phun lửa thì hết hồn, vứt bỏ dây lưng hóa thành độn quang chạy đi. Nhưng tốc độ độn quang sao nhanh bằng phong độn của ngũ hành linh thể. Ba cẩn mới lao ra đại điện hơn 10 trượng đã bị cá sấu đuổi theo đè xuống. Bùm! Mặt đất bị thủng cái hố to, vết nứt không ngừng lan tràn bốn phía. Gió lốc mạnh mẽ lượn vòng trong hố to và vọt lên cao. Không thấy rõ tình huống bên trong. Thanh âm kinh thiên động địa truyền vào trong điện. Mạnh Trác, Chu Quân sắc mặt khó xem. Vẻ mặt mạnh âm trầm, bực bội. Chỉ một cương phong hóa linh đã trói chặt ba cẩn. Còn lại bảy người đối phó ba người Mạnh Trác, Chu Quân, Mạch. Cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Lý Vân Tiêu cười hỏi. Ba vị còn muốn tranh đoạt sao? Ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn. Trái tim Chu Quân lạnh băng. Ngoái đầu nhìn Mạnh Trác trưng cầu ý kiến. Một con mắt của Mạnh Trác lóe tia sắc bén, trầm giọng nói. Bằng hữu yêu tộc, ngươi thấy sao?
Mạch bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thứ lỗi ta nói thẳng, vị nữ tử tên Cố Thanh Thanh này không phải cường giả trưởng thiên cảnh bình thường, cũng đã bước chân vào hư cực thần cảnh. Chỉ một mình nàng là ta đã đánh không lại, trừ phi hai vị có thể giải quyết sáu người khác thì cuộc chiến mới có ý nghĩa. Mạnh Trác, Chu Quân hoảng sợ, giật mình nhìn Cố Thanh Thanh, sau đó hai người đều suy sụp. Chu Quân ngẩng đầu lên mắt hấp háy tia sáng. Ngươi là chủ giới thần bi, từng gặp Mục Tinh đại nhân thì chắc cũng biết chuyện đảo Huyền Ly. Chúng ta phụng lệnh đảo chủ mang thiên vận tạo hóa đan về, chẳng lẽ ngươi muốn đối địch với đảo Huyền Ly? Lý Vân Tiêu cười to bảo. Ôi chao, bắt đầu uy hiếp ta sao? Lý Vân Tiêu vươn tay làm động tác mời. Hai vị đi mạnh giỏi, không tiễn. Chu Quân thấy Lý Vân Tiêu hoàn toàn không nể tình thì rất tức tối, chắp tay trầm giọng nói. Sau này còn gặp lại. Hai người xoay đi, nhưng đến trước cửa thì đứng lại. Con người Lý Vân Tiêu có giúp nhận ra điều gì, nhỏ giọng nói. Cẩn thận, có gì đó không đúng. Cố Thanh Thanh cười nói. Hai tên nhãi danh có thể lật trời đổ nước sao? Chu Quân đột nhiên xoay người nở nụ cười quái dị. Chúng ta đột nhiên đổi ý. À, không biết hai vị đại nhân lấy đâu ra lòng can đảm này? Lý Vân Tiêu bình tĩnh hỏi. Hay đầu óc hai vị đột nhiên bị cửa kẹp? Chu Quân không đáp mà hỏi lại. Bằng hữu yêu tộc, có nắm chắc kiềm chế Cố Thanh Thanh không? Những người còn lại cứ giao cho hai chúng ta. Mạch nhíu mày nói. À, ta cũng rất tò mò, hai vị thật sự bị nhũn não sao? Chuyện không nắm chắc ta chưa bao giờ làm. Chu Quân cười nói. Chỉ cần ngươi kiềm chế được Cố Thanh Thanh thì ta có nắm chắc rất lớn. Nhưng ta quyết tâm giành lấy thiên vận tạo hóa đan, về sau sẽ cho ngươi thù lao là hai viên thần đan. Lý Vân Tiêu trầm giọng hỏi. Ngươi nói hai viên thần đan chắc không phải là hai viên trên người ba cần đi. Chu Quân xòe hai tay, mỉm cười nói. Ha ha ha, Vân Tiêu công tử quả nhiên thông minh, nếu không thì hai chúng ta lấy đâu ra thần đan. Biểu tình Lý Vân Tiêu trầm trọng nói. Hai vị có quỷ kế gì cứ lấy ra đi, cần gì giả bí ẩn. Nếu ta không đoán sai chắc có viện binh đến, Chu Quân nói. Đúng thì sao, chỉ có thể nói cơ duyên của ngươi không đủ, vô duyên với đan này. Câu nói tương đương thừa nhận có viện quân, đám người Lý Vân Tiêu hoàn toàn biến sắc mặt. Tuy không biết viện quân là ai nhưng chắc là cao thủ trên đảo Huyền Ly. Đảo này tụ tập hơn một nửa cường giả vĩnh sinh chi giới, thực lực mạnh mẽ đến nghịch thiên, nguyên thiên vũ giới hợp sức lại chưa chắc thắng nổi. Lý Vân Tiêu đột nhiên thuấn di xuống, năm ngón chộp kim lô. Chỉ cần bắt lấy kim lô vào tay thì dù viện quân đảo Huyền Ly mạnh mấy, không đánh lại ít nhất có thể trốn. Mạch thấy Lý Vân Tiêu cướp kim lô thì ra tay, một thương quang màu máu bắn xuống. Bùm! Lý Vân Tiêu buộc phải lật tay vung lên, đánh nát thương quang xong lại chộp hướng kim lô. Nhưng Mạch đã thuận thế lao xuống, chiến thương quét qua phong kín đường đi của Lý Vân Tiêu, một mảnh huyết quang bắn về phía hắn. Lý Vân Tiêu tức giận quát. Ngươi thật sự muốn chết. Hai tay Lý Vân Tiêu chộp chiến thương biến ra ba đầu sáu tay. Bốn cánh tay sau lưng bắt ấn kết ấn dọc theo thương đánh lên. Song ấn hóa thành kim long gầm giống lao lên. Mạch không muốn ném thương đi chỉ đành hét to vỗ trường. Ầm 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 ầm. Lực lượng khủng bố nổ tung, huyết quang nuốt đi kim long, như nước máu đổ xuống người Lý Vân Tiêu, nhuộm đỏ. Mạch thuận thế lăng không chộp, kim lô bị trưởng lực hút lên bay thẳng tới bàn tay gã. Lý Vân Tiêu quát mắng. Chết đi. Lý Vân Tiêu chộp chiến thương hất lên trên, một tay sau lưng cầm kiếm chém ra kiếm quang, tay kia nắm chùy mang theo muôn vàn lôi quang đập vào chiến thương. Ầm, vô số điện quang rậm rạp lan tràn lên trên như con giun chui vào người Mạch, không ngừng nổ ra lỗ máu. Kiếm quang chém ra rồi ngăn lại lực lượng bắt giữ của Mạch, xoay tròn lại chém vào mu bàn tay gã. Mạch bất đắc dĩ đành từ bỏ cướp đan rụt tay về vỗ vào chiến thương chấn diệt lực lượng lôi diệt. Hai tay nắm thương tranh giành với Lý Vân Tiêu. Hai người đánh nhau chỉ trong chớp mắt. Cố Thanh Thanh quát to. Ra tay. Mọi người tản ra, Cố Thanh Thanh bay xuống cướp kim lô. Mạnh Trác, Chu Quân muốn ngăn cản nhưng bị đám người Khúc Hồng Nhan chặn lại, trơ mắt nhìn kim lô rơi vào tay Cố Thanh Thanh. Cố Thanh Thanh lật tay thu kim lô. Hi hi, không ngờ rượu đan thế này thuộc về bản cô nương. Cố Thanh Thanh hóa thành độn quang bay giá ngoài điện. Cái gì? Lý Vân Tiêu giật nảy mình, rất là bực tức quá to.
mau ngăn nàng lại. Nhưng tốc độ của Cố Thanh Thanh quá nhanh, đám người Khúc Hồng Nhan không ngờ nàng sẽ một mình cướp đan chạy trốn. Quá bất ngờ nên không ai đuổi theo Cố Thanh Thanh kịp. Lý Vân Tiêu, các vị đại nhân, cảm ơn. Chớp mắt Cố Thanh Thanh đã lao ra ngoài đại điện độn quang bay vọt lên trời. Mọi người trong điện xoe tròn mắt, bận rộn lâu như vậy, nào là chết, nào là bị thương, cuối cùng bị Cố Thanh Thanh nhặt của rơi. Đột nhiên trên bầu trời có áng mây đỏ lao nhanh đến, trong khoảnh khắc đã tới bên trên đại điện. Trong mây đỏ bắn ra hà quang chiếu xuống bao phủ phạm vi vài dặm. Độn quang bị hà quang chiếu hiện ra chân thân Cố Thanh Thanh, vẻ mặt nàng giật mình. Trong mây đỏ phát ra tiếng quát hùng hồn. Để thiên vận tạo hóa đan lại. Ba người đáp xuống, cùng vỗ trưởng đánh vào người Cố Thanh Thanh. Cố Thanh Thanh quát mắng. Đồ vô sỉ. Ánh sáng bừng lên trên người Cố Thanh Thanh, hai tay chắp trước mặt đột nhiên nâng lên, nàng như sao băng đón trưởng uy to lớn bay lên trên. Ầm 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 ầm. Cố Thanh Thanh sắc mặt âm trầm, khóe môi treo nụ cười châm học mỉa mai, hai tay thu vẻ ôm trước ngực, cũng có hồng hà dâng lên, là Thái Du Hồng Trần Quyết. Cố Thanh Thanh vỗ trưởng. Ầm 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 ầm. Ba trưởng lực phong ấn không gian bỗng dưng bị lay động, không khí bị đè ép kêu vù vù. Hồng hà như hao tươi nở rộ khuếch tán bốn phía, tựa như rẽ mây thấy mặt trời. Bùm! Phong tỏa bị phá ngay trong khoảnh khắc, biểu tình Cố Thanh Thanh lạnh băng nhún mũi chân, thân nhẹ như lông chim vượt qua không trung. Mây đồ lững lờ trên cao không bị trùng kích vừa rồi đánh tan, tầng mây chợt lóe đuổi theo cầu vồng, đụng mạnh. A, à, ra là hư cực thần cảnh, các hạ là Cố Thanh Thanh đúng không? Cố Thanh Thanh giật mình, mây đỏ như ngọn lửa. Không khí bị nhuộm màu rực rỡ hoặc như thiên thạch từ 9 tầng trời rơi xuống. Khí kình đè ép vạt áo trên người Cố Thanh Thanh bay phần phật. Thân hình nam nhân cao to thấp thoáng trong mây đỏ, người ngồi trên vương tọa, không thấy rõ khuôn mặt. Thân hình vạm vỡ của nam nhân có xích sắt quấn quanh, tứ chi đầy xiềng xích cột vào vương tọa. Cố Thanh Thanh chợt nhớ đến một người, kinh sợ kêu lên. Tứ vương! Cố Thanh Thanh vốn định nghênh chiến lập tức xoay người dốc hết sức hóa thành độn quang bay mất. Mây đỏ cùng với lực lượng thiên địa rầm rộ giáng xuống, từ vương tọa truyền đến thanh âm. Đã nhận ra bản vương thì sao có cửa chạy thoát. Trong âm y đỏ truyền đến tiếng xích sắt, chớp mắt bắn ra 8 sợi xích bạc lướt qua không trung phong tỏa không gian ngàn trượng. 8 sợi xích bạc xuyên suốt không trung trói người Cố Thanh Thanh, vô số ngân văn chấn động chiếu ra một mảnh huyễn lệ, cực kỳ xinh đẹp. Đám người Lý Vân Tiêu sớm ra khỏi đại điện, thấy đánh nhau trên trời thì hết sức giật mình. Diệu pháp linh mục của Lý Vân Tiêu xuyên thấu mây đỏ nhìn rõ ràng nam nhân ở bên trong. Khuôn mặt nam nhân thản nhiên, hai tay luôn đặt ở hai bên, chưa nhúc nhích chút nào. Những sợi xích sắt màu bạc đúng là trói chặt nam nhân cột vào vương tọa nhưng nghe theo gã điều khiển trở thành vũ khí. Vương tọa khắc đầy các loại phù văn, tỏa ánh sáng bạc mỏng manh như một loại phong ấn thuật. Như muốn phong ấn nam nhân vào ghế. Người này là ai? Sao mạnh quá vậy? Đám người Lý Vân Tiêu hết hồn. Bắc Quyến Nam lộ vẻ ngạc nhiên, không nhận biết nam nhân. Giờ phút này, cá sấu và ba cẩn danh đấu cũng càng ngày càng nghiêm trọng, rằng co không ai thắng được ai. Nhưng cá sấu cắn chặt đối phương làm ba cẩn không thoát ra được. Lý Vân Tiêu lắc người thuấn di tới sau lưng ba cẩn, đâm nhát kiếm. Đinh! Ba cẩn quay người. Hai tay cầm đao chặn lại, tức giận quát. Tiểu nhân tồi tệ chỉ biết đánh lén. Lúc trước anh Thiều bị Lý Vân Tiêu tập kích, lần này đám người Lý Vân Tiêu ra khỏi đại điện thì ba cần không quên cẩn thận chú ý, quả nhiên hắn tái diễn trò cũ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười. Không đấu một chọi một với ngươi mà chủ yếu là lấy mạng ngươi, có gì không thể. Xoẹt 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 xoẹt. Kiếm thương trảm hồng biến ra mấy luồng kiếm quang dồn dập công kích. Cá sấu biến thân bán yêu sau lưng ba cẩn, hai tay co thành nắm đấm chắp vào nhau giơ cao qua đầu đập mạnh xuống. Trước sau giáp kích, loang ba cẩn thầm căng thẳng một trường vỗ vào đao. Một tiếng keng giòn vang, đao quang chói mắt phụt qua, tách một thành hai, hóa thành song đao. Tay trái, tay phải đều cầm đao trước sau chém, nổi lên đao quang mênh mông bao phủ quanh thân. Bùm! Đao trước đè kiếm thương chảm hồng, đao sau xoẹt một tiếng chém cá sấu thành hai khúc. Một mình ba cẩn chống lại hai người. Vù 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 vù. Nhưng khi cá sấu bị chém đứt liền hóa thành vô số phong nhẫn chém xuống, sắc bén thổi lông đứt tóc. Ba cẩn hoảng, giơ đao hất Lý Vân Tiêu ra,
vội vàng xoay người chém ra song đao, bày ra một tầng đao quang chém nát vô số phong nhẫn. Bùm 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 bùm. Bốn phía toàn là đao ảnh và bảy, tám tàn ảnh hơ song đao. Lúc trước ba cần khổ chiến với cá sấu không thoát ra được đã hao phí nguyên lực rất lớn, bây giờ bị tấn công trước sau, lòng thầm lo âu, kéo dài lâu sẽ chết chắc. Thoáng chốc Lý Vân Tiêu lại cầm kiếm tấn công, biến ra muôn vàn kiếm ảnh phối hợp với cá sấu biến thành phong nhẫn. Trong kiếm ảnh lóe ánh sáng xanh có chứa sấm sét, bùm. Bùm. Người ba cần bị kiếm quang đâm trúng, không ngừng thủng lỗ máu. Nhưng đao quang bảo vệ chỗ yếu toàn thân, ba cần chật vật chống đỡ. Lý Vân Tiêu, dừng tay. Ba cần sốt ruột kêu lên. Ta nhận thua, ta sai rồi. Cho ngươi luôn hai viên thần đan, ngừng tay lại ngay. Người ba cần không ngừng thủng lỗ máu, sắp không chống đỡ được. Cái kiểu cường giả đánh nhau dù có tu vi trưởng thiên cảnh nhưng sinh tử chỉ trong khoảnh khắc, phòng ngự bị phá mở thì đối phương sẽ thế như trẻ tre, nháy mắt lấy mạng mình. Lý Vân Tiêu không tha. Sắp chết liền xin tha, trên đời có đạo lý như vậy sao? Các đòn công kích sắc bén dồn đối phương vào chỗ chết. Cường giả đẳng cấp cỡ nào bây giờ đắc tội rồi nếu không thể tru sát sẽ để lại mối họa vô cùng lớn. Ba cần nổi giận. Ta đã nhận thua, lại nguyện dâng lên thần đan, cần gì cứ ép buộc như thế. Ba cần cắn răng nói. Lão Phu cũng là cường giả một thế hệ, sao cho phép người tùy ý lấy mạng. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Dưới thiên đạo đều là con kiến, mạng của ngươi và ta mạnh hơn rắn chuột bao nhiêu. Sống chết do trời, sớm muộn gì cũng có ngày chết. Đại nhân vẫn chưa nhìn thấu tầng này sao? Ba cần tràn ngập không cam lòng nói. Con kiến còn ham sống, dù ta nhìn thấu cũng không muốn chết dễ dàng, nếu không cần gì vào vĩnh sinh chi giới, mấy vạn năm trầm lắng là vì đâu. Kiếm quang của Lý Vân Tiêu và phong nhẫn đầy trời thước nhiều miếng thịt trên người ba cần, khuôn mặt đã nhảy nhụa máu nhưng vẫn cố gượng chiến đấu. Lý Vân Tiêu trả đũa. Ý nghĩa, một con kiến dưới thiên đạo thì có ý nghĩa gì? Chẳng qua tự áp đặt cho mình. Kiếm thế trong tay Lý Vân Tiêu càng sắc bén hơn, không ngừng chém vào đao của đối phương, dựa vào sức mạnh tiêu hao nguyên lực để ba cần từng bước tan vỡ. Rốt cuộc đao quang của ba cần không chống đỡ nổi nữa lộ ra sơ hở, bị một phong nhẫn len vào chém ngay chỗ hiểm trên người. Phập! Chỗ yếu bắn ra một đoàn máu, khí thế suy sụp, binh bại như núi đổ. Xoẹt! Lý Vân Tiêu thuận thế đâm kiếm vào ngực ba cần, xuyên thủng qua. Ba cần cúi đầu nhìn trường kiếm màu trắng ghim trong ngực, lửa đốt cháy bỏng miệng vết thương, vô cùng đau đớn. Ba cần chợt cười thảm. Ha ha ha! Lý Vân Tiêu sợ ba cần vùng vẫy sắp chết, vội rút kiếm ra bay ngược về. Lý Vân Tiêu hỏi. Lão cười cái gì? Ba cần cười rất khó xem, như tiếng khóc. Ta cười thiên đạo tuần hoàn, báo ứng đến ngay. Anh thiếu chết vì chiêu này, ta cướp thần đan của hắn. Hiện tại chính mình cũng chết vì chiêu này, nhưng đừng hòng ai lấy được thần đan. Mặt ba cần giữ trợn, một chữ vật hoàn bay ra khỏi người lão. Ba cần vỗ trưởng muốn chấn vỡ không gian trong cái vòng. Bùm! Nhưng không gian hơi vặn vẹo, trước cái vòng xuất hiện khí xoáy trong suốt đón đỡ một trưởng đó, nổ tung. Chữ vật hoàn bay ra, Lý Vân Tiêu chộp lấy. Lý Vân Tiêu cười khẽ. Vất vả! Khí xoáy bị tạc nổ ngưng tụ thành cá sấu to đứng cạnh chân Lý Vân Tiêu. Mặt ba cần xám xịt, mắt không chút ánh sáng, tràn ngập tuyệt vọng. Lý Vân Tiêu phá vỡ cấm chế chữ vật hoàn kiểm tra một chút, hai viên thần đan nằm trong đó. Lý Vân Tiêu mừng rỡ cất thần đan. Hiện tại 9 viên thần đan trong cửu đan cung có hơn một nửa thuộc về Lý Vân Tiêu. Trong lòng ba cần dâng lên chút hy vọng, van xin. Hiện tại thần đan đã thuộc về ngươi, tha mạng cho ta được không? Ta có thể thề với trời đời này tuyệt đối không trả thù. Lý Vân Tiêu thấy ba cần đau khổ cầu xin thì động lòng trắc ẩn. Thần đan đã vào tay, không cần giết chóc nữa. Huống chi đối phương nói có lý, trải qua mấy vạn năm phong ấn vậy mà uất ức bị giết thế này thì quá thảm. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc, phất tay nói. Để lại lời thề rồi ngươi hãy đi đi. Ba cần sửng sốt rồi mừng như điên, cảm kích thề với trời, chắp tay nói. Đa tạ Vân Tiêu công tử khai ân, sau này còn gặp lại. Ba cần vốn chỉ là ham sống nên bản năng xin tha, không ngờ thật sự đổi lấy đường sống, lòng vô cùng cảm thán vui buồn. Ba cần xoay người biến thành luồng sáng bay mất, rời xa đế đan cung.
Khúc Hồng Nhan mắt lóe tia sáng, chớp mắt to nói. Thế này không giống tính cách sát phạt dứt khoát của huynh. Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn sợi xích bạc đầy trời đấu dây dưa với Cố Thanh Thanh, cảm thán khẽ thở dài. Người này đột nhiên xuất hiện làm ta cảm thấy thiên đạo mờ mịt, vạn vật như kiến. Nếu mục đích đã hoàn thành thì cần gì làm tuyệt. Khúc Hồng Nhan hơi hiểu ra, nhìn theo hướng ánh mắt của Lý Vân Tiêu. Trong mây đỏ phát ra khí thế cường đại đúng là khiếp hồn người, tạo áp lực lớn. Lý Vân Tiêu nhìn hướng Chu Quân, mạnh chắc hỏi. Người đó là ai, hay là đảo chủ của đảo Huyền Ly, vua Đông Vực ngày xưa, Diệp Kình Vũ? Nhưng Lý Vân Tiêu chợt cảm thấy không đúng, nếu là vua Đông Vực thì Bắc Quyến Nam sẽ nhận ra ngay. Chu Quân ngoái đầu liếc Lý Vân Tiêu một cái, mỉm cười nói. Trên đảo Huyền Ly trừ đảo chủ đại nhân ra còn có 4 vị vương giả quân lâm thiên hạ. Vị đại nhân ngồi trên vương tọa chính là Thạch Chi Vương Lam Nham Chủ. Khúc Hồng Nhan kinh kêu. Lam Nham Chủ. Khúc Hồng Nhan biết ngay lai lịch của người này, vẻ mặt giật mình. Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi. Nổi tiếng lắm sao? Về ghi chép sách sử thì Thần Tiêu Cung có lượng điển tịch khổng lồ, nhắc tới nhiều việc lớn và các nhân vật cường giả trong 10 vạn năm qua. Về mặt này thì Lý Vân Tiêu thua xa Khúc Hồng Nhan. Biểu tình Khúc Hồng Nhan nghiêm túc nói. Ngày xưa có một vương triều hoành bá đại lục, vương triều, thống trị tứ vực, phạm vi thế lực thậm chí kéo dài tới vùng biển, hoàn toàn xứng đáng trở thành bá chủ thiên hạ một thời. Lý Vân Tiêu chợt nhớ ra, kêu lên. Nàng đang nói tới chủ Lam Vương Triều. Biểu tình Khúc Hồng Nhan phức tạp gật đầu nói. Đúng rồi, từ chủ đời thứ nhất của Lam Vương Triều chính là Lam Nham Chủ. Không ngờ hắn cũng vào vĩnh sinh chi giới, còn tham gia vào đảo Huyền Ly. Chu Quân khen nức nở. Các hạ quả nhiên thông kim bác cổ, nhưng có lẽ các ngươi không biết rằng Lam Nham Chủ tiền bối cũng là cường giả tuyệt đại vào 10 vạn năm trước, có công lớn trong cuộc chiến phong ma. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu trầm trọng hỏi. Các hạ vừa nói dưới tay Diệp Kình Vũ có 4 vị vương giả, 3 người khác là ai? Chu Quân nói. Cái này thì ngươi không cần biết. Nếu hôm nào ngươi có duyên vào đảo Huyền Ly thì sẽ hiểu ngay. Khúc Hồng Nhan lo lắng hỏi. Phi Dương, chúng ta có nên giúp Cố Thanh Thanh đại nhân không? Nếu nàng ta bị bắt thì thiên vận tạo hóa đan sẽ mất hết. Giờ phút này xích sắt màu bạc phong thiên tỏa địa kết thành mạng nhện trên bầu trời, tựa như tù giam bao phủ bầu trời. Mọi người đều ở dưới cái lồng này. Cố Thanh Thanh tựa như con chim trong lòng không ngừng đấu tranh với lực lượng xích bạc. Nàng muốn phá không rời đi nhưng xích bạc như 3.000 sợi tơ phiền não chém hà hoa không đứt. Lý Vân Tiêu nói. Cho nàng ăn đau khổ chút đi, hai người còn trong giai đoạn thăm dò nhau. Bà già này không dễ bị đánh bại như vậy. Chu Quân ngạc nhiên, vẻ mặt kỳ lạ hỏi. Lúc này rồi mà Vân Tiêu công tử còn nghĩ đến thiên vận tạo hóa đan. Lý Vân Tiêu càng khó hiểu hỏi lại. Thiên vận tạo hóa đan vốn là con vịt trong miệng bản thiếu gia. Nó đột nhiên bay đi tại sao không nghĩ được. Chu Quân cười khẽ. Cách nghĩ của Vân Tiêu mở miệng nói, đúng là quái dị, quả nhiên khác với người bình thường, hèn gì được đến giới thần bi. Ba vũ giả đang lơ lửng trên cao, lúc trước hợp sức phong áp Cố Thanh Thanh đột nhiên cúi đầu, dường như bọn họ nghe được 3 chữ giới thần bi. Ba vũ giả cùng nhìn Lý Vân Tiêu. 3 người đáp xuống, cách xa trục trưởng bao vây Lý Vân Tiêu vào giữa, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Lý Vân Tiêu thầm giật mình. À, 3 vị định làm gì? 3 người này đều là cường giả trưởng thiên cảnh, khí thế như núi đè ép hắn từ nhiều hướng, rõ ràng là nhằm vào hắn. Trong đó một lão nhân mặt đen để râu lớn tiếng hỏi. Giới thần bi nằm trong tay của ngươi. Lý Vân Tiêu trả lời. Xem bộ dáng của các ngươi là muốn hỏi tai, vậy tại sao nói chuyện không lễ độ như vậy? Lão nhân sụ mặt xuống nạt. Lão phu hỏi chuyện, không cần khách sáo với ngươi, đừng tưởng rằng có bản lĩnh trong thiên vũ giới, lại được giới thần bi thì ghê gớm. Trong đế đan lâu này ai không là cường giả quát tháo một thời đại. Cho nên đến đây rồi tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, tránh cho chịu khổ. Chu Quân vội giới thiệu. 3 vị này là thuộc hạ đắc lực của Lam Nham Chủ đại nhân, Dung Quang, Khâu Minh, Thái Thúc Trình đại nhân. Lý Vân Tiêu chắp tay hướng 3 người. À, hạnh ngộ hạnh ngộ. Phi Nghê lên tiếng. Phu quân, thiếp ít đọc sách, 3 vị đại nhân này có lai lịch lắm sao? Lý Vân Tiêu sờ cằm, cười khổ nói. Thật ra đây là lần đầu tiên ta nghe danh hiệu của 3 vị này.
Nhưng vừa rồi huynh đài mặt đen này đã nói rồi, bọn họ cũng từng oai phong một cõi, dù gì cũng nên cho chút mặt mũi. Đừng vạch áo người ta ra, nàng tội gì chọc thùng. Người mặt đen tức là Dung Quang tức giận quát. Càn rỡ. Người Dung Quang phát ra ánh sáng trắng hóa thành cột sáng nhấp nháy, khí thế cường đại như chiến xa xung phong ập đến. Phi Nghê cười khúc khích. Ha ha ha, thiếp xấu thật. Lý Vân Tiêu cười khẽ, hai ngón tay khép lại như kiếm vạch trước mặt, một luồng kiếm quang nhẹ nhàng chém qua rạch phá khí thế kia. Xoẹt. Tựa như bóng da bị xì hơi rạch không khí thành hai nửa. Lực lượng vạn quân ập đến đè xẹp khí thế của Dung Quang. Dung Quang càng tức điên, không ngờ Lý Vân Tiêu dám ra tay trước mặt gã. Muốn chết. Bóng người bay lên cao, vọt tới trước mặt Lý Vân Tiêu, hét to vỗ trưởng xuống, muốn tự tay cho Lý Vân Tiêu một bài họ. Trong mắt Dung Quang thì Lý Vân Tiêu là cái loại nhãi danh tung hoành trong thiên vũ giới nhưng không biết sự lợi hại của thiên vũ giới. Bùm! Một trưởng giáng xuống bị Lý Vân Tiêu đón đỡ, chấn trưởng lực nổ nát. Hai người bị trùng kích nhưng không ai chịu lùi một bước. Cái gì? A! À. Dung Quang phun ra ngụm máu, bay ra ngoài. Nhưng Dung Quang dù gì là cường giả trưởng thiên cảnh, thoáng chốc lấy lại tinh thần, biết rằng mình quá khinh địch. Dung Quang cân bằng ngay khi bay ngược về, chân đạp đất thụt lùi chục bước giảm bớt xung lực. Dung Quang độc ác trừng Lý Vân Tiêu. Hai người khác giật nảy mình, khó tin. Khâu Minh khiển trách. Dung Quang, người đang làm trò gì? Diễn kịch sao? Dung Quang xấu hổ tức tối, giận dỗi hừ mạnh. Tiểu tử này không đơn giản như bề ngoài, cộng thêm ta khinh địch. Hừ, một chiêu bị người bóp ăn trong tay, một chiêu bị người đánh bay, có thể giải thích bằng hai chữ khinh địch sao? Thái Thúc Trình lạnh lùng chào phúng. Người có tu vi trưởng thiên cảnh, cao hơn đối phương một đại cảnh giới vậy mà hai chiêu đã xong, làm người ta cảm giác đối phương mới cao hơn ngươi một đại cảnh giới. Ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Các ngươi, phụt. Dung Quang bị hai người châm chọc quê quá lại tức hộc máu. Dung Quang nghiến răng. Các ngươi có giỏi thì lên đi. Chu Quân thấy bọn họ tự mâu thuẫn nội bộ, vội nói. Xin ba vị đại nhân đừng khắc khẩu. Lý Vân Tiêu có thân thể thành thánh, xác thịt bất tử bất diệt. Thực lực không dưới trưởng thiên cảnh. Mới rồi hắn đại chiến ba cẩn thế nào chắc ba vị đại nhân cũng trông thấy. Ba người giật nảy mình, mặt lạnh băng. Thân thể thành thánh. Thái Thúc Trình nói. Thì ra là vậy, thân thể thành thánh đã đủ để cứng rắn đỡ trưởng thiên cảnh. Vừa rồi tiểu tử này chiến đấu với ba cẩn thì chỉ có kiếm thuật mạnh mẽ nhưng không ngờ còn có thân thể cực mạnh, quả nhiên là loại người hóc búa. Khâu Minh dương mắt nhìn không chung. Mạng nhện màu bạc bao phủ bầu trời. Cố Thanh Thanh còn đang hoạt bát nhảy nhót bên trong. Khâu Minh nói. Thạch Chi Vương đại nhân bị sao vậy? Một Cố Thanh Thanh bình thường mà đánh mãi không xong. Thái Thúc Trình biến sắc mặt, nạt. Đừng nói bậy bạ, thân thể Thạch Chi Vương đại nhân bị phong ấn, chỉ có thể thi triển ra một phần nhỏ lực lượng mới cho Cố Thanh Thanh chút khoảng trống, nhưng dù vậy cũng không chống đỡ được bao lâu. Hiện tại điều chúng ta cần làm là trước khi đại nhân bắt được Cố Thanh Thanh thì xử lý Vân Tiêu trước. Nói rất đúng. Khâu Minh, Thái Thúc Trình đi vài bước vòn quanh, xuất hiện hai bên Lý Vân Tiêu. Từ thế tam giác hợp vây biến thành thế gọng kiềm trước sau. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Tại sao muốn bắt ta? Chỉ vì ta có giới thần bi. Thái Thúc Trình nói. Cho ngươi biết cũng không sao, trừ giới thần bi ra, có phải Diệp Phàm ở bên cạnh ngươi không? Lý Vân Tiêu biến sắc mặt, Diệp Phàm chỉ là một tiểu bối nít danh, tại sao cây chú ý với những đại nhân vật này? Kết quả quá rõ ràng. Chu Quân, Mạnh Trác giật mình liếc nhau. Chu Quân kinh ngạc kêu lên. Các ngươi tìm hiểu Diệp Phàm là vì chuyện gì? Đây là mệnh lệnh của đảo chủ đại nhân hay Thạch Chi Vương đại nhân? Thái Thúc Trình nhe răng cười nói. Hai ngươi không cần biết điều này, chỉ cần ra tay cùng chúng ta là được. Lần này đi ra một phen được bốn chuyện, giới thần bia, Diệp Phàm, thiên vận tạo hóa đan, thiên phượng nhất thể, dường như còn mấy viên thập giai thần đan trong cửu đan cung, chậc chậc. Thái Thúc Trình liếm môi đầy tham lam. Bọn họ nhìn chằm chằm làm Phi Nghê lộ bản tính ra. Chu Quân, Mạnh Trác ra vẻ khó xử, Chu Quân nói. Người trong đảo đều biết thân phận của Diệp Phàm, nếu bắt giữ Diệp Phàm không phải lệnh của đảo chủ thì hai chúng ta khó thể nghe theo. Khâu Minh tức giận quát. Dù là mệnh lệnh của Thạch Chi Vương đại nhân chẳng lẽ không thể điều khiển được hai ngươi sao?
Mạnh Trác nói. Nếu chuyện khác thì tất nhiên là được, nhưng bắt Diệp Phàm thì... Chậc chậc, không nói đến đảo chủ đại nhân, có biết Diệp Nam Thiên đại nhân, một trong tứ vương không? Khâu Minh cười lạnh nói. Không cần biết Diệp Nam Thiên có biết hay không, hai người có quyền chống đối mệnh lệnh từ Thạch Chi Vương đại nhân sao? Mạnh Trác cảnh giác nói. Buồn cười, hai ta không phải thuộc hạ của Thạch Chi Vương, trừ đảo chủ đại nhân ra không ai điều khiển được chúng ta. Nói rất hay. Thái Thúc Trình vỗ tay khen. Hai vị nói rất thú vị, dù không bàn đến quyền thế, thử hỏi hai vị có lực lượng cãi lại mệnh lệnh của Thạch Chi Vương đại nhân không? Chu Quân nổi giận. Hay là các người muốn ra tay với chúng ta? Ánh mắt Chu Quân nhìn ba người đã lạnh băng. Mạnh Trác nhận ra tình hình không ổn, chắp tay nói. Đã nói nhiều cũng đủ rồi, hai chúng ta phụng lệnh đảo chủ đến canh giữ thiên vận tạo hóa đan, nhưng nếu đan đã rơi vào tay Thạch Chi Vương đại nhân thì hai chúng ta cũng không cần ở lại nữa, cáo từ. Không đợi ba người trả lời, Mạnh Trác, Chu Quân hóa thành độn quang bay đi. Nhưng không trung lóe ánh sáng bạc, mấy xiềng xích lung lay. Chợt thấy hai người trở về chỗ cũ, vẻ mặt ngạc nhiên. Thái Thúc Trình cười to bảo. Ha ha ha. Bị Thạch Chi Vương đại nhân phong tỏa thì sao hai người có thể rời khỏi được? Vẻ mặt Thái Thúc Trình châm chọc. Chu Quân giật mình kêu lên. Đại nhân nói vậy là sao? Phong cả hai ta luôn. Thái Thúc Trình lạnh lùng nói. Trước khi đại nhân quyết định hết thảy thì không ai được phép rời khỏi đây. Cái này thì không chỉ Chu Quân và Mạnh Trác, chính đám người Lý Vân Tiêu cũng biến sắc mặt. Nếu Cố Thanh Thanh bị bắt thì nam viên thần đan trên người Lý Vân Tiêu cũng khó thể may mắn thoát khỏi, hơn nữa nhìn bộ dạng đối phương vốn hướng về giới thần bi, Diệp Phàm. Giờ mục tiêu của bọn họ là thiên phượng niết thể của Phi Nghê và thập giai thần đan. Lý Vân Tiêu nói, xem ra hai vị đại nhân không nghe theo lệnh đã làm Lam Nham chủ vô cùng bất mãn, khó tránh khỏi bị phạt. Huống chi hai vị biết hắn muốn đối phó Diệp Phàm thì làm sao thả hai vị đi mật báo được. Theo ta thấy rất có thể sẽ giết luôn hai vị đại nhân. Chu Quân, Mạnh Trác hoàn toàn biến sắc mặt. Chu Quân tức giận nạt. Lý Vân Tiêu, người đừng đâm thọc chia rẽ. Lý Vân Tiêu cười gian. Không nói đến có chia rẽ gì không, vấn đề là lời ta nói có lý hay không. Với chỉ số thông minh của hai vị chắc không khó phân biệt được. Chu Quân, Mạnh Trác cũng có nghĩ đến điều này, hai người hết sức sợ hãi nhưng không dám chủ động trở mặt với Lam Nham chủ. Chu Quân lại quát. Đảo Huyền Ly trên dưới một lòng, các huynh đệ đều như tay chân, dù ngươi muốn chia rẽ cũng không có cửa. Lý Vân Tiêu cười phá lên. Ha ha ha. Lý Vân Tiêu châm chọc nói. Nếu trên dưới A một lòng, đều là tay chân thì hai vị nên giúp đỡ bắt giữ Diệp Phàm. Tương lai nếu Diệp Nam Thiên biết chắc chắn sẽ khen ngợi hai vị. Mặt Chu Quân xám xịt, biểu tình cực kỳ khó xem. Kêu bọn họ bắt Diệp Phàm thì hai người không bao giờ dám. Bởi vì Diệp Phàm không chỉ là hậu nhân của Diệp Nam Thiên, càng là hậu nhân của Diệp Kình Vũ. Toàn Diệp Phàm có thế lực lớn nhất đảo Huyền Ly, vì các đời đều được tiên đại chỉ dẫn nên nhiều cường giả Diệp ra vào vĩnh sinh chi giới. Dù bắt Mạnh Trác, Chu Quân chống lại Thạch Chi Vương Lam Nham chủ thì bọn họ cũng không dám đối kháng Diệp ra của đảo Huyền Ly. Tình hình trên đảo cũng rất phi diệu. Có thể vào vĩnh sinh chi giới mấy ai chẳng phải là kỳ tài ngút trời, thiên chi kiêu tử. Ai đồng ý dưới tay người, ai nguyện ý nghe người ta chỉ huy. Đặc biệt là bá chủ tuyệt đại như Lam Nham chủ, quen thói bề trên, ngạo thị tất cả từ lâu, dù ở đảo Huyền Ly cũng là tồn tại độc lập. Nhiều lúc Diệp Kình Vũ cũng bó tay với Lam Nham chủ. Nếu Lam Nham chủ thật sự có lòng muốn đối phó Diệp Phàm thì sẽ là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Có lẽ tỏ rõ biến cố lớn, náo động trên đảo Huyền Ly. Khiến Chu Quân, Mạnh Trác buồn bực nhất là để họ đụng phải chuyện như vậy, sơ sẩy một cái liền thành vật hy sinh. Dung Quang ở một bên chữa thương đã phục hồi rất nhiều, mở miệng khuyên nhủ. Hừ, Thạch Chi Vương đích thân ra tay, quyết bắt Diệp Phàm bằng được. Hai ngươi làm sao có thể dễ dàng rời đi, lựa chọn tốt nhất là cùng chúng ta bắt Lý Vân Tiêu sau đó bắt Diệp Phàm. Không thì chút nữa đại nhân trách tội đừng nói là ta không nhắc nhở hai vị. Sắc mặt Chu Quân khó coi, cắn răng nói. Ta không nghe hiểu ý của các người, cũng chưa từng nghĩ tố cáo cái gì. Đơn giản là nhiệm vụ hoàn thành, hai chúng ta nên đi. Khâu Minh lười nói nhiều. Không nghe hiểu thì thôi, chút nữa các người hãy tự giải thích với Thạch Chi Vương đại nhân đi. Hai tay Khâu Minh lấy ra hai hình tròn răng cửa,
chân tách ra một trước một sau, bảy thế. Sát khí phát ra từ Khâu Minh như rồng như dao ập hướng Lý Vân Tiêu. Thái Thúc Trình cũng lấy ra một thanh binh khí, ba mũi nhọn hai lưỡi dao, phát ra ánh sáng lạnh. Bốn phía hoa cỏ điêu linh, đất đá phủ lớp sương lạnh. Có Khúc Hồng Nhan và Lý Vân Tiêu tựa vào nhau. Làm sao bây giờ? Người ta đã nói rõ ràng như vậy, chỉ đành tiễn ba người này và Lam Nham chủ lên Tây Thiên. Lý Vân Tiêu biết sự việc nghiêm trọng, hắn biết tuyệt đối không thể bỏ qua được, hắn nổi lên sát tâm. Khúc Hồng Nhan nói, tốt, thừa dịp Cố Thanh Thanh bám giữ Lam Nham chủ thì chúng ta giết ba người này trước. Tử Tiêu kiếm chỉ phía trước, sát khí ngút trời. Đám người Đảo Huyền Ly là cường giả trung hoành thiên hạ bao đời, bọn họ cũng vậy. Khâu Minh cuồng cười. Ha ha ha, giết ba chúng ta, đã nhiều năm không nghe câu cười không nổi này. Khâu Minh thấy kiếm quang màu tím chém tới, thân hình như tiên nữ một mình xông lên, nhát kiếm kinh thiên động địa. Bùm! Hai đấm ngăn trước mặt khóa lại Tử Tiêu kiếm, kiếm lực khủng bố đè ép Khâu Minh buộc lòng thụt lùi hai bước. Khâu Minh thầm giật mình. Tại sao mạnh như thế? Chợt thấy sát khí ngưng tụ trên Tử Tiêu kiếm diễn biến thành một mảnh kiếm trận, Khâu Minh kinh hoàng không kịp suy nghĩ. Hai đấm bay múa biến ra mấy chục cái bóng lượn vòng quanh người đối kháng kiếm khí kia, chấn ra hỏa hoa. Kiếm của Khâu Minh bị Khúc Hồng Nhan ức chế, mấy người Đảo Huyền Ly hết hồn. Lý Vân Tiêu nói, Mạch tiên sinh, lúc này còn đối lập với ta không? Mạch nói, đương nhiên là chung che ẩn tuyến với ngươi, nhưng ta sẽ không từ bỏ thiên vận tạo hóa đan. Lý Vân Tiêu vừa lòng câu trả lời này. Ừm, vậy hãy cùng nhau đối phó kẻ địch đi. Thần đan thuộc về ai thì sau này bàn tiếp. Lý Vân Tiêu chỉ vào Thái Thúc Trình. Giao người này cho ngươi. Lý Vân Tiêu bất chấp Mạch có đồng ý hay không, hắn hùa kiếm chém dung quang. Lý Vân Tiêu quát to. Phi Nghê, Vân Thường, các người hãy trợ giúp Hồng Nhan. Có hai nữ nhân trợ giúp thì ba nữ nhân đủ sức giết Khâu Minh. Bắc Quyến Nam theo sau Lý Vân Tiêu, hai người cùng lao vào dung quang. Mạch hừ lạnh, phất trường bào. Hồ chiến thương đâm hướng Thái Thúc Trình. Bên ngoài đế đan cung một mảnh đao quang kiếm ảnh, các loại thân pháp, tuyệt kỹ khác nhau. Chỉ có Chu Quân, Mạnh Trác đứng yên tại chỗ như đứng trên đống lửa, người bứt rứt. Có giúp hay không? Nếu giúp thì là ai? Mạnh Trác, Chu Quân không gánh vác nổi bất cứ lựa chọn nào nên quyết định làm bộ như không thấy. Hai người ngồi khoanh chân giữa hư không, nhắm mắt lại tu luyện, mắt không thấy tâm không phiền. Chiến trường vang tiếng các tiếng nổ, ba người Khâu Minh rất nhanh không chống đỡ nổi, nguyên lực giảm mạnh. Ba nữ nhân công kích, tuy Khâu Minh bảo vệ được chỗ yếu lại liên tục bị thương, cứ tiếp tục thế này sẽ chết chắc. Khâu Minh không nhịn được nữa hét to. Đại nhân cứu chúng ta với. Thanh âm vọng lên trời. Trong mây đỏ, thân hình ngồi trên vương tọa không có biểu tình gì, chỉ có 10 ngón tay đặt trên tay vịn liên tục búng điều khiển muôn vàn sợi xích bạc. Dường như 10 ngón tay là phần thân thể duy nhất Lam Nham chủ có thể cử động. Cố Thanh Thanh đáp xuống, hai chân đứng thẳng đạp trên một sợi xích bạc. Cố Thanh Thanh cười khẩy nói. Thạch Chi Vương Lam Nham chủ, hình như thuộc hạ của ngươi sắp chết rồi, vẫn còn tâm tình dây dưa với ta sao? Nhưng nhìn kỹ thì mặt Cố Thanh Thanh hồng hơn nhiều, trán và hai mép tóc ướt mồ hôi, hiển nhiên nàng cũng đã kiệt sức. Lam Nham chủ không đáp, vẫn búng ngón tay. Rào rào. Lại có một sợi xích xuyên qua không trung như con mãng xà to ập hướng Cố Thanh Thanh. Bùm! Hai sợi xích va chạm nhau bắn ra ánh sáng bạc, lại phát ra tiếng rào rào. Cố Thanh Thanh sớm nhảy lên, thân hình không ngừng lượn vàng trên không trung như một đóa hoa nhỏ phiêu linh theo gió. Cái con người của ngươi chẳng lẽ chết rồi sao? Không biết nói một câu, tứ vương thì ghê gớm lắm sao? Ta từng gặp Diệp Nam Thiên, người ta thân thiện rất nhiều. Sốt cuộc Lam Nham chủ mở miệng nói. Ba phế vật đó nếu không giải quyết được người bên dưới thì cần làm chi? Giọng Lam Nham chủ không chút che giấu từ trên trời rơi xuống tai mọi người. Ba người Khâu Minh giật nảy mình, mặt không còn chút máu. Lý Vân Tiêu cuồng cười, tay cầm kiếm tấn công mãnh liệt hơn. Ha ha ha, chủ tử của các ngươi đã lên tiếng rồi, giữ phế ật lại có ích gì? Có thể yên tâm giết. Người Dung Quang đã có 10 vết máu, còn bị tước miếng thịt lớn, cực kỳ thê thảm. Dung Quang vốn trông chờ vào Lam Nham chủ ra tay giờ nghe câu đó thì trái tim rớt xuống đáy cốc, mất hết sĩ khí.
bị Lý Vân Tiêu và Bắc Quyến Nam ép gắt gao, Lam Nham chủ lại ăn thêm 10 vết thương khác, trông ghê người. Chu Quân, Mạnh Trác tỉnh lại từ nhập định, hai người liếc nhau, rất là giật mình. Hai người sớm nghe nói Thạch Chi Vương máu lạnh vô tình, giờ chứng kiến quả nhiên không giả, hờ hững với sống chết thuộc hạ của mình. Khiến Chu Quân, Mạnh Trác càng lo lắng hơn là bọn họ khoanh tay đứng nhìn có khi nào khiến Thạch Chi Vương động sát tâm không. Cố Thanh Thanh ở giữa hư không càng nóng nảy hơn, bị Lam Nham chủ bám chặt không thể thoát đi. Nếu trợ lý Vân Tiêu giết hết ba người dung quang thì Cố Thanh Thanh sẽ không giữ được thiên vận tạo hóa đan. Nhưng thế cục hiện tại là Cố Thanh Thanh tiến không được, lùi không xong, trừ phi giao thiên vận tạo hóa đan cho Lý Vân Tiêu, dẫn Hạo Thủy đi. Cố Thanh Thanh không muốn hại Lý Vân Tiêu mà chỉ muốn cướp đan, nếu làm như vậy là hoàn toàn trái với bản tâm. Cố Thanh Thanh vừa né tránh xiềng xích công kích vừa lại nhải. Ba người kia dù tệ mấy dẫu sao là con chó ngươi nuôi dưỡng nhiều năm, nói bỏ liền bỏ không thấy tiếc sao. Dù Lam Nham chủ không ra tay thì làm Cố Thanh Thanh phân tâm cũng tốt. Ai ngờ Lam Nham chủ nói một câu khiến Cố Thanh Thanh rất chòng mắt. Ngươi nói đúng. Lam Nham chủ búng tay, một luồng sáng bạc bay ra khỏi mây đỏ rơi nhanh xuống. Ánh sáng bạc rất nhanh nhưng không hiểu sao nó tỏa định Lý Vân Tiêu. Cố Thanh Thanh kinh kêu, thanh âm sắc nhọn đâm phá khung trời. Cẩn thận! Dù Cố Thanh Thanh không kêu lên thì Lý Vân Tiêu lập tức nhận ra nguy hiểm ngay. Lý Vân Tiêu giơ lên kiếm thương chảm hồng, thân kiếm biến thành màu trắng phao chảm kích đi. Bùm! Luồng sáng bạc bị kiếm khí chém trúng, nổ tung, uy lực đáng sợ đổ xuống đánh vào kiếm thương chảm hồng, ép Lý Vân Tiêu liên tục thụt lùi. Ánh sáng bất diệt kim thân chớp lóe trên người Lý Vân Tiêu chống cự lực lượng ánh sáng bạc nổ. Lòng Lý Vân Tiêu hoảng sợ, ánh sáng bạc là một loại lực lượng cực kỳ lợi hại khiến thần dịch lực của hắn bị tiêu hao rất lớn. Thấy Lam Nham chủ ra tay, Lý Vân Tiêu không bị gì đáng lo thì Cố Thanh Thanh thở phào, mượn cơ hội vận chuyển nguyên công. Cố Thanh Thanh thi triển Thái Du Hồng Trần quyết đánh ra tứ phía, muốn đánh tan phong tỏa. Ầm 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 ầm. Ầm 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 ầm. Trong xích bạc không ngừng vang tiếng sấm sét đì đùng, mảng lớn xiềng xích bị lực lượng của Cố Thanh Thanh đánh bay, một đoàn sáng màu đỏ to lớn bao bọc nàng lại, không ngừng khuếch trương. Không gian từng chút một bị mở ra, biểu tình Cố Thanh Thanh trầm trọng. Cảnh giới của nàng đã bước vào hư cực, lực lượng cũng phát huy đến cực hạn. Lam Nham chủ luôn ít nói nhưng lần này có kiên nhẫn nói khá nhiều. Đây là cực hạn của ngươi rồi sao? Chậc chậc, rất đáng giá khen ngợi. Ngươi và đám phế vật bên dưới không giống, rất có tiềm chất thiên phú, có đồng ý quy thuận ta không? Cố Thanh Thanh cười gượng. Ha ha ha, quy thuận ngươi có gì hay? Bản cô nương luôn là không có lợi không dậy sớm, chuyện không có ích lợi thì miễn bàn. Cố Thanh Thanh dốc hết sức vào đôi tay đối kháng lại phong tỏa đầy trời, không gian đó như cánh cửa khép kín bị nàng lay động từng chút một, dần mở ra khe hở. Cố Thanh Thanh hy vọng có thể nói nhảm nhiều mấy câu dây dưa đối phương. Tranh thủ thời cơ. Lam Nham chủ không nhanh không chậm nói. Ta có thể ban cho nàng vinh diệu, nạp nàng làm phi của bản vương. Phi. Cố Thanh Thanh đỏ mặt chửi. Ta có nghe Lý Vân Tiêu nói lãnh đạo mà không cho ích lợi thiết thực, chỉ biết hứa suông này nọ không phải lãnh đạo tốt, là dở trò lưu manh. Lam Nham chủ hỏi. Vậy nàng muốn ích lợi thật cái gì? Lam Nham chủ bổ sung thêm. Làm phi của bản vương là vinh diệu nhất thiên hạ. Ha ha ha, Cố Thanh Thanh cười to bảo. Nhưng bản cô nương chỉ muốn ăn thiên vận tạo hóa đan mỗi ngày, có thể không? Ánh sáng đỏ quanh thân Cố Thanh Thanh đã chống đỡ hơn 30 trượng, sắc mặt của nàng lộ nét hân hoan. Cố Thanh Thanh cười nói. Đừng nói là ngươi không có, bản cô nương không thích ép buộc, chờ khi nào ngươi cho ta ăn thiên vận tạo hóa đan mỗi ngày lại tìm bản cô nương. Đi trước đây, hẹn gặp lại, tốt nhất là sau này không còn gặp nữa. Thân hình Cố Thanh Thanh dần nhạt đi trong ánh sáng đỏ, từ từ biến mất trước mặt Lam Nham chủ. Thật là một nữ nhân có cá tính, bản vương rất thưởng thức nàng, hãy ở lại cùng bản vương đi. Rào rào. Người Lam Nham chủ trói xích sắc bạc lung lay, ánh sáng bạc không ngừng nhấp nháy, đột nhiên toàn thân Lam Nham chủ phát ra tiếng nổ bùm bùm, những sợi xích bạc đều đứt đoạn. Thân hình vạm vỡ của Lam Nham chủ đứng lên khỏi vương tọa, vĩ ngạn như núi cao. Hai tay Lam Nham chủ cầm ai sợi xích vung một cái. Rào rào, rào rào. Trên bầu trời xẹt qua huyễn quang, không gian bị lực lượng mạnh mẽ đánh nổ,
xích sắt hô đầy trời như rắn bạc bay múa lên xuống. Cố Thanh Thanh biến sắc mặt nói. Bản cô nương đi trước một bước, không chơi với đại nhân. Muốn cưới ta, nghèo mặt dẹp, cút đi. Trong thiên hạ từ xưa đến nay dám nói quân chủ khai quốc Lam Vương Triều, một trong tứ vương đảo Huyền Ly, Thạch Chi Vương là nghèo mặt dẹp thì chỉ mình Cố Thanh Thanh. Vòng sáng màu đỏ đường kích hơn 30 thước đột nhiên rút nhỏ, chớp mắt biến mất trong không trung. Bùm! Lam Nham chủ đột nhiên vung cánh tay, không trung ngàn trượng đều vỡ nát. Bàn tay to chộp lấy một sợi xích đung đưa, thoáng chốc muôn vàn sợi xích bạc tụ thành một sợi chấn động bắn vào hư không. Lý Vân Tiêu và Bắc Quyến Nam đang chém giết xung quanh, thấy cảnh Lam Nham chủ ra tay thì biểu tình cực kỳ trầm trọng. Trong chiêu đó truyền ra dao động nguyên lực khiến hai người cảm thấy vô cùng bất an. Trên bầu trời Lam Nham chủ một tay chộp xích bạc chậm rãi kéo, đầu kia sợi xích đâm vào hư không, liên tục bị rút ra. Cái gì? Mấy giây sau, đám người Lý Vân Tiêu đều ngạc nhiên, đuôi xích bạc trói Cố Thanh Thanh thành bánh trưng kéo ra khỏi hư vô. Cố Thanh Thanh mặt không biểu tình mặc cho xích bạc kéo lê, không còn sức chống cự. Cố Thanh Thanh nhìn Lam Nham chủ, mắt xoe tròn nói. Thạch Chi Vương thích ta nhiều vậy sao? Muốn trói ta bên người. Nhưng nếu thật sự thích ai đó chẳng phải là nên cho nàng tự do sao? Lam Nham chủ nói. Tự do, khi nào nàng thích ta rồi thì ta sẽ thả cho nàng tự do. Cố Thanh Thanh chớp chớp mắt. Thật không? Cố Thanh Thanh làm vẻ mặt đáng yêu nói. Thạch Chi Vương đại nhân, thật ra ta thích đại nhân từ lâu rồi. Lam Nham chủ mỉm cười nói. Vậy sao? Thế thì rất tốt, muốn tự do hãy theo ta về đảo Huyền Ly Viên Phòng đi. Cố Thanh Thanh kinh kêu. Viên Phòng. Mặt Cố Thanh Thanh tái xanh tức giận chửi. Lưu manh thối, lưu manh mặt dày vô sỉ. Lam Nham chủ hờ hững, mặc kệ nàng mắng. Lam Nham chủ quăng xích bạc đi, một tay bắt ấn vỗ ra ngoài. Một phù văn bay ra ngoài, rồi cái thứ hai, thứ ba. Lý Vân Tiêu giật nảy mình. Những phù văn này là các ma kha cổ tử, Lam Nham chủ bắt ấn biến chúng nó thành ấn đuổi theo xích bạc, chui vào trong đó. Trên sợi xích bạc có một dòng ngân hà uốn lượn quanh Cố Thanh Thanh, hoàn toàn ức chế hòng ấn nàng lại. Cố Thanh Thanh vùng vẫy kịch liệt nhưng không gian lù lù bất động, sắc mặt của nàng khó xem hơn gan heo, hoàn toàn bó tay. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Lần này rắc rối to rồi. Bắc Quyến Nam lặng im, vẫn cứ đứng một chỗ, tâm lặng như nước, bất cứ chuyện gì cũng không thể lay động trái tim của gã. Mặt khác trong hai trận chiến đấu, Mạch Thuận Lợi đánh chết Thái Thúc Trình, chỉ còn sót lại Khâu Minh đau khổ chống đỡ nhưng cũng ở lằn ranh sinh tử. Lam Nham chủ đang phong ấn Cố Thanh Thanh, khi xác định không thể thoát khốn mới đưa mắt nhìn chiến trường phía dưới. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nguy rồi! Cảm giác bất an mãnh liệt hiện lên trong lòng hắn. Ba nữ nhân vây giết Khâu Minh đều hết hồn, nổi lên cảnh giác. Đột nhiên một luồng chỉ quang to lớn từ bầu trời bắn xuống như mặt trời chiếu tia sáng. Vù 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 vù. Nơi chỉ quang xẹt qua không gian bị đốt trụi. Chỉ quang đã tới trước mặt ba nữ nhân, giấy lên sóng thần, sóng biển cuồn cuộn khuếch tán. Ba nữ nhân vội bay ra sau. Khâu Minh vốn bị thương nặng. Nỏ mạnh hết đà, bị sóng gợn xô càng hộc máu, cơ thể không ngừng tan vỡ. Đột nhiên tất cả lực lượng biến mất, Khâu Minh ngã tới trước, té trên mặt đất không rõ sống chết. Đột nhiên có một viên đan dược rơi xuống đất đá dính cho bụi nằm ngay trước mặt Khâu Minh. Lam Nham chủ xuất hiện trước mặt Khâu Minh, không biểu tình lạnh nhạt nói. Nuốt vào đi, có thể bảo đảm mạng sống cho ngươi. Đó là nếu ngươi còn sức lực cầm viên đan này lên. Lam Nham chủ hơi liếc mắt qua Khâu Minh như nhìn một con kiến. Viên đan dược kia như thể Lam Nham chủ đang thi xá. Nhưng Khâu Minh kích động người run run, gã run rẩy giơ tay lên nhặt viên linh đan, lắp bắp. Tạ, đa tạ, đại nhân. Lam Nham chủ như không nghe thấy, mắt quét qua từng người, cuối cùng dừng lại ở Lý Vân Tiêu lâu hơn chút. Mỗi người đều tâm tình nặng nề, cực kỳ cảnh giác. Trừ Lý Vân Tiêu ra. Những người khác công nhận Lam Nham chủ cường đại trên đời hiếm gặp. Lòng Chu Quân, Mạnh Trác chìm xuống. Vừa rồi Lam Nham chủ quét mắt qua, trong mắt không có hai người họ, hoàn toàn phớt lờ hoặc như nhìn người chết. Lam Nham chủ mở miệng hỏi. Ngươi là người sở hữu giới thần bi tạm thời, Lý Vân Tiêu.
Tuy Lam Nham chủ không khí thế khiếp người nhưng khí thế trầm ổn như vì sao đó khiến mọi người lòng sinh ra sợ hãi và đề phòng. Tạm thời. Lý Vân Tiêu bật cười, hiểu ngay ý Lam Nham chủ. Còn có cách nói này sao? Lam Nham chủ nói. Hãy giao giới thần bi, Diệp Phàm, Thuyền Nặc Á và vị thiên phượng nhiếp thể này là ngươi đi được rồi. Khâu Minh mới nhặt đan dược lên nghe vậy tay run run, linh đan rớt xuống đất. Đáy mắt Khâu Minh tràn ngập kinh sợ. Khâu Minh đi theo Lam Nham chủ khá lâu, tuy ở trong vĩnh sinh chi giới nhiều năm hầu như ngủ say nhưng gã rất hiểu tính cách của Lam Nham chủ. Người này máu lạnh vô tình, xem mạng người như cỏ rác, hơn nữa sát phạt dứt khoát, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, là đao phủ tay nhuộm mạng sống của ức vạn sinh linh. Lam Nham chủ cũng xứng với cái danh tuyệt đại bá chủ, tuyệt đối không có lòng từ bi. Lam Nham chủ động nêu ra tha cho đối phương một đường sống, đây là lần đầu tiên trong đời Khâu Minh nghe được, gã hầu như tưởng mình nghe lầm. Lý Vân Tiêu xòe hai tay ra. Xin lỗi, ngươi nói bốn thứ này ta không thể để lại cái nào được. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ nói. Hay là đổi bốn thứ khác đi, trên người ta còn có nhiều thiên tài địa bảo, huyền khí đan dược này nọ. Lý Vân Tiêu, ngươi đừng có nằm mơ, mau đánh gục hắn cứu ta ra đi. Cố Thanh Thanh ở trên cao la to. Hoặc là làm theo lời hắn hoặc đánh bại hắn. Với cá tính của ngươi chắc chắn sẽ là một trận ác chiến, vậy thì đừng nói nhảm, trực tiếp ra tay đi. Lam Nham chủ kinh ngạc kêu lên. A, à, ác chiến. Lam Nham chủ ngước lên nhìn Cố Thanh Thanh lại quay sang ngó Lý Vân Tiêu. Hình như nữ nhân ta nhìn chúng rất xem trọng ngươi. Sao, ghen. Lý Vân Tiêu hất tóc, năm ngón tay luồn qua làn tóc mà bộ dáng anh đẹp trai. Hết cách rồi, trong thế giới xem mặt này ta chói mắt rực rỡ như vậy đấy. Phi Nghê vui vẻ vỗ tay nhảy nhót, khen nức nở. Hoan hô, phu quân đẹp trai quá. Lam Nham chủ nói. Hiện tại ngươi không có cơ hội sống rời đi, không phải ta đột nhiên nổi lên sát tâm muốn đưa ngươi vào chỗ chết mà vì ta rất tò mò, nữ nhân ta nhìn túng nói sẽ là trận ác chiến, khiến ta hơi mong chờ. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Ta thì không mong chờ chút nào, hay là chúng ta lại bàn điều kiện xem. Ngươi không thích thiên tài địa bảo, huyền khí đan dược thì có yêu thích nào khác không? Ví dụ âm nhạc, ca hát, vẽ tranh, giúp người làm niềm vui vân vân. Lam Nham chủ nói. Ha ha, ngươi rất hài hước. Lý Vân Tiêu cười xòa nói. Ha ha ha, mọi người vui vẻ là được, hay là đừng đánh nữa, ai về nhà nấy. Lam Nham chủ lạnh nhạt nói. Nhưng ta không thích người hài hước. Mắt Lam Nham chủ bắn ra tia sáng lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cảm giác như bị rắn độc theo dõi, toàn thân bất giác toát mồ hôi lạnh. Vui vẻ cũng là sống một ngày, không vui cũng vậy. Sống mà mặt như quan tài, như cái xác biết đi thì có ý nghĩa gì? Lam Nham chủ buồn cười nói. Ngươi thảo luận ý nghĩa cuộc đời với ta sao? Trời! Lý Vân Tiêu choáng váng. Chỉ là thảo luận, có gì không được? Lam Nham chủ nói. Ta không có thời gian rỗi, mau cho ta kiến thức ác chiến loại nào đi. Nếu kiếp sau ngươi còn gặp được ta thì có thể thảo luận sau. Lam Nham chủ vươn hai ngón tay ra, có vầng sáng trắng mông lung phập phình ở đầu ngón tay, phất nhẹ bắn ra hóa thành nhẫn quang chém ra. Xoẹt! Nhẫn quang hóa thành hình bán nguyệt, sáng tỏ như thực chất, như có một vầng trăng tròn ập đến. Lý Vân Tiêu nắm chặt kiếm thương trảm hồng giơ kiếm che trước mặt, tay trái bắt ấn điểm vào thân kiếm, hoàn toàn thành tư thế phòng thủ. Bùm! Trên kiếm truyền đến âm rung mãnh liệt, thân hình Lý Vân Tiêu bị trăng tròn đè ép không ngừng thụt lùi. Trượt xa cả trăm trượng mới đỡ được lực lượng chảm kích. Hai cánh tay Lý Vân Tiêu tê dại. Không chỉ thế, đáy mắt Lý Vân Tiêu lóe tia hoảng sợ, thân kiếm thương chảm hồng có một vết dạn mỏng như sợi tóc. Tuy vết dạn nhỏ nhưng thật sự tồn tại. Tuy kiếm thương chảm hồng là nghê hồng ma thạch nhưng không nổi tiếng về độ cứng, trăm ngàn năm qua chắc chỉ có mình Lý Vân Tiêu là luyện chế ma thạch thành kiếm, trong chiến đấu khiến ma thạch bị tổn hại cũng là hiện tượng bình thường. Nhưng tim Lý Vân Tiêu rung động mãnh liệt, đối phương chỉ dễ dàng tùy tay một kích mà hắn đã khó khăn đón đỡ, còn tổn thương ma kiếm. Vết nứt kia như mũi kiếm đâm đau mắt Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu rót ma khí ít ỏi trong người vào kiếm, lập tức có băng sát tâm diễm bập bùng trên kiếm. Tâm diễm rèn luyện dần khép lại vết thương, lành lặn như ban đầu. Phát hiện này khiến Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, hắn không ngờ nghê hồng thạch có khả năng phục hồi mạnh như vậy.
Lam Nham chủ thu hai ngón tay về, đi thẳng hướng Lý Vân Tiêu. Chậc chậc, không tệ nhưng chỉ đến thế là cùng, muốn ác chiến với ta còn kém rất xa. Keng! Khúc Hồng Nhan rút trường kiếm ra thuấn di đến cạnh Lý Vân Tiêu, trầm giọng nói. Dùng kiếm trận! Lòng Lý Vân Tiêu tràn đầy lo lắng nói. Chỉ sợ kiếm trận cũng không ngăn được người này. Kiếp trước kiếp này trừ ma chủ phổ, trận linh trong tam thập tam thiên gia, những người Lý Vân Tiêu gặp không ai quá nổi bật, dù là kinh hoàng vô Tây vực đều không có thực lực như vậy. Lòng Khúc Hồng Nhan rung lên hỏi. Chẳng lẽ huynh định? Lý Vân Tiêu cảm thán rằng. Ta chưa hoàn toàn nắm giữ thập nhị đô thiên thần sát trận, không biết có thể đối kháng lại người này không? Khúc Hồng Nhan vội la lên. Tuyệt đối không được, lần trước đối phó hai huynh đệ chiến du, chiến phách suýt chết, thực lực của người này hiển nhiên trên hai huynh đệ đó. Hay là chúng ta cứ mở kiếm trận ra trước, có nhiều người như vậy, ta không tin hắn có thể lật trời được. Lý Vân Tiêu cắn răng nói. Tốt, thế thì thử xem. Hai người tự bấm kiếm quyết diễn hóa ra hai kiếm trận, thiên tinh chiếu ứng, địa sát xung ngưng. Thoáng chốc trong thiên địa chỉ còn một mảnh kiếm ảnh, bầu trời rơi xuống, mặt đất chuyển rời gần như ghép một chỗ. Trời và đất mỏng như trang giấy cuộn lại với nhau. Lam Nham chủ lộ vẻ mặt khác lạ. Thế giới kiếm. Khóe môi Lam Nham chủ cong lên cười khẽ nói. Vậy mới thú vị. Lam Nham chủ giơ tay lên, năm ngón xiết lại đột nhiên đánh qua. Người Lam Nham chủ nổi lên trận quang, trong bách khiếu phát ra ánh sáng làm cả người gã sáng rực như ban ngày. Lòng Lý Vân Tiêu rung lên, suýt hét chói tai. Đại thành thân thể. Lam Nham chủ cũng là bát môn đều mở, thần thể đại thành. Hơn nữa thần thể của Lam Nham chủ vô cùng kỳ lạ, tất cả bách mạch khiếu huyệt toàn thân vận chuyển nguyên công đều có ánh sáng chuyển động như ngọc như chi. Bắc Quyến Nam con người co rút, biểu tình giật mình. Đương thời chỉ có Bắc Quyến Nam, Lý Vân Tiêu, Ngạo Trường Không, Lam Nham chủ là biết thân thể thành thánh, có được thân bất tử bất diệt. Bắc Quyến Nam suy tư, trong 10 vạn năm qua thiên vũ giới này có còn cường giả nào khác giống như Lam Nham chủ tu luyện ra đại thành thân thể không? Có lẽ là có. Ầm 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 ầm. Trong khi Bắc Quyến Nam suy tư thì cú đấm kia phá mở thế giới kiếm, thiên tinh địa sát diễn hóa thành kiếm bay đi trên dưới bốn phương tám hướng, chém giết tất cả. Lam Nham chủ đứng yên tại chỗ. Thú vị, nhưng muốn ngăn lại bổn tọa thì còn kém một tầng. Lam Nham chủ nhấc chân tiến lên trước, chẳng hề sợ hãi những kiếm khí này. Kiếm ảnh đầy trời như mưa rơi nhnh xuống, cách quanh thân Lam Nham chủ ba thước thì khó thể tiến thêm nữa. Lý Vân Tiêu, Khúc Hồng Nhan sửng sốt. Sao có thể như vậy? Đó là lực lượng gì mà mạnh dữ vậy? Trên người Lam Nham chủ hiện ra ánh sáng mông lung như có thể chặn lại tất cả. Lúc trước Lý Vân Tiêu ngăn một luồng sáng bạc của Lam Nham chủ cũng bị đánh tan nhiều thần dịch lực, Eni hư quang mông lung chính là lực lượng đó, dường như không thua gì thần dịch lực. Lam Nham chủ đột nhiên khoanh hai tay lại, vô số ánh sáng bạc sinh ra từ vòng tay. Đại tượng vô hình. Lam Nham chủ ngước mắt lên, trong mắt cũng là hư quang mông lung, hai tay liên tục biến đổi trưởng thế trên bầu trời, đột nhiên đẩy ra. Ầm 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 ầm. Ánh sáng bạc đột nhiên nổ tung đẩy tới trước. Bùm 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 bùm. Vô số nổ tung, kiếm đầu trên bầu trời bị ngân nhẫn chém nứt, vô số thiên tinh địa sát nháy mắt tan biến, cả thế giới như đột nhiên bị xé rách. Bùm 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 bùm. Kiếm thương Trảm Hồng và Tử Tiêu kiếm cùng rung bần bật. Lý Vân Tiêu, Khúc Hồng Nhan bị trùng kích cố nén hộc máu bay ra sau. Nhưng hai người không nhịn được, phun bãi máu. Những người có mặt đều giật mình, đặc biệt đám người phi nghê biết rõ uy lực của vạn kiếm đồ trận, một khi vào trận thì dù là cường giả trưởng thiên cảnh cũng không còn đường sống, có thể áp chế hư cực thần cảnh một phen. Nhưng Lam Nham chủ một chiêu xé rách nó. Người Bắc Quyến Nam run lẩy bẩy, lạc giọng kêu lên. Thánh thể hư quang, ngươi tu luyện ra thánh thể hư quang. Bắc Quyến Nam luôn bình tĩnh chưa từng hoảng hốt như vậy. Nhưng hiện tại Bắc Quyến Nam lảo đảo lùi mấy bước, dường như không dám tin, không thể tin, trong mắt tràn ngập kinh sợ thậm chí ngơ ngẩn. Lam Nham chủ giật mình rung động liếc hướng Bắc Quyến Nam, mắt lóe tia sáng nghi hoặc. A, à, có người nhận được thánh thể hư quang. Bắc Quyến Nam lại lùi nửa bước, mặt tái xanh. Lý Vân Tiêu tạm thở dốc, ngước lên trầm giọng hỏi. Thánh thể hư quang là cái gì? Thiên đạo mờ mịt, vô cùng vô tận, rốt cuộc có bao nhiêu tồn tại không biết. Bắc Quyến Nam hỏi lại.
Ngươi có từng nghe cách nói thân thể thành thánh, bất tử bất diệt không? Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Vớ vẩn, ngươi và ta chẳng phải là thân thể thành thánh, thân xác bất tử bất diệt sao? Tâm trạng Lý Vân Tiêu bực mình, biểu tình khó xem, tính cách cũng táo bạo hơn. Lam Nham chủ cười phá lên, mắt tràn đầy châm chọc. Ha ha, ngươi cũng là thân thể thành thánh, bất tử bất diệt. Ha ha ha. Mặt Bắc Quyến Nam tái xanh lắc đầu nói. Chúng ta chỉ mở lực lượng bát môn cơ thể, nhất khiếu bách thông chứ không phải thánh thể, càng không nói đến bất tử bất diệt. Nếu là có thể bất tử bất diệt thì chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi sao? Lý Vân Tiêu hỏi. Vậy thân thể của ngươi? Bắc Quyến Nam nói. Thì mục nát rồi, nếu có thể tu luyện ra thánh thể hư quang thì mới thật sự là muôn đời bất hủ, bất tử bất diệt. Thánh thể hư quang sao? Lý Vân Tiêu thì thào. Thì ra bát môn đều mở, thân thể thành thánh chưa phải là điểm cuối của luyện thể thuật. Bắc Quyến Nam nói. Trong năm tháng 10 vạn năm ta chỉ biết có một người tu luyện ra thánh thể hư quang, chính là Nam Vực Chi Vương ngày xưa, Hiểu Phong Tàn Đại Nhân. Ánh mắt Bắc Quyến Nam nhìn Lam Nham chủ có hâm mộ, ghen tị, đau thương, than tiếc, tràn đầy phức tạp. Lam Nham chủ lạnh lùng cười. Điểm cuối, ha ha ha, kiến thức của ngươi chỉ có thế là cùng. Lam Nham chủ chào phúng nói. Con đường trên bát môn còn xa, mở ra bát môn chỉ là mở ra bảo khố tiềm năng thân thể, là khởi điểm thánh thể. Thánh thể thật sự là tồn tại có thể đối kháng bách kiếp giới vương cảnh. Dù là Hiểu Phong Tàn ngày xưa cũng chưa thật sự thành thánh. Đám người có mặt tại đây đều lộ ra khó hiểu, hoang mang vô cùng, bọn họ chưa từng nghe nói về cảnh giới này. Bách kiếp giới vương cảnh. Chỉ có Cố Thanh Thanh, Bắc Quyến Nam là biến sắc mặt nhưng rồi trở về bình thường. Lam Nham chủ nói, các ngươi đều là cường giả đỉnh của thiên vũ giới, nhưng dù là đỉnh thì ta đã thấy quá nhiều trong mấy vạn năm nay, đỉnh cường giả chết trong tay cha rất nhiều. Vốn với tư chất của các ngươi trong tương lai có lẽ sẽ trùng kích đến giới vương thần cảnh, nhưng các ngươi đã không có cơ hội. Lam Nham chủ dứt lời ánh sáng bạc chợt lóe, gã đột ngột đến trước mặt Lý Vân Tiêu, tay chụp xuống. Dưới năm ngón tay kình thiên động địa, lòng bàn tay thuận thế đè xuống, muốn nghiền nát tất cả. Thánh thể hư quang như vòng xoáy ngân hà xoay tròn trong lòng bàn tay Lam Nham chủ, ập xuống. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy thân hình bị ức chế hoàn toàn, không thể nhúc nhích một ly, trơ mắt nhìn trưởng giáng xuống đè hắn thành thịt nát. Bắc Quyến Nam đột nhiên hét to. Cùng ra tay đi. Bắc Quyến Nam trước tiên nhân kiếm hợp nhất chém ra. Mấy người khác cũng biết sự việc rất nghiêm trọng. Nam nhân cao to vạm vỡ trước mắt có thực lực mạnh gần như vượt qua hiểu biết của bọn họ, là cường địch hiếm thấy trong đời. Vài luồng sáng bay lên cao công kích Lam Nham chủ. Chỉ còn lại Chu Quân, Mạnh Trác, hai người đổ mồ hôi như tắm, không biết nên làm sao. Xem tình hình trước mắt thì xác suất Lam Nham chủ tha mạng cho bọn họ rất thấp, nhưng ít mấy vẫn còn phần trăm khả năng, nếu hai người ra tay sẽ bị giết tại chỗ ngay. Nếu không ra tay, sau khi Lam Nham chủ giết đám người này thì bằng vào Mạnh Trác, Chu Quân không thể ngăn lại gã được. Hai người vô cùng rối rắm. Lam Nham chủ cười nhạt. Kiến lay cay, bọ ngựa đấu xe. Trưởng thế đè xuống tạm dừng, năm ngón tay co lại, ngân hà xoay tròn. Toàn thân Lam Nham chủ tỏa ra thánh thể hư quang bắn hướng mấy luồng sáng kia. Bùm 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 bùm. Vài luồng sáng chớp mắt nổ tung, Phi Nghê và Lạc Vân Thường thực lực yếu liền bị chấn văng, miệng phun máu tươi. Sắc mặt của Bắc Quyến Nam, mạch tuy không thay đổi nhưng trong người khí huyết cuồn cuộn bị chấn lùi lại mấy bước. Tuần Thiên Đấu Ngưu bị hư quang công kích đánh móp té trên mặt đất phía xa, kêu ùm bỏ mấy tiếng. Lý Vân Tiêu thừa dịp thụt lùi lại, biểu tình kinh sợ. Dù Lam Nham chủ mạnh hơn bọn họ cũng không đến mức cường đại như vậy đi. Trên bầu trời biểu tình Cố Thanh Thanh hoảng sợ. Có phải là rất mờ mịt, rất bất lực không? Lam Nham chủ đánh lui mọi người, mỉm cười đi hướng Lý Vân Tiêu. Có thể tu luyện đến bát môn mới mở đã là rất giỏi. Hơn nữa tuổi của ngươi cực thấp, thành tựu tương lai không thể đo lường, hèn gì giới thần bi sẽ lựa chọn ngươi. Lý Vân Tiêu hoàn toàn không còn tâm tình trêu chọc, trầm giọng nói. Nếu ngươi hiểu rằng giới thần bi tự động chọn chủ thì cướp đi có ý nghĩa gì đâu. Lam Nham chủ mỉm cười nói. Giới thần bi lựa chọn chưa chắc là đúng. Ví dụ mấy năm qua nó đã bỏ qua rất nhiều lần, cái giá cho các lần sai lầm là người giới thần bi lựa chọn sẽ chết. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên.
giới thần bi chính là thiên thánh khí, quan hệ đến mệnh số một giới này, có thiên mệnh trong người, cho nên giới thần bi chọn chủ nhân sao có thể chết dễ như vậy được. Ha ha ha, có vẻ ngươi cũng hiểu được khá nhiều. Lam nham chủ hơi kích động nên nói cũng nhiều hơn. Không dễ chết chứ không phải là sẽ không chết. Như ngày xưa giới thần đại nhân còn chết chứ nói gì là ký chủ mà giới thần bi lần đầu tiên chọn. Lý Vân Tiêu nói. Người hiểu nhiều nên là ngươi mới đúng. Lam nham chủ cười khẽ. Tùy ngươi nghĩ sao, ta rất hiểu tâm trạng của ngươi lúc này, nhưng mạnh ăn thịt yếu vốn là pháp tắc của thiên đạo. Ngươi là thịt yếu thì nên có giác ngộ bị mạnh ăn đi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Đại nhân thật là hết lòng quan tâm ta có giác ngộ hay không. Nhưng con thỏ nóng này sẽ cắn người cũng là thiên đạo pháp tắc, huống chi bản thiếu gia không phải thỏ, coi chừng bị ta cắn chết. Hai tay Lý Vân Tiêu bắt ấn trước mặt, 12 luồng sáng bay lên từ thân thể bắn hướng xung quanh Lam Nham Chủ. Lam Nham Chủ không nhúc nhích, thực lực tuyệt đối khiến gã tràn đầy tự tin. Lam Nham Chủ nhìn 12 luồng sáng đáp xuống quanh thân biến thành 12 khôi lỗi, gã bật cười. Lam Nham Chủ khinh thường nói. Dùng khôi lỗi bày trận. Mặt Lý Vân Tiêu lạnh băng, tâm tình bình tĩnh nói. 3000 đại đạo, thuật khôi lỗi cũng là một trong đại đạo. Đạo không phân cao thấp, tại sao đại nhân lại xem thường? Lam Nham Chủ sửng sốt, nhẹ gật đầu nói. Ngươi nói không sai, là ta sai sót. Hai tay Lý Vân Tiêu bắt ấn, 12 khôi lỗi tự bày tư thế, hai tay chống nhưng làm dáng vẻ cầm binh khí, đầy sát khí nhìn Lam Nham Chủ chằm chằm, khác hẳn với bộ dạng thản nhiên hờ hững lúc trước. Một tầng sát khí như mây mưa ngưng tụ trên bầu trời, mây đen dày đặc xuất hiện một tầng cảnh tượng màu xám nhạt bao phủ bốn phía. Lần đầu tiên Lam Nham Chủ nhíu mày đăm chiêu. Trận này là... Lý Vân Tiêu châm chọc hỏi. Có phải cảm thấy lá quen mắt không? Lam Nham Chủ thẳng thắn. Đúng là từng thấy ghi chép tương tự nhưng trong một lúc không nhớ ra. Vậy hãy từ từ nhớ lại đi. Một tay Lý Vân Tiêu bắt ấn đột nhiên điểm tới trước. 12 khôi lỗi cùng nhúc nhích, tốc độ từ chậm đến nhanh, về sau thì càng hoa mắt, xuất hiện hàng trăm tàn ảnh. Linh hoạt vậy sao, chắc là tâm luyện khôi lỗi. Một lúc dùng 12 khôi lỗi, không biết dung hợp tòa trận pháp nào, hay trong chiêu thần thông nào khiến ngươi tự tin như vậy. Ta không thể sơ sẩy rồi. Lam Nham Chủ chậm rãi bước trong trận, mỗi lần bước ra là hư quang hiện ra dưới cân gã. Lòng Lý Vân Tiêu thầm kinh sợ, hắn khống chế trận thế nhưng Lam Nham Chủ như người đứng ngoài, như dẫm trên đất bằng, hoàn toàn không bị trận pháp chế hoành trói buộc, giống như là hai không gian bình hành. Trong não Lý Vân Tiêu đột nhiên hiện ra một câu nói, vượt qua ngoài tam giới, không nằm trong ngũ hành. Đù sao? Ba trận sát nhân thượng cổ dù là cường giả hư cực thần cảnh cũng phải chết, tuy Lý Vân Tiêu lĩnh ngộ, điều khiển chưa thể hoàn toàn diễn biến ra trận pháp hoàn chỉnh nhưng có thể đối kháng lại cường đại hư cực bình thường. Thế nhưng ở trước mặt Lam Nham Chủ thì tất cả không đáng giá một đồng. Lý Vân Tiêu cực kỳ giật mình, nhưng tính cách kiệt ngạo bất khuất khiến hắn rất tức giận. Tại sao cứ mãi kém có một chút xíu? Hai tay Lý Vân Tiêu bắt ấn lăng không kết ấn bắn ra ngoài. Vô số phù văn màu vàng bay lên nhập vào không trung, gió nổi mây phun. Trăm khôi lỗi nhúc nhích bắt đầu công kích Lam Nham Chủ. Những khôi lỗi trong tay hấp thu chân lực thiên phượng huyễn hóa ra binh khí. Lam Nham Chủ nâng tay lên, nắm đấm đánh ra. Quyền phong nổi lên vòng xoáy khuếch tán trước mặt Lam Nham Chủ, tất cả công kích đều khựng lại. Bị nắm đấm kia ức chế không thể đi tiếp. Quyền uy như kết giới không chỉ đông lại công kích, 12 khôi lỗi cũng bị đóng đi trong không gian, như thể thời không tĩnh lặng. Lý Vân Tiêu hoàn toàn biến sắc mặt, lại thay đổi ấn quyết đánh ra, quát to. Mây kéo đầy trời, vô số chân lực thiên phượng bị trận pháp hấp thu vào, trong phút chốc biến ra 6 cự linh đều cầm quang nhẫn chém hướng Lam Nham Chủ. Ủa, những cự linh này? Lam Nham Chủ trầm ngâm một chút. Chợt mắt bắn ra tia sáng hét lên. Ta nhớ ra rồi, thập nhị đô thiên thần sát, đây là một trong ba hung trận thượng cổ. Sau khi nhận ra cái này thì sắc mặt Lam Nham Chủ không còn nhẹ nhàng như trước, quyền kình đẩy tới trước. Đằng trước nổ tung, tiếng ầm ầm vang lên đánh lui 12 khôi lỗi. 12 khôi lỗi tự lộn mèo trên không trung, bị quyền kình đánh chúng chật vật không chịu nổi nhưng không hỗn loạn, lăn mấy vòng rồi tự quay về vị trí cũ, hai tay bắt ấn không nhúc nhích. Năm luồng quang nhận chém thẳng xuống, ức chế toàn bộ không gian trong trận. Lam Nham Chủ không né tránh được,
thế là hét to lại tung nắm đấm ra. Một tầng hư quang mông lung gần như biến thành thực chất ngay mũi nắm đấm của Lam Nham chủ đè xuống năm luồn quang nhận, bộc phát từng vòng sóng gợn dao động trong trận. Lý Vân Tiêu bị chấn thụt lùi nửa bước, hoàn toàn kinh sợ. Sáu cự linh gần như chứa một nửa lực lượng đại trận vậy mà Lam Nham chủ cứng rắn đỡ được, xem ra còn dư sức nhiều. Trên bầu trời, mặt Cố Thanh Thanh trắng bệch thì thào. Tại sao mạnh vậy được? Cố Thanh Thanh kêu lên. Mọi người cùng nhau ra tay đi, trận này không áp chế hắn được. Bản thân Cố Thanh Thanh vùng vẫy dữ dội, người dâng lên ánh sáng Thái Du Hồng Trần Quyết Trấn Xích Bạc kêu rào rào, tuy không thể lay động nhưng nàng bướng bỉnh không ngừng cố gắng. Đám người Khúc Hồng Nhan biết hình thế nguy cấp, lần lượt lao vào trong trận. Bắc Quyến Nam đột nhiên lắc người lao xuống xuất hiện ở phía trước ngăn bọn họ lại. Các người có đi vào cũng vô ích, chênh lệch quá lớn chỉ có thể kéo chân hắn. Khúc Hồng Nhan căng thẳng, cực kỳ nôn nóng hỏi. Tại sao có chênh lệch lớn như vậy? Ngày xưa huynh đệ chiến du, chiến phách đều là cường giả hư cực cảnh, có được trọng khí tuyệt thế như phiên thiên phúc địa ấn nhưng vẫn chịu thiệt lớn trong trận này, hầu như chết ở bên trong, tại sao Lam Nham chủ này có thể dùng thân thể đối kháng lại? Phi Nghê góp lời. Hay Lam Nham chủ đã đạp qua hư cực thần cảnh, đến cảnh giới, giới vương, gì đó lúc trước hắn nói. Phi Nghê thốt lời làm mọi người hoảng sợ, không ai biết cảnh giới, giới vương, là thứ gì. Biểu tình Bắc Quyến Nam trầm trọng lắc đầu nói. Không hề, dù là 10 vạn năm trước, thần đạo xương thịnh phồn vinh thì chỉ có 4 vị đại nhân bước chân vào bách kiếp giới vương cảnh. Mạnh Trác, Chu Quân hoảng hốt, hai người liếc nhau. Chu Quân kinh ngạc hỏi. Ngươi là ai? Tại sao biết chuyện 10 vạn năm trước? Bắc Quyến Nam nhìn trong thập nhị đô thiên thần sát trận, biểu tình trầm trọng nói. Lam Nham chủ đúng là có thiên tứ siêu đẳng, thiên cổ hiếm có. Nhưng hắn là cường giả nổi lên sau cuộc chiến phong ma, dù có chân lực thiên phượng phụ trợ tu luyện thì tuyệt đối không thể bước chân vào bách kiếp giới vương cảnh. Chắc Lam Nham chủ thông qua rèn luyện thân thể đạt đến một tồn tại trên hư cực thần cảnh, đó là đoạt thiên địa tạo hóa chi tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh. Mọi người ngẩn ngơ, cứ tưởng hư cực thần cảnh chính là cảnh giới cao nhất của thần đạo nhưng không ngờ bên trên còn có tồn tại lợi hại hơn. Bắc Quyến Nam nói, trên cửu thiên vũ đế là thập phương thần cảnh, quy chân, trường thiên, hư cực, tạo hóa, đều là cường giả thập phương thần cảnh. Sau hư cực chính là đoạt thiên địa tạo hóa, từ xưa đến nay người bước vào tạo hóa cảnh hiếm như Lông Phượng và Sừng Lân, đều là đại năng đương thời, lưu danh thiên cổ. Bách kiếp giới vũ ương cảnh trên thập phương thần cảnh càng là thiên cổ hiếm thấy, không sinh ra vào mỗi thời đại. 10 vạn năm trước cùng ra 4 vị đại nhân giới vương cảnh đã là thiên đạo dị số. Lời Bắc Quyến Nam truyền vào tai Lý Vân Tiêu khiến hắn hết hồn. Câu này cho ra vài tin tức. Một là thực lực của Lam Nham chủ mạnh vượt qua hư cực thần cảnh, thiên cổ tới nay vô cùng hiếm hoi, chỉ giới vương cảnh hiếm như Lông Phượng Sừng Lân mới ức chế nổi Lam Nham chủ. Hai là 10 vạn năm trước cùng xuất hiện 4 vị cường giả giới vương cảnh ứng với câu của Bách Luân Kết Y, đây là, đạo, của thiên vũ giới làm ra, cần nhiều cường giả tuyệt thế đối kháng ma kiếp, nên mới cùng lúc xuất hiện 4 nhân vật tuyệt đỉnh. Nhưng lúc này Lý Vân Tiêu không có nhiều tâm tình suy nghĩ về điểm thứ hai. Thực lực của Lam Nham chủ mạnh, thập nhị đô thiên thần sát trận cũng không chấn được gã, vậy chẳng phải là Lý Vân Tiêu chết chắc. Ầm 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 ầm. Trong khi Lý Vân Tiêu bức bối thì sáu quang nhẫn cự linh bị hư quang quyền kình đánh tan. Lam Nham chủ hét lớn một tiếng, mang tang nổi các sợi gân xanh lên, người tỏa ánh sáng chói lòa như mặt trời bắn bốn hướng, ầm 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 ầm. Sáu cự linh chúng chiêu tuyệt cường kia đều tan biến, nhưng lực lượng công kích không biến mất mà lại bị trận pháp hấp thu, trở ngược vào trận pháp. Lý Vân Tiêu khẽ rên, bị phản chấn làm bị thương, cổ họng đầy mùi máu. Điều duy nhất khiến Lý Vân Tiêu vui mừng là thập nhị đô thiên thần sát trận không bị tổn hại, chỉ bị một đợt công kích đánh tan tác. Cố Thanh Thanh ở trên cao kinh kêu. Dù trên hư cực còn có tạo hóa nhưng dựa vào lực lượng trong vĩnh sinh chi giới này muốn duy trì hư cực cảnh cũng khó khăn, cùng lắm mạnh hơn thiên vũ giới hiện tại một chút. Muốn trùng kích tạo hóa thần cảnh không khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Sau khi Lam Nham chủ đánh tan sáu cực linh thì quét mắt qua Lục Đinh Lục Giáp, ngước lên nhìn bầu trời sau đó chuyển sang ngó Bắc Quyến Nam. Lam Nham chủ nghi hoặc hỏi. Ta cũng rất tò mò thân phận của ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Bắc Quyến Nam nghiêm túc nói. Ta là ai không quan trọng,
thứ hai ta chỉ là một tiểu nhân vật liên quan gì ai. Ta rất tò mò là các hạ làm sao đến tạo hóa cảnh. 10 vạn năm trước cũng hiếm ai có được cảnh giới tôn quý này, bao nhiêu người tư chất siêu đẳng đều khó thể bước vào. Ha ha ha, xem ra ngươi tu luyện thể thuật không hoàn chỉnh. Lam Nham chủ lạnh nhạt nói. Trên đời này quá ít người tu luyện thể thuật, nhưng thời thượng cổ thì đầy rẫy. Vì loại công pháp này có thể bù đắp chênh lệch thân thể giữa nhân loại và chân linh đến mức lớn nhất, đó mới là thời kỳ luyện thể thuật phồn vinh, cường đại nhất, thánh thể thật sự cũng xuất hiện vào lúc đó. Bắc Quyến Nam giật mình kêu lên. Thánh thể thật sự, đó là loại tồn tại nào? Bắc Quyến Nam cũng tu luyện thể thuật nhưng không biết những bí mật này. Ha ha ha! Lam Nham chủ cười khẽ. Thánh thể thật sự là tồn tại có thể đối kháng với cường giả giới vương cảnh. Bắc Quyến Nam hét thất thanh. Cái gì, không thể nào. Bắc Quyến Nam hoảng loạn nói. Giới vương cảnh là tồn tại mạnh nhất trong giới này, là vô thượng đại năng có thể đối kháng giới lực. Ha ha, ngươi biết cái gì? Lam Nham chủ châm chọc mắng. Đại năng luyện thể thuật thời cổ có thể sánh vai với chân linh, đến đời sau thì lưu lạc xuống ngang ngửa yêu thú. Thật là thế hệ sau tệ hại hơn thế hệ trước. Lam Nham chủ tiếp tục bảo. Cơ thể con người có lực lượng bát môn, khi mở ra môn thứ 7 giải phóng tiềm năng thân thể là có thể đối kháng với quy chân thần cảnh, ở thời cổ gọi là sơ khai. Sau khi bát môn đều hiện, đạt được lực lượng trưởng thiên cảnh, các tu luyện giả thể luật thời cổ gọi là dung thông. Bắc Quyến Nam, Lý Vân Tiêu nhủ thầm. Sơ khai, dung thông. Lần đầu tiên hai người nghe qua loại phân chia này. Dù sao luyện thể thuật vô cùng hiếm hoi, cách phân chia cảnh giới này đã sớm thất truyền trong lịch sử. Bắc Quyến Nam nuốt nước miếng hỏi. Vậy trên sơ khai, dung thông thì sao? Lam Nham chủ hừ một tiếng, nâng tay lên, một mảnh hư quang hiện ra trong lòng bàn tay chiếu khuôn mặt gã hơi dữ tợn. Lam Nham chủ nói. Chính là hư quang mà các ngươi thấy. Sau khi phá tan thân thể dung thông là có thể cô đọng được thân thể hư quang. Đại năng thời cổ trực tiếp xưng hô nó là hư quang. Hư quang. Bắc Quyến Nam lộ vẻ mặt hướng về. Sau hư quang thì sao? Sau hư quang là cảnh giới hiện tại của ta, đại năng thời cổ gọi là pháp thân. Mắt Lam Nham chủ bắn ra tia sáng, kèm theo vô cùng lạnh lùng, ngạo nghễ. Dưới thiên vũ giới đương thời, thậm chí là trong vĩnh sinh chi giới, muốn trùng kích tạo hóa thần cảnh là chuyện không thể nào. Nhưng chỉ có thân thể. Tức là khai phá ra tiềm năng cơ thể con người, không cần phối hợp thiên địa quy tắc. Nên biết mỗi người chúng ta là ảnh thu nhỏ của thiên địa vũ trụ này, nội hàm vô thượng đại đạo, chỉ cần không ngừng rèn luyện khai quật ra là có thể trực tiếp bước vào đỉnh. Lam Nham chủ kiêu ngạo nói. Khoảng 1 vạn năm trước rốt cuộc ta đột phá hư quang tu luyện thành pháp thân hiện tại, tương đương tạo hóa thần cảnh. Lên trên nữa là thánh thể thật sự, sánh vai giới vương thần cảnh. Thánh thể. Giới vương thần cảnh. Mọi người lặng im, như nhìn thấy một con đường tối cao mới tinh bày ra trước mắt. Bắc Quyến Nam ngạc nhiên. Thân thể, có thể so với giới vương cảnh. Bắc Quyến Nam luôn tu luyện thể thuật và đã có điều thành công nhưng gã chưa bao giờ nghĩ thể thuật có thể tu luyện đến cực điểm mảnh thiên địa này, nhìn xuống chúng sinh. Lý Vân Tiêu buồn bực nói. Nếu ngươi đã oai như vậy thì còn cướp giới thần bi với ta làm gì? Ngươi cứ yên phận ở đảo Huyền Ly lo trùng kích thánh thể không phải càng tốt sao? Lam Nham chủ nói. Nếu giới thần bi chọn ngươi làm chủ nhân vậy chắc ngươi có nghe nói về giới thần đúng không? Lý Vân Tiêu giật bắn người. Giới thần thì sao? Lý Vân Tiêu có nghe linh tinh về giới thần nhưng cơ bản tương đương không biết, linh mục địch mãi không chịu nói chút gì. Lam Nham chủ bảo. Lúc trong thiên địa tràn ngập quy tắc thập phương. Cường giả tạo hóa cảnh hầu như ra một, hai người trong mỗi thời đại. Cường giả giới vương thần cảnh không xuất hiện vào mỗi thời đại nhưng cũng có ngoại lệ. Ví dụ vị bằng hữu này vừa nói 10 vạn năm trước xuất hiện 4 vị. Nhưng 4 vị cường giả giới vương cảnh rốt cuộc ai là giới thần? Óc Lý Vân Tiêu lóe tia sáng, hắn hiểu ngay. Lý Vân Tiêu hiểu ra. Giới thần là một loại xưng hô, chắc là cách gọi chí cao vô thượng trong một giới, như hoàng đế. Người có được giới thần bi chính là giới thần. Đúng rồi, người rất thông minh. Giới thần tựa như chủ ma giới, ma chủ chỉ là một loại xưng hô chí cao vô thượng. Lam Nham chủ khen ngợi. Người luyện hóa giới thần bi mới có thể tùy ý điều động giới lực. Dù cùng là giới vương thần cảnh thì lực lượng của giới thần vượt qua một bậc.
Lý Vân Tiêu trợn to mắt nói. Bây giờ ngươi mới chỉ là cảnh giới pháp thân, chỉ gần tương đương với tạo hóa cảnh giới, cách giới vương cảnh còn xa. Chờ khi nào ngươi đột phá rồi lại tìm đến cướp giới thần bi của ta được không? Lam Nham chủ nói. Ta đã nói rồi, ta không thích người hài hước. Chiêu Văn Đạo, Tịch Khả Tử, ta truyền đạo cho các vị thì mọi người cũng có thể chết có ý nghĩa, xem như ta không thiếu gì các ngươi. Người Lam Nham chủ lóe hư quang, biến mất tại chỗ. Lý Vân Tiêu giật nảy mình, thầm la nguy rồi, toàn thân cảnh giác lên, vài ấn quyết đánh vào trong trận. Một mảnh phù văn bay múa bên trên trận pháp hóa thành khung trời xoay tròn. Mỗi khôi lỗi tự biến đổi ấn quyết, thoáng chốc 12 cự linh hiện ra sau lưng Lý Vân Tiêu, trừng mắt nhìn xuống trong trận. Trong hư vô truyền ra giọng Lam Nham chủ. À, ngươi có thể diễn biến ra thập nhị đạo đô thiên thần sát linh. Lam Nham chủ vốn biến mất lại hiện hình, mắt quét qua 12 cự linh, lộ tia khác lạ. Lam Nham chủ đứng trong trận không nhúc nhích, mặt hớn hở nói. Vốn tưởng sẽ rất chán, bây giờ xem ra đáng giá mong chờ. Ngươi có thể phát huy được bao nhiêu uy lực của trận này? Vẻ mặt Lam Nham chủ háo hức muốn khiêu chiến. Lòng Lý Vân Tiêu chìm xuống, đối phương càng như vậy càng đả kích niềm tin của hắn. Có lẽ như ngày xưa, 12 cự linh hợp nhất thì triển ra một chiêu kinh thiên cũng chưa chắc đánh lùi được Lam Nham chủ. Huống chi đòn công kích ngày đó là phiên thiên phúc địa ấn trực tiếp dẫn đến trận pháp phản phệ, đô thiên thần sát trận tự động công kích chứ không phải Lý Vân Tiêu muốn chủ đạo. Hiện tại Lý Vân Tiêu chỉ có thể điều khiển 6 cự linh, tăng thêm một đã là đột phá cực hạn, hơn nữa thì toi. Nhưng việc đã đến nước này, Lý Vân Tiêu không còn cách nào khác hơn. Dù sao thân thể tạo hóa cảnh cao hơn Lý Vân Tiêu 2 đẳng cấp, hắn chỉ có thể cắn răng xông lên. Trong trận pháp lại đi ra 6 cự linh, cự linh thứ 7 khó khăn lung lay thân hình rồi bước ra khỏi hàng, hồ quang nhẫn trong tay chém xuống. Lam Nham chủ lộ vẻ mặt thất vọng. Như thế nào? Năm cự linh khác chỉ có thể nhìn, không dùng được sao? Lam Nham chủ khẽ thở dài. Làm ta mừng hụt một trận. Một quyền đánh ra, không gian trận pháp xoay chuyển, 7 đòn công kích bị cưỡng ép bẻ cong cuốn vào vòng xoáy quyển kinh. Ầm 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 ầm. Đầy trời là tiếng lực lượng nổ vang, hầu như không phân biệt được cảnh tượng. Người ngoài trận nhìn thì bên trong như một con quay lớn cắn nuốt tất cả. 12 khôi lỗi không đỡ nổi trùng kích dần lùi bước chân ra sau. Đám người Khúc Hồng Nhan căng thẳng kêu lên. Làm sao bây giờ? Cố Thanh Thanh ở trên cao hét to. Một đám heo ngốc, đương nhiên là cứu ta trước. Bản cô nương là hư cực thần cảnh, chỉ thua hắn một cảnh giới. Sau đó chúng ta cùng nhau dốc sức hợp tác, có thể ức chế được hắn. Lời này nhắc nhở mọi người thầm mắng mình ngu, lại vậy mà không nghĩ tới đường cứu người. Mạch xông lên. Chiến thương đâm hướng xích bạc, trên thương một mảnh huyết quang, ánh sáng đỏ chói mắt người. Cố Thanh Thanh đẩy lực lượng lên tới cực hạn miễn cưỡng chống đỡ xiềng xích. Bùm! Hai vị hư cực thần cảnh hợp sức lại rốt cuộc chấn đứt xích bạc. Biểu tình Cố Thanh Thanh trầm trọng hét to. Mọi người cùng nhau ra tay, lúc này còn ai giấu giếm thì chết chắc. Bao gồm các ngươi nữa, hai tên ngốc đảo Huyền Ly. Mạch và Cố Thanh Thanh biến thành hai luồng sáng từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trong thập nhị đô thiên thần sát trận, bắt đầu vận chuyển nguyên công. Đám người Bắc Quyến Nam, Khúc Hồng Nhan biểu tình trầm trọng nâng công pháp của mình lên đến cực hạn. Lực lượng khủng bố xuất hiện bên ngoài đế đan cung, đầy trời chập chờn cái bóng. Lực lượng cường đại chấn nhiếp, mỗi người cảm nhận áp lực cực mạnh như thể không gian bị chèn ép. Chu Quân, Mạnh Trác bị lực lượng đầy trời đè xuống. Biểu tình cực kỳ khó xem nhưng vẫn cứ do dự. Trong trận ánh sáng truyền ra giọng của Lam Nham chủ. Hai tên Lâu La các ngươi cũng cùng ra tay đi, nếu không lát nữa sẽ giết các ngươi. Trước tiếp báo lỗi chương bình luận contact tốt sai mép. Hai người dùng mình, tưởng đâu nghe nhầm. Chu Quân ngơ ngác hỏi. Cái gì, ra lệnh chúng ta tấn công. Hắc Ám đang ở phía xa trị thương giật bắn người sau đó cười khẩy nói. Đã lâu Thạch Chi Vương đại nhân không gặp kẻ địch cường đại nên muốn thoải mái đánh nhau một trận. Chu Quân, Mạnh Trác thế mới hiểu, vẻ mặt cay đắng. Hai người rốt cuộc vẫn bị cuốn vào cuộc phân tranh này, chỉ không ngờ sẽ trong tình hình thế này. Hai người cúi đầu liếc nhau, đáy mắt lóe tia sát khí. Nhiều cường giả vây công có lẽ có thể một kích giết Lam Nham chủ, nếu thành công sẽ là kết quả lý tưởng nhất. Mạnh Trác,
Chu Quân quyết định xong biến thành hai luồng sáng bay lên cao, biểu tình trầm trọng đứng gần mạch, Cố Thanh Thanh. Tay trái Chu Quân bắt ấn, tay phải vẽ hình vòng tròn trước mặt ngưng tụ ra bóng rồng. Mạnh Trác thì một tay bắt ấn, tay kia kết ấn trước mặt. Lòng bàn tay Mạnh Trác hiện ra một đoàn sáng, bên trong có trận pháp lơ lửng. Trong phút chốc mọi người đẩy lực lượng lên đến cực độ. Toàn thân Tuần Thiên Đấu Ngưu biến thành màu xanh, Cửu Thiên Đô Lục Đại La Hoàn trên cổ đỏ thẫm bay trên đỉnh đầu tụ năng. Cá sấu cũng hóa thành cương phong gầm giống, há to mồm, bên trong ngậm bão tố và đang không ngừng tăng mạnh. Hiếm khi Lam Nham chủ nở nụ cười nói. Ha ha ha, có vậy mới giống ác chiến. Dường như hư quang làm cơ thể Lam Nham chủ thay đổi, các kinh mạch nổi lên, trăm khiếu huyệt quanh thân gã hiện ra rõ ràng. Lực lượng cường đại kia bộc lộ làm con quay trong trận bị chướng nứt ra. Lý Vân Tiêu khẽ hừ, ánh sáng trên người chập chờn. Đột nhiên Lý Vân Tiêu hét to một tiếng. Bà nội nó, liều. Hai tay Lý Vân Tiêu lại đánh ra bắt ấn. Còn lại năm cự linh cũng hành động, hùa binh khí ra tay chém hướng con quay. Cưỡng ép vận chuyển trận pháp, dù Lý Vân Tiêu có thân thể dung thông cảnh bát môn đều mở cũng không chịu nổi lực lượng phản phệ, mấy kinh mạch nổ chung trong người, máu phun tung tóe. Nhưng hiện giờ Lý Vân Tiêu không rảnh suy tính nhiều, càng không có ai nhìn thấy. Mỗi người đều mạng thi triển nguyên công, lực lượng khủng bố như những con mãnh hổ và cự long lao vào tông trận, oanh kích vào con quay. Ầm 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 ầm. Tất cả lực lượng xông vào, lực lượng của Lam Nham chủ rót vào làm con quay không ngừng trướng phồng lên, các loại lực lượng dung nhập trong đó đánh vào ba thước quanh thân gã bị hư quang pháp thân ngăn lại. Cơ thể Lam Nham chủ biến trong suốt. Rốt cuộc điểm cân bằng khủng bố bị đè nát, toàn bộ lực lượng bộc phát. Ầm 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 ầm. Vang tiếng nổ điếc tai trời long đất lở khuếch tán bốn phương tám hướng. Cố Thanh Thanh hét to một tiếng. Trốn mau. Cố Thanh Thanh hóa thành độn quang bay đi trước nhất. Hơn 10 người chạy tan tác. Lý Vân Tiêu cũng muốn trốn nhưng toàn bộ đô thiên thần sát trận toàn dựa vào hắn chống đỡ. Khi lực lượng bùng nổ thì trận pháp bị trùng kích rất mạnh. Lực lượng khủng khiếp phản phệ trên người hắn, nổ mấy sợi kinh mạch. Máu thịt Lý Vân Tiêu bị nổ tung tẻ, chạy trốn bị chậm nửa nhịp. Lập tức bị lực lượng trùng kích nuốt vào. Đế Đan Cung cũng khó mà may mắn thoát khỏi, bị cuốn vào trùng kích. Nguyên cung lâu lung lay cuối cùng vỡ ra từng tấc, hóa thành mảnh vụn đầy trời, từ từ biến mất trong thiên địa, không còn tồn tại. Có mấy người trốn chậm cũng bị cuốn vào gió bão nhưng lực lượng bản thân vẫn có thể đối kháng tự bảo vệ mình. Ban đầu Khâu Minh xem kịch vui nhưng khi cân bằng phá vỡ, lực lượng bùng nổ mới phát hiện nguy hiểm, liều mạng chạy trốn. Nhưng Khâu Minh bị lực hút mạnh mẽ kéo vào, liều mạng vùng vẫy bất đắc dĩ cơ thể bị thương nặng khó mà đối kháng lại. Cuối cùng Khâu Minh tuyệt vọng không kịp phát ra tiếng gào thét đã bị xé thành mảnh vụn. Trùng kích bên cạnh Đế Đan Cung không ngừng khuếch tán bốn phương tám hướng truyền ra từ Vĩnh Sinh chi giới, dao động phủ lên ngàn dặm. Cách mấy ngàn dặm còn có thể cảm nhận được dao động nhẹ. Điểm bắt đầu trùng kích đã biến thành lỗ đen sâu không thấy đáy. Lực lượng dần suy yếu mới nghe bên trong truyền ra tiếng ho khan, dường như có người đang ho ra máu lắp bắp nói. Vẫn, không được sao. Khụ, khụ khụ, chết tiệt, quy tắc thiên địa. Lỗ đen dần thu nhỏ, thân hình Lam Nham chủ hiện ra, khóe môi dính vết máu, người có mấy trăm vết thương, không ngừng khép lại. Sau khi Đế Đan lâu biến mất thì không có bất cứ vật chất nào nữa, mọi người đứng trong hư không Vĩnh Sinh chi giới, cách xa mấy ngàn trượng. Cố Thanh Thanh ở phía xa mặt trắng bệch, thân hình nhỏ xinh run lẩy bẩy trong bóng tối. Vẫn chưa chết, hắn thật sự là bất tử bất diệt sao? Cố Thanh Thanh đã đến cực hạn của bản thân, thời gian trong Vĩnh Sinh chi giới duy trì hư cực thần cảnh lâu hơn bên ngoài, nhưng cũng đã vượt qua thể năng của nàng. Khúc Hồng Nhan kinh hoàng nhìn tứ phía, không thấy Lý Vân Tiêu đâu làm nàng sợ hãi mặt không còn chút máu. Phi Dương, Lạc Vân Thường vội nói. Sư tôn đừng hoảng. Hắn ở bên kia. Lạc Vân Thường chỉ tay. Cách ngàn trượng, nơi gần Lam Nham chủ nhất có một quả cầu kim loại màu đen lơ lửng. Hình dạng kim loại không phải loại bất quy tắc, nó có lăng có giác, đột nhiên những góc cạnh mở ra như trẻ sơ sinh đang nằm ngủ duỗi lưng, là hồ lô tiểu kim cương. Vào phút chỉ mảnh treo chuông Lý Vân Tiêu lập tức triệu hoán hồ lô tiểu kim cương ra đỡ một kích thay hắn. Thể hình hồ lô tiểu kim cương đã bị trùng kích biến hình, thiếu mất một khối. Không thể phục hồi lại. Lý Vân Tiêu kinh hoàng nhìn cơ thể hồ lô tiểu kim cương.
với diệu pháp linh mục của hắn thấy được tốc độ phục hồi chậm rãi, nhưng chậm kinh người, dường như hư quang pháp thân của Lam Nham chủ tạo ra vết thương cực kỳ lợi hại. Bản thân Lý Vân Tiêu cũng không tốt hơn gì, người đầy máu. Tuy rằng chủ yếu trùng kích bị hồ lô tiểu kim cương đỡ lấy nhưng thập nhị đô thiên thần sát trận bị phá đem lại trùng kích cực lớn cho Lý Vân Tiêu, nội tạng trong người bị tổn thương trực tiếp. Toàn thân Lý Vân Tiêu lấp lánh ánh sáng lưu ly xen lẫn với ánh sáng vàng bất diệt kim thân, nhưng tốc độ phục hồi cực chậm như người bình thường. Hai tay Lý Vân Tiêu không ngừng bắt ấn, từ hư không bốn phía hiện ra ánh sáng thi nhau bay tới, đó là lục đinh lục giáp bị đánh văng vào hư không, toàn bộ rơi vào trong tay hắn, cất đi. Ánh mắt Lam Nham chủ lộ vẻ ngạc nhiên. Quang minh lưu ly thân của Hiểu Phong Tàn. Trong mắt Lam Nham chủ hấp háy tia sáng. Không uổng là người được giới thần bi chọn làm chủ, quả nhiên được, đạo của giới này sắp đặt hội tụ các loại cơ duyên. Lý Vân Tiêu nói. Nếu ngươi đã hiểu biết như vậy thì đối địch với ta chẳng phải là đối địch với giới này sao? Coi chừng tử lôi giáng xuống đánh chết ngươi không còn manh giáp. Ha ha ha. Ngươi giỏi kể chuyện cười thật khiến người ghét. Lam Nham chủ khịt mũi. Rất nhiều chủ nhân giới thần bi chọn đã chết, dù là, đạo, của giới này cũng không thể vi phạm thiên đạo vũ trụ quy tắc càng cao, đó là mạnh thắng yếu thua, kẻ thích ứng thì sống. Dù là bản thân thiên vũ giới cũng là cố gắng đào thải điểm yếu của bản thân, để cầu được sinh tồn. Lý Vân Tiêu gật gù, nghiêm túc hỏi. Ta hiểu rồi, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có tự tin thánh thể đó, thành tựu giới vương? Lam Nham chủ biến sắc mặt, không hiểu tại sao Lý Vân Tiêu hỏi vậy nhưng vẫn trả lời. Trong vĩnh sinh chi giới này là điều không thể nào. Mới rồi ta kêu các ngươi dốc hết sức ra vì muốn áp lực từ bên ngoài giúp đột phá cực hạn bản thân, tiếc rằng vẫn thất bại. Dù ta có được thiên vận tạo hóa đan và giới thần bi cũng không thể được. Nhưng số trời hay thay đổi, chắc hẳn lực lượng quy tắc bên ngoài đã có biến đổi. Khi quy tắc thập phương lại dựng lên trong thiên địa là lúc ta tiến vào thánh thể, thành tựu giới vương. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Chẳng phải ngươi nói thân thể con người là bảo tàng, bản thân không ngừng khai quật bên trong, không cần ngoại lực cũng có thể thành tựu thánh thể, bước vào giới vương cảnh sao? Lam Nham chủ trầm giọng nói. Đúng là vậy, nhưng ta ở pháp thân cảnh đã hàng vạn năm mà vẫn không thể đột phá tiến bộ. Mới rồi linh cơ chợt đến, ta kêu các ngươi hợp sức áp chế ta vậy mà vẫn không khá hơn gì. Có lẽ cơ duyên này liên quan đến quy tắc thập phương. Lam Nham chủ liếc Lý Vân Tiêu, ngộ ra điều càng sâu hơn. Ngày xưa Hiểu Phong Tàn luyện thể thuật đến cực hạn cuối cùng chỉ được pháp thân cảnh giống như ta. Nhưng thời đại hắn tồn tại là cường giả đầy dẫy, đỉnh cao nhất. Chỗ của ta thì thiên địa đã thay đổi từ lâu, dù vậy ta chỉ lấy được thành tựu giống như Hiểu Phong Tàn. Ta tin chỉ cần quy tắc thập phương mở chắc chắn ta sẽ ngộ ra pháp môn bước vào giới vương cảnh. Lý Vân Tiêu lặng im, Lam Nham chủ đúng là lợi hại, không chỉ thực lực thông thiên, thiên phú cũng kinh người không thua kém gì hắn. Lam Nham chủ mỉm cười nói. Đã đến lúc, ngươi cũng nên có giác ngộ chết đúng không? Ai kêu giới thần bi chỉ có một, ngươi và ta cùng trong một thời đại làm gì? Là vui hay buồn chỉ có chính ngươi tự hiểu. Lam Nham chủ nhấc chân lên chậm rãi đi hướng Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu mở miệng hỏi. Ngươi cảm thấy uy lực thập nhị đô thiên thần sát trận thế nào? Lam Nham chủ không hiểu tại sao Lý Vân Tiêu hỏi vậy. Rất mạnh. Lam Nham chủ ngừng bước chân. Nhưng nếu ngươi dựa vào nó để giữ mạng thì không đủ. Nếu ngươi giả íp hóng toàn bộ uy lực của nó thì có lẽ có thể đánh một trận với ta, nhưng bây giờ thì... còn thua xa. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đánh giá rất trung thực, nhưng nếu ta xả thân chiến một chân... sau khi bày trận thì tạc hủy thập nhị thần sát khôi, bản thân kích phát thân thể trùng kích ngươi, ngươi có mấy phần nắm chắc sẽ đỡ được. Lam Nham chủ biến sắc mặt nhưng vẫn thản nhiên nói. Nắm chắc 100% đỡ được. Nhưng Lam Nham chủ chân thành bổ sung thêm. Tuy nhiên ta cũng sẽ bị thương nặng. Đám người Khúc Hồng Nhan bay tới đứng trước mặt Lý Vân Tiêu. Nếu chúng ta cũng xả thân tự bạo thì sao? Phi Nghê, Lạc Vân Thường, Bắc Quyến Nam, Tuần Thiên Đấu Ngưu, Cá Sấu. Sau đó Mạch, Cố Thanh Thanh cũng bay tới, chỉ còn lại Chu Quân và Mạnh Trác là sắc mặt âm trầm không nhúc nhích. Lam Nham chủ nhíu mày nói. Cách nghĩ thật ấu trĩ. Dù các ngươi muốn tự bạo nhưng nắm chắc mấy phần trăm có thể tổn thương được bản vương. Dù chuyện đó xảy ra thì bản vương có tự tin đỡ đòn mà không chết. Bốp, bốp, bốp.
Lý Vân Tiêu vỗ tay khen. Quả nhiên là khí phách phi phàm, tự tin phi phàm. Nhưng đại nhân có từng tưởng tượng với lực lượng của chúng ta dù không giết được đại nhân thì vẫn đủ sức tổn hại nặng pháp thân của đại nhân, vậy đại nhân có bao nhiêu nắm chắc trùng kích giới vương cảnh đây? Lam Nham chủ bật cười nói. Ha ha ha, uổng cho ngươi là người tu luyện thân thể sao lại hỏi câu ấu trĩ vậy? Đạo thể thuật khó khăn gấp trăm lần nhưng lại được ích lợi rất lớn, đó là thân thể không hỏng thì cảnh giới không rơi, bị thương nặng mấy vẫn phục hồi lại được và tốc độ mau hơn người bình thường gấp trăm lần. Dù các ngươi dùng cái chết đối kháng tổn hại nặng ta, khoảng 3 tháng sau bổn tọa vẫn sẽ lành lặn như ban đầu. Cho nên muốn dùng thứ này ức chế ta thì rất con nít. Không chỉ là ấu trĩ, càng buồn cười hết sức, bản vương có nên cho ngươi sự thương hại không? Đột nhiên một thanh âm hơi non nớt vang lên. Thương hại thì để lại cho chính ngươi đi, Lam Nham chủ. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, ánh sáng vàng bừng lên trước mặt Lý Vân Tiêu biến thành thuyền nặc á chậm rãi xoay tròn. Diệp Phàm một tay bắt ấn lạnh lùng nhìn Lam Nham chủ, khóe môi treo nụ cười nhạt. Lam Nham chủ biến sắc mặt nhìn Diệp Phàm. Diệp Nam Thiên. Lam Nham chủ biết người trước mắt không phải bản thể mà là bị giáng lâm, đặc biệt là khí chất kia, gã không hề xa lạ gì. Chu Quân, Mạnh Trác ở phía xa giật nảy mình nhìn nhau, mừng như điên chợt bay nhanh đến, chắp hai tay thi lễ. Thuộc hạ kính chào Thiên Chi Bương đại nhân. Diệp Nam Thiên phất tay. Hai người kia cung kính đứng một bên. Lý Vân Tiêu thở hắt ra. Sốt cuộc ngươi cũng chịu hiện ra. Từ lần đầu tiên hàng lâm trên người Diệp Phàm đã bí hiểm, nếu ngươi còn không lộ mặt thì ta sẽ là người đầu tiên giao Diệp Phàm ra giữ mạng. Diệp Nam Thiên cười khẽ. Ha ha ha, ngươi sẽ không làm như vậy, huống chi dù ngươi có giao Diệp Phàm ra cũng không giữ mạng được. Diệp Nam Thiên đưa mắt nhìn hướng Lam Nham chủ, ánh mắt trở nên lạnh lùng và chăm chọc. Lam Nham chủ biến sắc mặt nói. Vì sao ngươi có rảnh rỗi giáng lâm đến? Diệp Nam Thiên cười khẩy nói. Rất đơn giản, thấy ta xuất hiện tại đây thì trí mưu như ngươi không nghĩ ra sao? Lam Nham chủ kinh kêu. Không thể nào. Lam Nham chủ lạnh lùng nói. Dù các ngươi xuất quan cũng không dễ thoát khốn như vậy. Ha ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Nam Thiên lạnh lùng cười. Ngươi nghĩ hai người khác sẽ cố hết sức bán mạng cho ngươi sao? Các ngươi chỉ là ích lợi thúc đẩy mới đi chung với nhau, chỉ cần ích lợi hơi thay đổi là sẽ tách ra ngay. Lam Nham chủ lặng im, nếu nói Diệp Nam Thiên thoát khốn ra thì Lam Nham chủ không mấy tin tưởng, nhưng nếu kiểu lợi dụ thì lại là chuyện khác. Lam Nham chủ cười khẩy nói. Dù đúng như ngươi nói, hiện giờ chỉ là phân thân hàng lâm, chẳng lẽ có thể ngăn lại ta được sao? Nếu đã trở mặt vậy thì trở mặt hoàn toàn đi. Diệp Nam Thiên nói. Đúng là không ngăn được, nhưng nếu nhóm Lý Vân Tiêu liều chết chiến đấu, tổn hại nặng chính ngươi thì ngươi cảm thấy có thể sống sót ra khỏi vĩnh sinh chi giới được sao? Ánh mắt Diệp Nam Thiên biến lạnh lùng, sát khí chớp lóe. Lam Nham chủ biến sắc mặt, lần đầu tiên trong mắt bắn ra tia sáng giận dữ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Nam Thiên phất tay nói. Ngươi hãy đi đi, đừng mơ mộng về giới thần bi nữa. Tuy ngươi có thiên phú đệ nhất trong 10 vạn năm qua nhưng không có cơ duyên đệ nhất trong 10 vạn năm, người giới thần bi chọn không phải ngươi. Ha ha ha, buồn cười. Lam Nham chủ khinh miệt xem thường nói. Ngươi nói không phải liền không sao, ngươi nghĩ mình là lão thần côn bách luân kết y sao? Bản vương cho ngươi một câu, con người làm nên tất cả. Lam Nham chủ nói xong xoay người. Phất tay áo bỏ đi không ngừng một giây. Nói đến là đến, nói đi là đi, đến đi tự nhiên, tiêu sái bất kỳ. Rất nhanh, Lam Nham chủ biến mất trong hư không. Mọi người hơi khó tin, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, không dám tin đã trốn thoát một kiếm. Lý Vân Tiêu thở phào, vẻ mặt suy sụp. Mọi người tràn đầy cảm giác thất bại, như gà chống đấu thua trận, chán nản buồn rầu. Phi Nghê hít sâu, nói. Người này quá đáng sợ, Thiên Chi Vương đại nhân, hắn muốn bắt Diệp Phàm. Đảo Huyền Ly sẽ hết sức bao vây tiễu trừ hắn đúng không? Phi Nghê nghe người Đảo Huyền Ly thảo luận đã hiểu lúc này trong cơ thể Diệp Phàm là một trong tứ vương của Đảo Huyền Ly, Diệp Nam Thiên được tiếng là Thiên Chi Vương, cũng là tổ tiên Diệp Phàm. Danh tiếng Diệp Nam Thiên vang vọng đại lục, lưu truyền muôn đời, Phi Nghê cũng biết, vẻ mặt nàng tràn ngập sự tôn kính. Bao vây tiễu trừ, ha ha. Diệp Nam Thiên cười khổ một tiếng,
lắc đầu nói. Lam Nham chủ là cường giả thiên phú đệ nhất trong 10 vạn năm nay, càn quét đại lục, thống ngự thiên hạ, khai sáng ra Lam Vương Triều. Ngày xưa tứ hải, yêu tộc cũng phải cúi đầu nghe lệnh của hắn. Hiện tại Lam Nham chủ tu luyện đến pháp thân cảnh, lợi hại hơn cường giả tạo hóa cảnh bình thường gấp mấy lần, thực lực đứng đầu tứ vương của đảo Huyền Ly. Trong thiên hạ này ai có thể bao vây tiễu trừ hắn? Mọi người rất ngạc nhiên, sau khi thực lực thông thiên thì đúng là có thể hoành hành vô kỵ, không ai dám hỏi han gì. Phi Nghê ngơ ngẩn hỏi. Không, không lẽ cứ để hắn tiếp tục hoành hành như vậy sao? Trên đời này chẳng phải còn tồn tại đỉnh như giới vương cảnh. Nếu đảo Huyền Ly đã thống ngự vĩnh sinh chi giới vậy thực lực của đảo chủ nên trên Lam Nham chủ đúng không? Diệp Nam Thiên lại cười khổ. Đừng nhắc đến chuyện này. Lý Vân Tiêu nghe ra tình hình không ổn, dường như liên quan bí ẩn của đảo Huyền Ly nên Diệp Nam Thiên lảng tránh không nói nhiều. Lý Vân Tiêu hỏi dồn. Mới rồi Lam Nham chủ bảo là 10 vạn năm trước khi phong ma có vị đại nhân giới vương cảnh không biết hiện nay ở đâu. Chủ tứ vực ngày xưa có cảnh giới tu vi thế nào? Diệp Nam Thiên cười nói. Chuyện của bốn vị đại nhân thì ta không quá rõ ràng, vương tứ vực thì chắc toàn là cường giả tạo hóa cảnh. Phi Nghê nói. Ta hiểu, tương đương với tứ vương của đảo Huyền Ly hiện tại. Thiên tri vương đại nhân cũng xem như tạo hóa cảnh đúng không? Diệp Nam Thiên lại cười khổ. Phi Nghê, nàng cố ý vẽ mặt ta phải không? Nên biết dưới vòng trời này tối đa chỉ có thể đột phá đến hư cực thần cảnh, hơn nữa không thể kéo dài quá lâu, thời gian duy trì trong vĩnh sinh chi giới chỉ lâu hơn một chút. Muốn trùng kích tạo hóa cảnh thì phải có quy tắc thập phương hoàn chỉnh. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Nếu ba vương khác đều là hư cực thần cảnh vậy làm sao chế hoành Lam Nham chủ? Diệp Nam Thiên nói. Lúc trước Lam Nham chủ thân thể hư quang cảnh, tương đương với hư cực thần cảnh. Tuy Lam Nham chủ mạnh hơn ba chúng ta nhưng không hơn quá nhiều, cộng thêm quy định trên đảo Huyền Ly, khi hành động chú ý hơn hiện tại nhiều, không thể cản rỡ. Tiếp theo là đảo chủ đại nhân cũng là tạo hóa cảnh, có thể cản trở Lam Nham chủ. Nhưng lực lượng chế hoành suy yếu dần vì ưu thế thể thuật tu luyện giả thể hiện đầy đủ trong vĩnh sinh chi giới. Đầu tiên thể thuật tu luyện giả thân thể khó hủ, không cần giống chúng ta dùng phong ấn lưu trữ thân thể. Thứ hai là trong tình huống mất đi quy tắc thập phương thì tốc độ tu luyện thân thể hơn xa chúng ta. 10 vạn năm nay chỉ có một mình Lam Nham chủ bước chân vào pháp thân tạo hóa cảnh. Mọi người nghe mấy lời này ngơ ngác nhìn nhau, chính Chu Quân, Mạnh Trác cũng rất giật mình. Bình thường người trên đảo Huyền Ly ít khi nào tiếp xúc với nhau, đa số bế quan tu luyện, ít khi nào tìm hiểu chút bí tân. Lý Vân Tiêu hỏi, nếu quy tắc thập phương hiện, với sự tích lũy và thiên phú của đại nhân có thể trong thời gian ngắn xông vào tạo hóa cảnh không? Mắt Diệp Nam Thiên bắn ra tia sáng cười gian, liếm môi nói. Chuyện này chưa ai thử qua, ai dám nói mình nắm chắc. Ta hiểu rồi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Vậy đương thời hiện nay còn cường giả giới vương cảnh không? Diệp Nam Thiên trầm ngâm giây lát, lắc đầu nói. Chắc không tồn tại, dù bốn vị đại nhân ngày xưa còn sống thì cũng rất cảnh giới, ví dụ. Diệp Nam Thiên liếc mắt sang Bắc Quyến Nam đầy ẩn ý. Mọi người nhíu mày suy tư. Mạch đột nhiên hoảng hốt, lạc giọng kêu lên. Người điên đang nói đến Phản Yêu. Mọi người giật mình hiểu ra ngay. Hướng đó là nơi lúc trước Cố Thanh Thanh nói có Phản Yêu. Cũng là một trong những nhân vật không thể trêu vào trong vĩnh sinh chi giới. Vẻ mặt Diệp Nam Thiên kính trọng nói. Lâm Đại Nhân là một trong các thủ lĩnh cuộc chiến phong ma, nhưng chân thân sớm bị hủy, hiện tại cơ thể lưu trữ trong vĩnh sinh chi giới chỉ là một phân thân ngày xưa. Không ai biết tu vi của Đại Nhân như thế nào, nhưng chắc chắn không phải giới vương cảnh, ta phỏng đoán chắc là tạo hóa thần cảnh. Mọi người lúc này mới biết tên của Phản Yêu là Lâm. Chính Cố Thanh Thanh, Chu Quân cũng là lần đầu tiên biết. Lý Vân Tiêu thì nhớ đến pho tượng kia, bóng người không thấy rõ khuôn mặt, có lẽ là tượng của Lâm. Phi Nghê mở miệng nói. Nếu giới vương cảnh là đỉnh cao của giới này vậy những chân linh thời cổ, ví dụ chân long thiên phượng thì sao? Diệp Nam Thiên nói. Chân long thiên phượng đương nhiên là tồn tại giới vương cảnh, nhưng mà... Diệp Nam Thiên lặng im như nhớ đến điều gì, chìm trong suy tư. Phi Nghê chớp mắt hỏi. Nhưng sao? Phi Nghê cực kỳ tò mò điều liên quan thiên phượng. Diệp Nam Thiên ngẩng đầu lên. Nhưng dưới vòng trời này đã lâu không xuất hiện chân long thiên phượng.
Lý Vân Tiêu lòng máy động, hắn chợt nhớ điều gì, óc lóe tia sáng. Có thứ quan trọng vụt qua nhưng Lý Vân Tiêu không bắt được, hắn nhíu chặt hai hàng chân mày suy tư. Phi Nghê hỏi tới. Tại sao? Diệp Nam Thiên đáp. Chân Long Thiên Phượng là tụ tập tinh hoa thiên địa sinh ra, là thể hiện đạo thật sự của thiên vũ giới. Giống như Phạm Thiên Tử phủ diệt thế thần lôi, là linh vật thay trời hành đạo. Khi thiên vũ giới rơi vào hỗn loạn hoặc nguy hiểm thì mới có Chân Long và Thiên Phượng sinh ra. Nhưng trong cuộc chiến phong ma ngày xưa không thấy Chân Long Thiên Phượng. Lý Vân Tiêu chìm trong suy nghĩ sâu xa chợt hỏi. Tại sao vậy? Có thứ rất then chốt nhưng Lý Vân Tiêu không bắt giữ được, làm hắn rất buồn rầu. Diệp Nam Thiên nói. Truyền thừa của Chân Long và Thiên Phượng không giống nhau. Chân Long thật sự là sinh ra từ thiên địa dựng dục, mỗi đời Chân Long chết đi sẽ có Chân Long mới xuất hiện. Thiên Phượng dựa vào lực lượng huyết mạch truyền thừa. Khi thiên đạo cần, người có huyết mạch Thiên Phượng sẽ xuất hiện, trưởng thành Thiên Phượng thế hệ mới. Diệp Nam Thiên nhìn Phi Nghê, đôi mắt nóng cháy. Gò má Phi Nghê đỏ ửng ngại ngùng hỏi. Vậy tại sao 10 vạn năm chưa có không xuất hiện người có huyết mạch Thiên Phượng? Diệp Nam Thiên trầm ngâm một lúc, nói. Có xuất hiện, dấu hiệu rất mạnh. Huyết mạch Thiên Phượng là loại ẩn hình, cực kỳ hiếm thấy trong truyền thừa, dù xuất hiện cũng khó thể kích phát ra lực lượng. Người thừa kế huyết mạch ngày xưa có thiên phú vô cùng cao minh, hơn xa Phi Nghê nhà ngươi. Nhưng mà, khi nàng chưa bước vào giới vương cảnh, trưởng thành làm Thiên Phượng thật sự thì đã chết. Phi Nghê kinh kêu. A, à, tay phải Phi Nghê che ngực kinh sợ hỏi. Nàng ta chết như thế nào? Diệp Nam Thiên mỉm cười nói. Ta làm gì biết cặn kẽ như vậy? Những điều này là đảo chủ đại nhân nói cho ta biết. Chính đảo chủ đại nhân cũng không dành hết chuyện ngày xưa, dù sao thời đại đó quá rối loạn. Lý Vân Tiêu chợt hỏi. Đông vực chi vương Diệp Kình Vũ cũng họ Diệp có liên quan gì với ngươi? Ha ha ha. Diệp Nam Thiên cười to bảo. Là tổ tiên. Trừ Chu Quân, Mạnh Trác ra những người khác đều sửng sốt sau đó phục hồi lại như thường, không có nhiều biểu tình. Hừ. Lý Vân Tiêu khẽ hừ. Xem ra đảo Huyền Ly cũng lấy Diệp ra làm chính. Diệp Nam Thiên cười cười. Lý Vân Tiêu hỏi. Tại sao Lam Nham chủ muốn bắt Diệp Phàm? Là vì cản tay Diệp ra các ngươi sao? Diệp Nam Thiên gật đầu nói. Đây cũng là một trong những nguyên nhân. Còn lý do nào khác thì thứ lỗi cho ta tạm thời không thể báo lại. Lý Vân Tiêu nói. Ừm, ta cũng không có hứng thú biết những việc này. Nhưng Diệp Phàm là huynh đệ của ta, người đã là tổ tiên của hắn thì phải bảo vệ an toàn cho hắn. Diệp Nam Thiên nhướng mày kiếm khá là anh tư hiên ngang. Đây là tất nhiên. Lý Vân Tiêu chắp tay cảm ơn nhưng như sắp ly biệt. Vậy thì ta không có lời gì để nói. Chuyện hôm nay ơn lớn không cảm ơn sao cho hết. Ngày khác có cơ hội sẽ báo ơn này. Diệp Nam Thiên kinh ngạc hỏi. Ngươi sắp đi. Khóe mắt Lý Vân Tiêu nhướng cao nói. Như thế nào, không đi chẳng lẽ ở lại ăn cơm? Diệp Nam Thiên cười lớn làm động tác vuốt râu, nhưng cằm không có râu. Ha ha, đương nhiên, Vân Tiêu công tử đã đến vĩnh sinh chi giới, đảo Huyền Ly không dám nói là chủ nhân của giới này nhưng cũng nên làm chủ nhân hiêu đãi các vị. Lý Vân Tiêu biết Diệp Nam Thiên muốn mời nhóm bọn họ hắn lên đảo nhưng trong lòng hắn không muốn. Đảo Huyền Ly không làm gì được Lam Nham chủ, nếu chúng ta đi, lỡ bị Lam Nham chủ giết thì sao? Diệp Nam Thiên nói. Vân Tiêu công tử cố ý tìm cớ từ chối sao? Thật ra đảo chủ đại nhân mời các vị cũng không có ý gì đặc biệt, chỉ muốn gặp truyền nhân của giới thần bi. Dù sao công tử là người có hy vọng trở thành giới thần thế hệ này. Giới thần đại nhân đời trước là chiến hữu thân mật của đảo chủ, càng là cấp trên trực tiếp. Lý Vân Tiêu cười giả lả. Ha ha ha, trở thành giới thần ít nhất phải bước vào giới vương cảnh, bản thiếu gia hiện mới chỉ là tu vi quy chân thần cảnh. Nếu đại nhân có nhiều thần đan thì có thể hỗ trợ ta một tay. Diệp Nam Thiên nói. Đế đan lâu do Nhất Phàm ngày xưa đúc ra, chắc Vân Tiêu công tử cũng thu hoạch được khá nhiều. Lý Vân Tiêu đột nhiên biến sắc mặt giơ kiếm thương trảm hồng lên chỉ hướng Cố Thanh Thanh. Diệp Nam Thiên nhắc Lý Vân Tiêu nhớ thiên vận tạo hóa đan còn nằm trong tay Cố Thanh Thanh. Mấy người khác biến sắc mặt, cũng phản ứng lại, bỗng chốc vây quanh Cố Thanh Thanh, dương cung bạt kiếm. Ai ra, tiểu tử này không lương tâm. Cố Thanh Thanh mắng. Vừa rồi nếu không phải ta cùng trận tuyến với ngươi thì sao buộc Lam Nham chủ đi được. Hiện tại qua sông đoạn cầu,
tám ma giết lừa. Lý Vân Tiêu cười to bảo. Đại nhân nói đúng, nếu không phải chúng ta đồng lòng thì Lam Nham chủ đã không bị buộc đi. Hiện tại đại nhân cũng đã ở trên giường xuân trướng ấm hưởng thụ phong lưu dưới thân Lam Nham chủ rồi. Gò má Cố Thanh Thanh đỏ rực đốt tới tận cần cổ, tức giận quát. Lý Vân Tiêu, đồ chết tiệt. Một luồng sáng đỏ hóa thành trưởng ấn, Cố Thanh Thanh bay xuống đột nhiên vỗ vào kiếm thương trảm hồng đánh lui Lý Vân Tiêu xa mấy trăm trượng. Khi mọi người che miệng cười thì Cố Thanh Thanh bỗng nhiên xoay người bay đi mất. Khúc Hồng Nhan giật mình kêu lên. Nguy rồi, ngăn nàng lại. Khúc Hồng Nhan chợt nhận ra mình đã thả lỏng cảnh giác. Nhưng Cố Thanh Thanh nâng lực lượng lên đến hư cực, thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị lắc người đột phá bao vây độn ra xa ngàn trượng. Khi mọi người giật mình nhận ra thì Cố Thanh Thanh đã đi xa không còn bóng dáng. Lý Vân Tiêu nét mặt xa sầm nói. Ngụ phù thủy. Ha ha ha, Cố Thanh Thanh rất thông minh danh mãnh, lần này đi mất thì khó mà đuổi theo. Diệp Nam Thiên mỉm cười nói. Nhưng chỉ là một viên đan dược, Vân Tiêu công tử cần gì để bụng. Với cơ duyên và thiên vận của công tử thì thành tựu tương lai đương nhiên là trên Cố Thanh Thanh. Lý Vân Tiêu khẽ hừ không lên tiếng. Thiên vận tạo hóa đan liên quan đến phục hồi vết thương cho phu phụ Hải Hoàng, nhất định phải cướp về. Diệp Nam Thiên thấy Lý Vân Tiêu vẫn rầu rĩ thì nói. Nếu ngươi thật sự không bỏ được viên đan dược kia cũng đừng quá lo lắng, Cố Thanh Thanh cướp đi đan dược này vì tương lai dùng để trùng kích cảnh giới cao hơn, trong thời gian ngắn sẽ không sử dụng. Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ cảm thấy có lý, tương lai Cố Thanh Thanh sẽ đi đất phong ma gần thành Viêm Vũ, lúc đó hắn muốn tìm nàng cũng không khó khăn gì. Diệp Nam Thiên lại đưa ra lời mời. Xin mời Vân Tiêu công tử cùng ta đi đảo Huyền Ly một chuyến. Lý Vân Tiêu vẫn từ chối. Hiện giờ vĩnh sinh chi giới mở ra sẽ dần dung nhập vào Vân Tiêu công tử, sau này còn nhiều cơ hội đi đảo Huyền Ly. Vừa rồi trong trận chiến với Lam Nham chủ làm tại hạ bị thương khá nặng, muốn về thành Viêm Vũ tĩnh tâm dưỡng thương, chờ vết thương lành rồi sẽ đi đảo Huyền Ly sau. Diệp Nam Thiên hơi khó chịu nói. Có phải Vân Tiêu công tử có ý kiến gì với đảo Huyền Ly không? Bên ngoài có tin đồn không tốt thì rốt cuộc chỉ là tin vỉa hè. Tổ tiên là tướng dưới a trướng của giới thần đại nhân, hơi hứng thú với người chấp trưởng giới thần bi. Vân Tiêu công tử từ chối nhiều lần thật là không nể tình. Lý Vân Tiêu chắp tay nói. Diệp Nam Thiên đại nhân nghĩ nhiều rồi. Đông Vực Chi Vương là nhân vật lãnh tụ cuộc chiến phong ma ngày xưa, tại hạ cực kỳ khâm phục. Nhưng thật tình là thời gian có hạn, ta định đi lãnh địa phản yêu một chuyến rồi về thành Viêm Vũ. Diệp Nam Thiên kinh ngạc kêu lên. Các người muốn đi chỗ Lâm đại nhân. Lý Vân Tiêu trả lời. Đúng vậy, nghe nói phản yêu có một cọng thiên phượng chân vĩ linh, phi nghê là thiên phượng nhất thể, nếu có được thứ đó thì càng như hổ thêm cánh. Diệp Nam Thiên trầm mặc một lúc rồi nói. Được rồi, nếu các người muốn đi chỗ Lâm đại nhân thì ta cũng không mời nữa. Hôm nào rảnh rồi thì mong Vân Tiêu công tử sẽ đến đảo Huyền Ly một chuyến, còn về chỗ Lâm đại nhân thì các người tốt nhất là hết sức cẩn thận. Nhưng phi nghê là thiên phượng nhất thể, chắc Lâm đại nhân sẽ không khó dễ các người quá nhiều. Cẩn thận! Lý Vân Tiêu nhướng mày hỏi. Có ý gì? Diệp Nam Thiên cười cười. Lâm đại nhân là thống lĩnh yêu tộc, không thấy thấy nhân loại. Từng có nhiều lần cường giả nhân tộc lỡ đi vào lãnh địa của Lâm đại nhân rồi không trở về nữa. Mấy người biến sắc mặt, mạch lộ vẻ mặt lo lắng, thẫn thờ. Lý Vân Tiêu nói. Thì ra là vậy, đa tạ đại nhân nhắc nhở. Diệp Nam Thiên phất tay. Các người đi đi. Lý Vân Tiêu hỏi. Vậy còn Diệp Phàm? Diệp Nam Thiên nói. Đương nhiên là theo ta về đảo Huyền Ly. Lý Vân Tiêu nói. Thế cũng tốt, có truyền thừa của đại nhân và Đông Vực Chi Vương chắc Diệp Phàm sẽ tiến bộ cực nhanh, mai sau gặp lại sẽ nhìn với cặp mắt khác. Diệp Nam Thiên cười đầy bí hiểm, nhìn theo đám người Lý Vân Tiêu rời đi. Lát sau nhóm Lý Vân Tiêu biến mất tà cùng hư không. Diệp Nam Thiên lặng im thật lâu sau khẽ thở dài. Trở về đi. Diệp Nam Thiên vung tay lên, thuyền nặc á lượn vòng biến thành chiến hạm màu vàng to lớn. Chu Quân, Mạnh Trác vội nhảy vào trong. Chiến hạm lấp lóe biến mất tại chỗ. Đám người Lý Vân Tiêu chạy nhanh dọc theo mạn bắc. Lát sau Phi Nghê không kiềm được hỏi. Phu quân, thiếp thấy phu quân nhiều lần từ chối Diệp Nam Thiên đại nhân kia có phải vì ẩn tình gì không? Mấy người khác tinh thần rung lên, nghiêm túc lắng nghe. Bọn họ hơi hiểu biết Lý Vân Tiêu,
cảm thấy đúng là quái dị thật. Mặt Lý Vân Tiêu lóe tia quái dị, nhẹ lắc đầu nói. Ta chỉ nghĩ đến trong phong ấn tam thập tam thiên gặp Tây vực chi vương bối kinh hoàng. Bắc Quyến Nam nhướng mày hỏi. Ý ngươi là có lẽ Đông vực chi vương cũng giáp tâm hại người. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Ta không dám phỏng đoán lung tung, dù sao ta không biết rõ về Đông vực chi vương. Nhưng người hiểu biết Đông vực chi vương đi nữa đã 10 vạn năm trôi qua, ai dám bảo đảm không có thay đổi gì. Bắc Quyến Nam lòng máy động mở miệng nói. Chẳng lẽ, Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Là Linh Mục Địch Đại Nhân bảo ta tạm thời đừng đi, trong đó cũng có phần bản thân ta băn khoăn. Nếu trước khi gặp Lam Nham Chủ thì ta tự phụ có thể đi bất cứ đâu trong thiên hạ này. Nhưng từ sau khi gặp Lam Nham Chủ ta mới hiểu thế gian này còn có cao thủ tạo hóa cảnh, cực kỳ đáng sợ. Nếu Đông Vực Chi Vương có dã tâm gì thì trong chúng ta đừng hòng có ai sống rời khỏi đảo Huyền Ly nổi. Khúc Hồng Nhan nói, ta công nhận quyết định của Phi Dương là đúng, cẩn thận với mọi thứ là hơn. Tuy nhiên phản yêu này, Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, ngày xưa ta có được thánh công của phản yêu, có thể thấy được cũng có duyên với nàng. Linh Mục Địch Đại Nhân cũng nói có thể thử đi cầu Phượng Linh, có lẽ sẽ được một cơ hội. Phi Nghê kích động reo lên. Thật không? Nếu có được Thiên Phượng Chân Vĩ Linh thì Phi Nghê chắc chắn sẽ xông vào trưởng thiên cảnh, thậm chí tu luyện đến hư cực càng cao. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Linh Mục Địch Đại Nhân chỉ nói có một cơ hội chứ không chắc chắn. Chúng ta đi tới đó trước rồi đến. Mọi người ôm đầy hy vọng bay nhanh trên bầu trời, chỉ có Mạch là sắc mặt khó xem tràn ngập tâm sự. Giờ phút này, trong giới thần bi, Linh Mục Địch đang ở bên trên lĩnh vực. Lý Vân Tiêu phân ra một hồn phách hiện ra, chậm rãi rơi vào trong. Chính giữa lĩnh vực có hai hòn núi giá cực to, cao mấy trăm trượng. Linh Mục Địch và Bối Kinh Hoàng ngồi trên mỗi tòa núi đá nhắm mắt tu luyện. Sắc mặt Bối Kinh Hoàng hồng hào, huyết khí tràn đầy, dường như tu vi đã phục hồi. Nhưng thần thức tra xét thì bị lực lượng chặn lại, Lý Vân Tiêu dựa vào diệu pháp Linh Mục cũng không thể nhìn thấu hư thực. Lý Vân Tiêu thầm suy đoán Bối Kinh Hoàng vẫn còn vết thương trong người. Dù sao vết thương trong tam thập tam thiên gần như chí mạng, làm gì dễ lành như vậy. Linh Mục Địch mở mắt ra. Ngươi đến rồi. Một tay Linh Mục Địch bắt ấn thoáng chốc thuấn di đến dưới núi đá. Lý Vân Tiêu nói. Đúng vậy, đại nhân truyền tấn, không dám không đến. Linh Mục Địch mỉm cười nói. Có phải ngươi hơi trách ta không? Trách ta không nói hết đủ chuyện cho ngươi biết. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói. Đại nhân chắc là có ý tưởng của mình, tại hạ không dám trách tội. Ha ha ha. Linh Mục Địch lắc ngón tay cười nói. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Trước kia không nói vài chuyện cho ngươi biết đúng là vì thời cơ chưa tới. Lý Vân Tiêu hỏi. Bây giờ thời cơ đã đến. Ha ha ha, có thể nói tới rồi, cũng có thể bảo là chưa. Nhưng nếu ngươi không có kiên nhẫn vậy bây giờ ta sẽ cho ngươi biết. Sắc mặt Linh Mục Địch dần nghiêm túc nói. Ta biết vài thứ liên quan đến cuộc chiến phong ma ngày xưa. Lý Vân Tiêu liếc qua Bối Kinh Hoàng trên núi đá phía đối diện. Linh Mục Địch cười nói. Không sao, Bối Kinh Hoàng cũng đã tự trải qua cuộc chiến này. Lý Vân Tiêu nói. Tốt, vậy thì tại hạ xin rửa tai lắng nghe, đặc biệt là chuyện về tạo hóa cảnh và bách kiếp giới vương cảnh. Hy vọng đại nhân có thể kể nhiều một chút. Linh Mục Địch nói. Tạo hóa cảnh tên như ý nghĩa, là đoạt thiên địa tạo hóa, đạt đến đại viên mãn thập phương cảnh liền xứng là cao thủ đẳng cấp tạo hóa, gần như là cực hạn sức người có thể làm được. Mới rồi chiến đấu với Lam Nham Chủ chắc ngươi cũng cảm nhận được sự cường đại của lực lượng đó. Lý Vân Tiêu nét mặt xa sầm nói. Đúng là cảm nhận được, còn suýt chết. Linh Mục Địch khen ngợi tận đáy lòng. Ha ha ha, ta cũng không ngờ đương thời trừ mấy lão già chưa chết chúng ta đây còn có người xông vào tạo hóa cảnh được. Chậc chậc, người này thật sự là thiên phú đệ nhất trong 10 vạn năm qua, nếu là ngày xưa có lẽ lại thêm một cường giả giới vương cảnh. Lý Vân Tiêu hỏi. Vậy giới vương cảnh là gì? Làm sao mới đạt đến giới vương? Linh Mục Địch trừng Lý Vân Tiêu. Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai, nhưng chút nữa ngươi có thể hỏi Lâm Đại Nhân, có lẽ tâm tình nàng tốt sẽ giải thích chút ít cho ngươi. Nhắc đến Phản Yêu Lâm là biểu tình của Linh Mục Địch trở nên cực kỳ tôn kính. Lý Vân Tiêu nghi hoặc hỏi, tại sao Lam Nham Chủ ở trước mắt Đại Nhân đáng sợ hơn Lâm ngoại tộc?
Vương Tứ Vực các người chẳng phải là chiến hữu sánh vai bên nhau sao? Linh Mục Địch cười cười, bản năng liếc qua Bối Kinh Hoàng, trùng hợp câu nói này kích thích Bối Kinh Hoàng mở mắt ra. Hai người nhìn nhau, Bối Kinh Hoàng khẽ hừ, lại nhắm mắt. Linh Mục Địch lắc đầu nói. Cái gọi là Vương Tứ Vực giống như bảy tông môn các ngươi bây giờ. Vạn Tinh Cốc và Phệ Hồn Tông đối đầu nhau không đội trời chung. Nhưng nội bộ xích mích cỡ nào cũng sẽ đồng lòng chống giặc ngoài. Ngày xưa ma chủ vừa giới đến chấn động thiên hạ, khiến cường giả trong thiên hạ hợp sức với nhau, cùng giới thần đại nhân thống ngự chung sức phòng ngự ngoại địch. Ví dụ vị Tây Vực Chi Vương này ngày xưa cũng không tốt lành gì, nếu không phải ma chủ xâm nhập có lẽ lão phu đã cùng một vị bằng hữu khác tiêu diệt hắn. Bối Kinh Hoàng trợn to mắt nói. Lão thất phu Linh Mục Địch, nói như thể ngươi hiền lắm. Mắt Bối Kinh Hoàng bắn ra tia sắc bén quá to. Muốn giết lão phu, bây giờ ngươi thử xem. Ha ha ha. Linh Mục Địch cười nói. Đã qua nhiều năm, có gai mắt ngươi cỡ nào thì chuyện cũng đã qua. Hiện tại ta náu trong thân khôi lỗi này, không phục hồi tu vi được nữa, tuyệt đối không đánh lại ngươi. Hừ. Bối Kinh Hoàng bớt giận. Tiếp tục nhắm mắt. Linh Mục Địch nói tiếp. Diệp Kình Vũ và ta không quen thân, người này vừa chính vừa tà, khó nói là tốt hay xấu. Diệp Kình Vũ chưa từng làm việc tốt nhưng cũng không làm chuyện xấu xa thiếu đạo đức. 10 vạn năm đã qua, hiện tại Diệp Kình Vũ thế nào thì ta không biết. Nghe Diệp Nam Thiên nói hiện tại Diệp Kình Vũ còn giữ lại tu vi, là cao thủ tạo hóa cảnh, nên ta mới kêu ngươi cẩn thận chút, tốt nhất đừng đi gặp hắn nhanh như vậy. Chờ khi ngươi bước vào hư cực, luyện thân thể đến hư quang, vậy thì dù không đánh lại cũng dư sức chạy trốn. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Ngày xưa ta cũng là phá quân vũ đế quát tháo thiên hạ, hiện tại là người hậu tuyển giới thần, cứ bị người treo lên đánh, hở chút là chạy trốn nhìn sao cũng không tốt. Linh Mục Địch trừng Lý Vân Tiêu. Vậy ngươi hãy cố gắng nhiều hơn nữa, ăn đau hơn một chút, chăm chỉ tu luyện. Bản thân ngươi bị đánh cũng không sao, đừng kéo ta vạ lây lại ta cùng chịu khổ với ngươi là được. Lý Vân Tiêu lúng túng ho khan. Khụ khụ, không nói việc này nữa, tiếp tục bàn về chuyện phong ma đi. Phản yêu Lâm là thế nào? Linh Mục Địch nói. Lâm đại nhân dĩ nhiên là yêu hoàng ngày xưa, dựa vào tư chất tuyệt thế bước vào bách kiếp giới vương cảnh. Trong trận chiến đó Lâm đại nhân rất anh dũng, có công lao lớn. Ta luôn nghĩ rằng Lâm đại nhân chết từ lâu, không ngờ còn sót lại một phân thân, đúng là may mắn cho thiên hạ. Lý Vân Tiêu nói. Nếu người này hiểu rõ đại nghĩa như vậy hay là chúng ta mời nàng xuống núi, để nàng thu lấy bộ chúng yêu tộc hiện tại, khi đó lại có một lực lượng trung kiên. Linh Mục Địch sửng sốt, trầm ngâm nói. Tiểu tử nhà ngươi có chút trí tuệ, kế này rất hay, nhưng phải xem ý của Lâm đại nhân thế nào đã. Hiện tại thế lực của yêu tộc không thể khinh thường, yêu hoàng hoang lấy chân linh vô làm ký chủ, thực lực thẳng lên hư cực. Mạch được tạo hóa mấy ngàn năm của Ngũ Hà Sơn, cũng bước vào hư cực. Còn có yêu tộc tên Thương, luyện hóa thánh khí hỗn thiên nghi, không dễ đối phó. Hiện tại yêu tộc hưng thịnh có lẽ liên quan đến thiên đạo vận chuyển. Lý Vân Tiêu hỏi. Theo ý của đại nhân thì lực lượng thiên vũ giới hiện tại so với 10 vạn năm trước ra sao? Nếu ma quân lại buông xuống thì có phần thắng không? Linh Mục Địch lắc đầu nói. Đương nhiên là thua xa. Ngày xưa có 4 vị cường giả giới vương cảnh, hiện tại dưới vòm trời này e rằng không có người nào. Dù là tạo hóa cảnh trừ tứ vực chi vương chúng ta ra chỉ có khoảng hơn chục người, giờ một bàn tay đếm hết. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, trừ Diệp Kình Vũ, Lam Nham Chủ, Lâm gia e rằng không còn ai. Lý Vân Tiêu cố ý vô tình liếc Bối Kinh Hoàng. Linh Mục Địch biết thắc mắc của Lý Vân Tiêu. Lúc trước Bối Kinh Hoàng thế nào thì không biết nhưng hiện tại hắn bị thương rất nặng, trừ phi dùng thiên vận tạo hóa đan, nếu không khó mà phục hồi lại đỉnh cao. Bối Kinh Hoàng hét to. Hừ, lão phu đương nhiên là tạo hóa cảnh. Bối Kinh Hoàng sắc mặt âm trầm nói. Có thiên vận tạo hóa đan thì tốt nhất, nếu không có thì có thể tìm thái nhất huyền khí cũng được. Lý Vân Tiêu ngây ra, hiểu ngay. Chắc Bối Kinh Hoàng đã phát hiện cái gì, Côn Ngô thần thụ biến thành tinh linh tiểu ngô ở trong lĩnh vực Linh Mục Địch nên hơn phần nửa bị Bối Kinh Hoàng tìm ra manh mối. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, ngày xưa Côn Ngô thần thụ nói chỉ có một chút và cho hắn hết, không biết là thật hay giả. Bối Kinh Hoàng nói như vậy hay là phát hiện thái nhất huyền khí khác? Thái nhất huyền khí là thiên địa sơ sinh, dựng dục ra từ vũ trụ hỗn độn, là lực lượng đạo chi bản nguyên, là duy nhất.
sau đó một phân thành hai, hai chính là âm dương nhị khí, vòng đi vòng lại sinh sôi không dứt. Rồi hai sinh ba, sinh ra ba loại khí cực mạnh, ma khí nằm trong số đó. Vì vậy Thái Nhất Huyền Khí là lực lượng căn nguyên thiên địa, có thể chữa khỏi vạn vật, có thể từ vạn vật luyện hóa ra nhưng vô cùng khó khăn. Côn Ngô Thần Thụ là sinh linh thần thông từ khai thiên tích địa nhưng chỉ luyện hóa được hai tia ít ỏi. Một tia bị Côn Ngô Thần Thụ dùng hết, còn một tia để cho Lý Vân Tiêu. Nhưng hiện tại Lý Vân Tiêu nghi ngờ Tiểu Ngô mập mạp nói âu đói, không chừng còn có tia thứ ba, thứ tư. Nếu có vật đó thì vết thương của phu phụ Hải Hoàng sẽ lành lặn. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ. Xem ra bé mập đó không thành thật, chờ khi nào linh mục địch đại nhân không có đây phải khảo vấn nó mới được. Tây Vực Vương, người đang nằm mơ sao? Linh mục địch bất mãn nói. Nếu có Thái Nhất Huyền Khí thì hồn lực của bổn tọa đã được tẩm bổ, không chỉ có thể phục hồi lại như ban đầu thậm chí tiến bộ thêm một bậc. Nếu có thứ đó thì chờ đến lượt ngươi sao? Mặt bối kinh hoàng đỏ bừng, khẽ hừ không nói tiếp. Lý Vân Tiêu nghe hiểu, hơn phân nửa bối kinh hoàng rớt xuống hư cực, nếu không tìm thấy thiên vận tạo hóa đan hay vật nghịch thiên như Thái Nhất Huyền Khí thì đời này kẹt lại tại hư cực kỳ, giữ cho tu vi không tụt dốc tiếp đã là may mắn. Lý Vân Tiêu nói. Xem ra không nói sai, cường giả tạo hóa cảnh chỉ có ba người. Xem thái độ của Diệp Nam Thiên thì chỉ cần có quy tắc thập phương đầy đủ thì nắm chắc để hắn đột phá đến tạo hóa cảnh rất lớn. Linh Mục Địch nói. Vậy là tốt nhất, hy vọng quy tắc thập phương trở về thiên địa sẽ mang đến thay đổi nghiêng trời lệch đất, tạo ra được nhiều cường giả không thì ma kiếp lần này nếu không vượt qua được sẽ. Ha ha! Linh Mục Địch cười lạnh lùng, ẩn ý quá rõ ràng. Nếu không vượt qua ma kiếp thì nguyên thiên vũ giới tàn đời. Bối kinh hoàng cười khẩy nói. Ha ha ha, nực cười hết sức, cuộc chiến phong ma ngày xưa thảm khốc thế nào thì ngươi cũng biết rồi, dựa vào mấy con cá tạp hiện tại, chỉ có ba tạo hóa cảnh mà muốn qua ma kiếp. Linh Mục Địch, đầu óc của ngươi ngày xưa bị đánh nhũn não rồi sao? Linh Mục Địch phớt lờ bối kinh hoàng châm chọc, nghiêm túc nói. Ta không nghĩ vậy, ta rất lạc quan cho lần trải qua ma kiếp này. Hiện tại quy tắc thập phương trở về thiên địa sẽ có nhiều cường giả sinh ra, số lượng tạo hóa cảnh chắc chắn tăng lên trên 5 người cộng thêm Lý Vân Tiêu nắm giữ giới thần bi, ta cảm thấy hắn sẽ trùng kích được bách kiếp giới vương cảnh. Dù hắn có thể trùng kích đến giới vương thì có ích gì? Bối kinh hoàng châm chọc. Ngày xưa có 4 vị đại nhân giới vương cảnh, cuối cùng nếu không phải ma chủ đột nhiên phân liệt thành 2 người thì chưa biết kết quả cuộc chiến sẽ như thế nào. Linh Mục Địch nói. Ngươi đừng quên ma chủ làm được ma chủ là do ma quân luyện hóa 6 ma bệnh thực lực đến giới vương cảnh mới làm ma chủ. Nhưng 6 ma binh bị trói buộc trong thiên vũ giới 10 vạn năm. Tức là trong ma giới hiện tại dù xuất hiện ma quân giới vương cảnh cũng không thể trở thành ma chủ. Lý Vân Tiêu thì có thiên thánh khí giới thần bi của bản giới, chỉ cần có thể trùng kích đến giới vương cảnh là sẽ áp chế được hết thảy ma đầu. Bối kinh hoàng nghe vậy tuy rằng cảm thấy có một chút không đúng nhưng không tiện phản bác. Bối kinh hoàng mỉa mai. Đó chỉ là suy nghĩ của riêng ngươi, đầu tiên tiểu tử này phải thật sự đến giới vương cảnh đã. Dù giới thần bi chọn hắn thì khó khăn sẽ không thấp hơn ngươi và ta trùng kích cảnh này. Linh Mục Địch nói. Con người làm được tất cả, việc đến hiện giờ suy nghĩ nhiều cũng chẳng được gì. Nếu không qua khỏi kiếp nạn này thì mọi người và thiên vũ giới tiêu đời. Bối kinh hoàng lặng thinh. Không biết bây giờ Diệp Kình Vũ đang nghĩ gì. Trong tay hắn nắm giữ lực lượng có lẽ thuộc hàng đệ nhất đương thời, nếu hắn chịu giúp Lý Vân Tiêu sẽ có phần thắng. Nếu Diệp Kình Vũ cũng có suy tính riêng thì việc khó giải quyết. Nên ta cho rằng trước khi Lý Vân Tiêu có năng lực tự bảo vệ mình thì tạm thời đừng gặp hắn thì tốt hơn. Linh Mục Địch nhìn Lý Vân Tiêu. Nếu ngươi chết, giới thần bi lại chọn ra một vị chủ nhân không biết có kịp thời gian không? Lý Vân Tiêu cực kỳ khó chịu, bất bình giận dữ nói. Mỡ nó, còn tưởng rằng đại nhân quan tâm mạng sống của tại hạ, thì ra đại nhân lo chủ giới thần bi. Linh Mục Địch thản nhiên nói. Ha ha ha, ngươi là chủ giới thần bi, hai cái này có gì khác nhau sao? Lý Vân Tiêu chỉ cười khổ lắc đầu không đáp. Bây giờ ta chỉ mong nhanh chóng nâng cao lực lượng của mình. Lý Vân Tiêu cứ nghĩ hư cực là cực hạn của giới này, thân thể hắn đã đến cảnh giới dung thông tương đương với trưởng thiên thần cảnh, cách đỉnh cao chỉ có một bước. Bây giờ Lý Vân Tiêu mới biết đường thần đạo vừa đến giữa sườn núi hay thậm chí mới tới chân núi, khiến hắn thấy thất bại và nôn nóng.
Linh Mục Địch nói. Ngươi đừng gấp, bây giờ ngươi được Tử Kim Lôi Kiếp Đan của Nhất Phàm Đại Sư, rèn luyện thân xác lôi hậu thiên của mình, cộng với Bắc Quảng Thiên Pháp Đan chắc chắn sẽ có thể bước vào trường thiên cảnh. Vậy thì tu vi của ngươi sẽ đuổi kịp độ mạnh cơ thể, trong trường thiên cảnh hầu như vô địch. Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi. Ta chưa từng lo lắng về trường thiên cảnh, hư cực và tạo hóa thì sao? Thật ra chỉ cần Tử Kim Lôi Kiếp Đan là Lý Vân Tiêu có nắm chắc xông vào trường thiên cảnh, Bắc Quảng Thiên Pháp Đan thì để dự bị, đề phòng bất chắc. Múa ẩn tùn kích hư cực nhất định phải trở lại thành Viêm Vũ, lĩnh ngộ trong quy tắc thập phương mới làm ít mà tiến bộ nhiều. Nếu không sẽ hao phí thời gian rất dài, người chờ được nhưng ta không muốn đợi. Linh Mục Địch nói, chờ ra khỏi vĩnh sinh chi giới ngươi liền trở về thành Viêm Vũ bế quan, tốt nhất là tu luyện đến hư cực thần cảnh rồi mới đi ra. Mắt Lý Vân Tiêu hấp háy tia sáng. Hư cực sao? Xông vào trưởng thiên cảnh là chuyện ván đã đóng thuyền, bây giờ Lý Vân Tiêu có mấy viên thần đan trong người, thêm vào ưu thế thành Viêm Vũ, hắn tràn đầy tự tin việc trùng kích hư cực thần cảnh. Về tạo hóa cảnh thì trong lòng Lý Vân Tiêu có một chút kỳ vọng. Ngày xưa Ma Kha Cổ Thần Quyết bị giới lực nổ nát gần với bốn thiên nhất, đại giới, đại diễn, thái dương, thái sơ hiện giờ đều ở trong tay hắn, có điều Lý Vân Tiêu chưa hiểu rõ hết. Nếu cho Lý Vân Tiêu thời gian dung hợp quán thông bốn thiên thần quyết thì không chỉ có hy vọng trùng kích tạo hóa cảnh, thậm chí có hy vọng bách kiếp giới vương cảnh. Linh Mục Địch tiếp tục bảo, hiện tại người tu luyện thể thuật là quang minh lưu ly thân của Hiểu Phong Tàn. Thể thuật này có thể thẳng đến pháp thân cảnh, người cứ tiếp tục luyện nó là được. Khi tu vi và thân thể cùng đến tạo hóa cảnh thì xác suất trùng kích bách kiếp giới vương sẽ tăng lớn. Lý Vân Tiêu lòng máy động hỏi. Hiểu Phong Tàn đại nhân ngày xưa đã hết thật rồi sao? Linh Mục Địch, Bối Kinh Hoàng ngạc nhiên. À, Linh Mục Địch nói. Sao ngươi hỏi vậy, tất nhiên đã chết. Lý Vân Tiêu vẫn tỏ vẻ nghi ngờ. Đại nhân khẳng định. Linh Mục Địch bật cười hỏi. Có phải ngươi nhìn thấy vương giả ba vực đông, tây, bắc chúng ta còn tồn tại nên cho rằng Hiểu Phong Tàn cũng sống? Lý Vân Tiêu nói. Có phần như vậy nhưng không hoàn toàn. Cộng thêm nếu Hiểu Phong Tàn đại nhân là pháp thân tạo hóa cảnh thì xác suất sống sót nên lớn hơn. Nếu Hiểu Phong Tàn chết thật thì thân thể cũng bất hủ, nó đã đi đâu? Linh Mục Địch ngây ra, trầm ngâm nói. Hiểu Phong Tàn thật sự đã chết, chuyện này không giả được. Ngày xưa ta chính mắt nhìn thấy hắn bị ma chủ đập chết, sự sống mất hết. Dù là thiên vận tạo hóa đan, thái nhát huyền khí cũng tuyệt đối không thể chữa sống Hiểu Phong Tàn. Nên biết y dược không chữa được bệnh chết. Nếu chết thật thì trừ phi là cách hồn tu như đại diễn thần quyết là có cơ duyên nhất định chuyển thế trọng sinh, nếu không thì hết cách xoay chuyển. Ngươi nói thân thể của Hiểu Phong Tàn đi đâu thì, ta cũng không biết, ngày xưa hỗn loạn như vậy ai mà để ý cơ thể Hiểu Phong Tàn ở đâu. Lý Vân Tiêu nhíu chặt mày, dường như gặp phải khó khăn lớn lao gì. Linh Mục Địch khó hiểu hỏi. Là chuyện gì khiến ngươi có ý nghĩ này? Lý Vân Tiêu lên tiếng. Đại nhân có biết người này không? Lý Vân Tiêu búng tay một cái, một huỳnh quang bắn ra chậm rãi giãn ra trước mặt Linh Mục Địch biến thành màn nước, bên trong hiện ra cảnh tượng. Cảnh tượng đó như thị giác của một người, cẩn thận đi trong sơn động, trước mắt dần rộng mở, ánh sáng nhạt chiếu ra, tia sáng ngày càng mạnh. Sau đó hiện ra cảnh tượng trong hang, bốn vách tường và trên nóc khảm đầy hạt châu tỏa sáng, có ngàn vạn viên, toàn là Đông Hải Nguyệt Minh Châu. Chính giữa hang động có một bóng đen ngồi xếp bằng. Chủ nhân thị giác khẽ run, hoảng sợ hỏi. Ngươi là ai? Bóng đen không trả lời, nhìn bộ dạng lộn xộn, lôi thôi nhếch nhác. Chủ nhân thị giác bình tĩnh lại, cảnh tượng trước mắt dần rõ ràng lên. Hình dạng bóng đen dần rõ ra, mày rậm mắt to, mặt lớn ngay thẳng, ngũ quan rõ ràng nhưng bùn kết khối đầy trên gương mặt. Linh Mục Địch, Bối Kinh Hoàng hét thất thanh. Ui, Hiểu Phong Tàn. Hai người ngơ ngẩn, thẫn thờ. Bối Kinh Hoàng nhảy xuống núi đá, mặt dán sát vào, tròn mắt xô tí dán vào màn nước. Bối Kinh Hoàng quan sát kỹ một lúc, trầm giọng nói. Đúng là Hiểu Phong Tàn rồi, tuyệt đối không giả được. Linh Mục Địch hoảng hốt nhìn khuôn mặt quen thuộc sớm đã chết. Chuyện này rốt cuộc là sao? Lý Vân Tiêu nói. Cảnh tượng này là rất truyền thừa trong Nam Vực Thiên Châu Môn, tại đây ta được truyền thừa quang minh lưu ly thân. Bối cảnh là hoàng tử Hỏa Ô Quốc Tân Như Ngọc nhìn thấy. Lúc ở thành Viêm Vũ, ta thấy thực lực của Tân Như Ngọc hơi kỳ, về sau siêu hồn hắn,
những cảnh này có trong ký ức của hắn. Trong cảnh tượng màn nước, Hiểu Phong Tàn mở miệng nói. Ta là ai? Thanh âm khàn khàn thì thào. Ta là ai? Đúng rồi, ngươi à ai? Tại sao ở chỗ này? Tân Như Ngọc hơi căng thẳng sợ hãi, thực lực của đối phương sâu không lường được nhưng dường như là tên điên. Lá gan Tân Như Ngọc dần to ra nói. Ngươi có biết chỗ này là trong Thiên Châu môn của Hỏa Ô Đế Quốc không? Ta chính là hoàng tử của Hỏa Ô Đế Quốc. Hiểu Phong Tàn lẩm bẩm. Thiên Châu môn, Hỏa Ô Đế Quốc, hoàng tử. Hiểu Phong Tàn nghe không rõ ràng, cúi đầu lặng im. Cảnh tượng trong màn nước là hai người đang đối thoại nhưng không có thanh âm truyền ra, về sau cảnh tượng dần mơ hồ. Lúc trước khi Lý Vân Tiêu tìm kiếm ký ức của Tân Như Ngọc rất khó đọc được hoàn chỉnh, nhiều ký ức thành mảnh vụn. Nhưng cảnh hai người gặp nhau để lại ký ức khắc sâu cho Tân Như Ngọc nên mới giữ lại hoàn chỉnh. Linh Mục Địch trầm ngâm nói. Chuyện gì thế này, không có đạo lý. Linh Mục Địch chống cằm suy tư. Hiểu Phong Tàn thật sự đã chết, ta thấy tận mắt. Lý Vân Tiêu, người có biết hiện giờ Hiểu Phong Tàn ở đâu không? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Lúc trước ta có đi Thiên Châu môn nhưng tìm một vòng không thấy tung tích của người này. Linh Mục Địch vắt óc ngẫm nghĩ cũng không ra nguyên nhân then chốt. À, việc này hơi kỳ dị nhưng chưa chắc là chuyện xấu. Nếu Hiểu Phong Tàn thật sự không chết thì lực lượng bên ta lại tăng mạnh lên nhiều. Bối Kinh Hoàng đột nhiên lên tiếng. Theo ta thấy ngày xưa Hiểu Phong Tàn không chết nhưng đã mất trí nhớ. Linh Mục Địch nói. Khả năng này rất thấp, nếu đúng như vậy tại sao sau 10 vạn năm mới xuất hiện? Bối Kinh Hoàng nhíu mày nói. Cái này, có lẽ đã xuất hiện từ Âu nhưng đến hiện tại chúng ta mới phát hiện ra. Lý Vân Tiêu lắc đầu phủ nhận. Tuyệt đối không thể, các người hãy nhìn bộ dạng chật vật, lôi thôi của Bối Kinh Hoàng như mới bỏ ra từ loàng đất. Nếu Hiểu Phong Tàn tồn tại ngay từ đầu, trong Nam vực xuất hiện vị cường giả như vậy tuyệt đối không thể nào giấu giếm được tin tứ. Linh Mục Địch thấm thái nói. Đúng là khá thú vị. Ta còn nghĩ đến một khả năng nữa nhưng cần nhiều bằng chứng hơn, tạm thời không nhắc đến nó. Nếu việc này có thể phát triển theo chiều hướng tốt sẽ vô cùng có lợi cho chúng ta. Nhưng việc gấp cần làm là cố gắng tăng cao tu vi của bản thân, nếu ngươi chết thì lão phu sẽ tan biến theo. Lý Vân Tiêu nghe mà không vui chút nào. Về sau không còn gì để nói, Lý Vân Tiêu thu lại phân thân quay về bản thể, dốc sức chạy hướng cấm địa của Phản Yêu Lâm. Đột nhiên trong hư vô phía trước truyền ra hơi thở cường đại như phá sóng vọt ra. Từng vòng sóng o ngự lan ra từ hắc ám, có năm trung tâm vòng tròn dần hiện ra năm bóng người chặn lại trước mặt đám người Lý Vân Tiêu. Tột trong năm người, nam nhân áo đen quát to. Đứng lại! Cuồng đồ nào dám xông vào cấm địa này. Mặt nam nhân áo đen để râu cá chê, mắt tam giác mắt chuột nhưng cực kỳ sắc bén. Thần thức của quét qua năm người, thầm lấy làm lạ. Năm người trước mắt đều là cường giả nhân tộc, tu vi khác nhau. Hai người chính giữa là trưởng thiên cảnh, ba người bên cạnh chỉ có tu vi quy chân cảnh. Lý Vân Tiêu chỉ vào bọn họ, không kiềm được hỏi. Tại sao tu vi quy chân cảnh cũng có thể vào vĩnh sinh chi giới? Ba người đứng phía sau đột nhiên nổi giận. Nam nhân hình thể cao gầy đứng bên trái giận dữ quát to. Dám khinh thường chúng ta, chẳng phải chính ngươi cũng chỉ có tu vi quy chân thần cảnh sao? Nói cũng đúng. Lý Vân Tiêu sờ cằm nói. Phía trước là đất tu luyện của yêu hoàng L, âm đại nhân 10 năm trước. Nam nhân áo đen đứng đối diện biến sắc mặt trách mắng. Nếu đã biết là cấm địa của Lâm đại nhân còn dám xông vào. Thật là không muốn sống nữa. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta muốn sống hay không thì tạm không nói đến, năm người là nhân tộc mà tại sao trông cửa cho yêu tộc. Năm người vừa xấu hổ vừa tức giận rồi lại không biết nên phản bác ra sao. Thật ra cả năm người đều nghe chuyện Thiên Phượng Chân Vĩ Linh, bọn họ từ bốn phương tám hướng chạy đến chặn cướp, sau đó. Thành hộ viện trông cửa dùm người ta. Nam nhân áo đen râu cá trên quát mắng. Liên quan gì ngươi? Muốn chết mà. Nam nhân râu cá chê rút ra một thanh đại đao màu nâu đồng múa may tấn công. Lý Vân Tiêu đâm trúng chỗ đau của bọn họ, bốn người khác giận run người tự lấy binh khí ra lao theo nam nhân áo đen. Lý Vân Tiêu không muốn tranh đấu với bọn họ, thụt lùi mấy bước né thoát nam nhân râu cá chê công kích. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Các vị hãy bất giận, là tại hạ lỡ lời. Chúng ta có việc muốn bái kiến Lâm đại nhân,
làm phiền thông báo giúp một tiếng nói là có cố nhân cầu kiến. Nhưng đối phương không thèm để ý Lý Vân Tiêu, hồ đại đao kín không kẽ hở hình thành một tầng màn sáng mỏng manh lấp lóe quanh thân Lý Vân Tiêu vài thước nhưng không cách nào đến gần hắn được. Nam nhân dâu cá chê giật mình, quát mắng. Có giỏi thì đừng trốn, hãy đường đường chính chính đấu một trận với ta. Bốn người khác tự tìm đối phó chém giết với nhau. Hai cường giả trưởng thiên cảnh đối đầu Khúc Hồng Nhan, Bắc Quyến Nam. Hai quy cân cảnh thì chiến đấu với Phi Nghê, Lạc Vân Thường. Còn một mình Mạch khoanh tay đứng, mặt không biểu tình nhìn. Lý Vân Tiêu hơi tức giận quát. Các hạ đừng có mà khinh người quá đáng. Hừ, khinh người quá đáng, chúng ta làm vậy là vì tốt cho các ngươi. Nếu Lâm đại nhân đích thân ra tay thì các ngươi đã không còn mẩu xương từ lâu. Nam nhân dâu cá chê múa đao càng nhanh, lòng thầm sốt ruột. Nam nhân dâu cá chê cho rằng Lý Vân Tiêu chỉ có tu vi quy chân cảnh, không đánh lại gã, hắn chỉ toàn né tránh bằng thân pháp. Lý Vân Tiêu mắng. Thật vô lý. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Dù Lâm đại nhân tự mình ra tay thì cùng lắm là biến nhóm chúng ta thành kẻ trông nhà, làm sao đến nỗi không còn mẩu xương. Lý Vân Tiêu dừng thân pháp né tránh, trực tiếp nghênh đón đao phong, đá ra một cước. Định. Mũi chân đạp trên sống đao thay đổi quỹ tích bay, nhát đao chém hụt bắn ra một tia sáng xẹt qua người Lý Vân Tiêu.